ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai tập 77 và tập 78, âm mưu của Loki, đánh mông nguyên thủy thiên tôn thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, trong lòng băng băng sinh ra một chút tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng sinh ra tò mò với một nam tử, chủ yếu là nam tử áo trắng này, dáng dấp anh tuấn nho nhã, không hề ẻo lả giống như những tên sang pha nhất, anh khí bức người, tràn ngập dương cương rõ ràng, lại không thô lỗ như những tên cơ bắp, khí chất nhìn cao quý như trích tiên, xuất trần như ngọc thô chưa mài rũa lại sẽ không khiến người ta cảm thấy xa cách cũng không biết nữ tử thế nào mới có thể xứng đôi với nam nhân như vậy lúc băng băng đang trầm mê trong dung mạo lý nguyên một nam tử trung niên mặc khắc bảo đồ đội mịch thi đột nhiên từ hư không bước ra đứng trước mặt bạch y nam nhân tướng mạo và khí chất của nam tử trung niên này tuy không như nam tử áo trắng nhưng khí chất trầm ổn khí vũ bất phàm cho người ta một loại uy áp khí thôn hoàn vũ so với chúng thần trong giác đấu trường nhìn uy nghiêm hơn nhiều ngươi chính là lý nguyên vì sao ngươi có thể trở thành trưởng nhóm nam tử trung niên lên tiếng hỏi nam tử áo trắng chuyện này lập tức làm cho băng băng biết được thân phận của hai người nam tử áo trắng đúng là trưởng nhóm lý nguyên hắn thực sự giống như lời lâm cửu nói có thể chiến thắng thần sáng thế sao băng băng hơi ngờ vực nghĩ chưa đến một lát sau nàng đã nhìn thấy quá trình diệp tiểu phàm và lý nguyên giao thủ sau khi nàng nhìn thấy cảnh ngân hà vây quanh quanh người diệp tiểu phàm tinh thần lấp lóe không tự chủ được há hốc mồm cho dù là cách video nàng vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố diệp tiểu phàm phát ra chỉ riêng dị tượng trên người diệp tiểu phàm đã có phẩm vị hơn thực lực tho zeus poseidon biểu hiện ra rất nhiều cũng không biết diệp tiểu phàm đây là động tác đẹp hay là thật sự có thực lực băng băng có phần không nắm chắc Xong sau khi diệp tiểu phàm tế ra cực đạo đế binh thánh hoàng kiếm nhìn cảnh tượng tráng lệ phi kiếm rậm rạp trong vũ trụ rạch nát hư không nhìn cảnh tượng tinh thần và thiên thạch xung quanh bị vắt thành bột mìn nhìn đạo ấn thần bí đại ma pháp tác thời gian hiện ra ra đầu băng băng trực tiếp viết ra nàng không nghi ngờ về thực lực của diệp tiểu phàm nữa thậm chí nàng đối với thực lực của diệp tiểu phàm bồi phục đến sát đất bởi vì cảnh đối phương công kích so với cảnh mấy người tho zeus Poseidon đông đánh nhau còn trắng lệ khoáng đạt còn chấn động hơn vạn lần cảnh tho zeus đánh nhau cho người ta một loại cảm giác võ hiệp phiên bản cao cấp tuy chấn động như nhau nhưng không đủ tiên không đủ sinh động mà thực lực diệp tiểu phàm bày ra mới có thể được gọi là tiên đây mới phù hợp với tất cả ảo tưởng của mọi người về tiên pháp diệp tiểu phàm kinh khủng như vậy lý nguyên có thể là đối thủ sao băng băng không khỏi lo lắng cho lý nguyên tách bỗng nhiên Bằng bằng nghe thấy một tiếng búng tay thanh thúy từ trong video vang lên, chỉ thấy Lý Nguyên đối mặt với kiếm vũ đầy trời, nhẹ nhàng búng tay ra tiếng. Sau đó, một màn càng thêm rung động xuất hiện, lấy Lý Nguyên làm trung tâm, phi kiếm rậm rạp, đại ma pháp tác thời gian thần bí tuyên cổ, toàn bộ tán loạn thành hư vô. Sau đó lấy hình tròn nhanh chóng lan ra xung quanh, đồng thời thân thể Diệp Tiểu Phàm cũng đổ sụp tán loạn, hóa thành bột mịn. Chỉ trong nháy mắt, vũ trụ lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Tiểu Phàm, phi kiếm, đại ma pháp tác thời gian, tinh thần, thiên thạch trong triệu tỷ dặm đều biến mất không thấy đâu nữa toàn bộ vũ trụ cũng chỉ còn lại bóng dáng lý nguyên vẫn thẳng tắp kiên cường đứng tại chỗ băng băng trợn lớn hai mắt cả người nổi da gà một màn này tạo thành trùng kích cho nàng thực sự quá chấn động quá không thể tưởng tượng nổi chỉ một cái búng tay vũ trụ đều trở về số không đây mới là năng lực thần có đây mới là thần chân chính đây mới là tiên tiên không gì không thể tuy cảnh chiến đấu của lý nguyên và diệp tiểu phàm không có tranh đấu hoa lệ không có chiêu thức hòa hòe nhưng cảm giác cho băng băng so với chiến đấu của mấy thần tho zeus poseidon còn siêu nhiên hơn còn nhiệt huyết sôi trào hơn dưới so sánh chiến đấu của đám thần tho quả thực quá không có phẩm vị đối phó với phàm nhân vậy mà vẫn phải dựa vào vũ khí vậy mà vẫn phải sử dụng nắm tay vậy mà vẫn sẽ bị phàm nhân thương tổn đến thần khu lại so với lý nguyên quả thực không thể so sánh lý nguyên thật sự quá kinh khủng lúc băng băng vì thực lực của lý nguyên rung động thật sâu nàng đột ngột nhìn thấy lý nguyên lại búng tay một cái sau đó diệp tiểu phàm mở lại luân hồi làm lại thân xác băng băng nàng cảm thấy tâm thần của mình đã chết lặng nàng cảm thấy lý nguyên mới thật sự là thần so sánh với lý nguyên zeus thor poseidon gì đó cũng chỉ là học sinh tiểu học mà thôi tuy rằng video đã kết thúc chiếu một khoảng thời gian nhưng băng băng vẫn hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần nàng cảm thấy chỉ cần có thể mời được lý nguyên xuất thủ chúng thần thế giới tuyển kính căn bản không phải là đối thủ nguy cơ của nhân loại cũng giải trừ trong nháy mắt nhưng mà có thể mời được lý nguyên sao lý nguyên sẽ xuất thủ trợ giúp nhân loại sao lý nguyên vẫn là người sao hắn rõ ràng là thần đó hắn có thể đứng bên thần không trong lòng băng băng không hề có chút nắm chắc nào đối với chuyện mời lý nguyên hỗ trợ còn có một điểm mấu chốt nhất những người trong nhóm trò chuyện này có thể đi tới thế giới thiền kính không nếu như không thể tới cho dù lý nguyên lợi hại đến đâu cũng chỉ vui ổn một hồi trong lòng băng băng trượt động nàng vội vàng gửi một tin nhắn trong nhóm trò chuyện vạn giới xin hỏi mọi người các ngươi có thể tới ta thế giới đang ở không lâm kỳ kỳ ta là người đầu tiên bị bài trừ mã hỗn nguyên ta là người thứ hai lâm cửu ta là người thứ ba nhìn tin nhắn trả lời của mọi người băng băng tỏ vẻ vô cùng thất vọng bởi vì ngoài lý nguyên và diệp tiểu phàm lặng lẽ theo dõi chưa trả lời ra mọi người đều nói mình không có cách nào tới thế giới thiền kính băng băng ôm một tia hy vọng cuối cùng lại hỏi một câu xin hỏi hai người trưởng nhóm và diệp tiên vương có thể tới thế giới của ta không harley Queen, tuy thực lực của diệp tiểu phàm rất mạnh nhưng hắn nhất định không thể tới thế giới của chúng ta chúng ta muốn đến thế giới của các thành viên trong nhóm cần được trưởng nhóm mở quyền hạn tắc diệp tiên vương thì ta không biết nhưng trưởng nhóm nhất định có thể lâm cửu ngươi đừng hỏi trưởng nhóm có thể làm gì mà nên hỏi trưởng nhóm không thể làm gì theo ta được biết trưởng nhóm không có gì không thể làm được mã hỗn nguyên trưởng nhóm ba ba chính là sự tồn tại mạnh nhất của cả vũ trụ hồng mông không gì không làm được không gì không biết là người mã mỗ ta đời này bội phục nhất kính trọng nhất tôn kính nhất nhất kính ngưỡng lừa bớt một trăm triệu chữ không ai sánh bằng hoàng phi hồng nịnh nọt sao cũng không kêu ta trưởng nhóm ba ba lợi hại nhất bong băng nàng thấy mọi người tập thể nịnh nọt lý nguyên một xíu ý ngượng ngùng cũng không có trong lòng không khỏi cảm thấy cạn lời đạt những này người ở cổ đại trăm phần trăm đều là gian thần sàm ngôn nịnh nọt bong băng tự hỏi nàng tuyệt đối không nói được mấy lời mắc ói khó chịu như vậy nhưng mà từ trong mấy lời nịnh nọt của mọi người nàng lấy được một tin tức hữu dụng đó chính là trưởng nhóm lý nguyên trăm phần trăm có thể xuyên đến thế giới thiền kính nếu đối phương có thể tới thế giới thiền kính hiện tại vấn đề duy nhất là làm sao thuyết phục lý nguyên tới thế giới thiền kính giúp đỡ nhân loại chống lại chúng thần xin hỏi tính cách trường nhóm thế nào hắn dễ nói chuyện khống nếu như có chuyện muốn mời hắn hỗ trợ hắn có thể đồng ý không băng băng lại hỏi mã hỗn nguyên trưởng nhóm đương nhiên dễ nói chuyện nói êm tai là một nhân tài ta siêu bội phục trưởng nhóm lâm cửu tính cách của trưởng nhóm ta chỉ có thể sử dụng hai chữ để hình dung hoàn mỹ harley quinn một ngàn lẻ một ngày nhớ trưởng nhóm băng băng có thể đừng nịnh nọt nữa không ta muốn câu trả lời chân thực mã hỗn nguyên người khác có phải nịnh nọt không thì ta không biết nhưng lời ta nói tuyệt đối là cảm nhận chân thật của bản thân Tác, cúng bái trưởng nhóm từ tận đáy lòng black white đâu trưởng nhóm rất lâu đều không thấy ngươi hiện hình có thể gửi một tin nhắn để giải nỗi khổ tương tư của ta không đương nhiên nếu như ngươi có thể ban cho ta một viên tiên đan vậy thì càng yêu ngươi băng băng nàng cảm thấy hỏi đám bạn nhóm này căn bản hỏi không ra tính cách chân thực của lý nguyên bởi vì những người này đều đã bị lý nguyên tẩy não vẫn là trực tiếp gửi tin nhắn hỏi lý nguyên thôi lúc băng băng chuẩn bị gửi tin nhắn cho lý nguyên bỗng nhiên nàng nghe xung quanh có mấy du khách truyền đến một hồi tiếng hô kinh ngạc thì ra trận quyết đấu thứ tư giữa thần linh và nhân loại sắp bắt đầu mà người được chọn đại biểu nhân loại tham chiến ở trận thứ tư ngoài dự liệu của mọi người băng băng vội vàng mở ra phòng trực tiếp sau khi nàng nhìn thấy người được chọn thứ tư quyết đấu với thần linh cũng không khỏi tọc mồm người quyết đấu thứ tư lại là ác ma giết người rách đồ tể tên xú danh rõ ràng nhất tại vai kinh quốc lúc này khu bình luận trong phòng livestream đã ầm ĩ lật trời Nữ thần di nhi sao lại chọn hắn đại biểu nhân loại tham chiến? Trời ạ, à, ác ma giết người này sao có thể đại biểu nhân loại, hoàn toàn không thể tiếp thu, chẳng lẽ nhân loại chúng ta lại không có anh hùng sao? Lại để một tên ác ma giết người tới quyết định vận mệnh của cả nhân loại, vì sao người nhiều anh hùng dũng tướng như vậy không chọn, lại đi chọn một ác ma? Đối lập với không hiểu của nhân loại, bên thần linh lại là cười ầm vang dội, cực kỳ khinh thường. Ha ha ha, nhân loại không có người có năng lực chiến à, lại đi chọn một tên ác ma tới khiêu chiến thần linh. Nhân loại quả nhiên đề hình vô sỉ không có hạn cuối vì thắng lợi thậm chí ngay cả ác ma cũng có thể hợp tác đây chẳng phải là nguyên nhân chúng ta lựa chọn hủy diệt nhân loại sao đối mặt với lời chế giễu của thần linh khoảnh khắc này nhân loại lại không có cách nào phản bác bởi vì hầu như mọi người đều không thể hiểu được vì sao di nhi lại chọn một ác ma để đại biểu nhân loại đối chiến thần linh dù sao trong lịch sử nhân loại nhân vật lợi hại hơn rách đổ tể nhiều vô kể thế nào cũng không cần chọn một ác ma chứ tỷ tỷ đại nhân vì sao ngươi muốn chọn một ác ma để đại biểu nhân loại gò cũng nghĩ không ra vẻ mặt nàng khó hiểu nhìn tỷ tỷ di nhi di nhi vẫn mặt không biểu cảm không hề bị ảnh hưởng do nghị luận của thần linh và nhân loại nàng dùng giọng nói bình tĩnh giải thích với muội muội nhỏ nhất bởi vì khí tức của rách đổ tể phù hợp với khí tức của lo nhất chỉ có rách đổ tể kết hợp với thần khí à lo hóa thân mới có thể phát huy ra thần lực mạnh nhất cho nên không phải ta muốn chọn hắn mà là không thể không chọn hắn nghe giải thích của tỷ tỷ đại nhân co mới chất hiểu ra tố chất thân thể của nhân loại yếu hơn thần linh vũ khí của nhân loại càng không thể so sánh với thần khí vì vậy nhân loại muốn chiến thắng thần linh ngoài tự mình phải có thực lực cường đại ra còn phải có một món thần khí cường đại ít nhất là một món thần khí không thua gì vũ khí của đối thủ nếu không nhân loại căn bản không đỡ nổi mấy chiêu công kích của thần sau đó zi nhi lựa chọn người tham chiến bên nhân loại không chỉ có bản thân phải cường đại còn phải phù hợp với vakiri mới được Rách đầu tề vừa vặn phù hợp với thần khí lo hóa thân đây chính là nguyên nhân zi nhi chọn hắn để nhân loại có thể thắng lợi cho dù hợp tác với ác ma zi nhi cũng không chối tử nhân loại cũng sôi nổi hiểu ra chỉ là trong lòng có phần không dễ chịu mà trận thứ tư tuyển thủ bên thần linh thì lại là hercules hắn là nhi tử của zeus được phong làm đại lực thần là biểu tượng lực lượng của chúng thần cho dù là trong nhân loại hercules cũng hoàn toàn xứng đáng với tồn tại như anh hùng thực lực không hề yếu hơn thor và poseidon sau khi biết được thân phận của hercules toàn bộ nhân loại đều cảm thấy trong lòng dường như bị bao phủ bởi sự u ám rốt cuộc thì chỉ từ danh hiệu của hercules thôi cũng đã thấy được người này sở hữu sức mạnh lớn như thế nào rồi rách đồ tể hắn chỉ là một tên ác ma không hề có giới hạn về đạo đức liệu có thể là đối thủ của thần sức mạnh không mà kết quả cuối cùng của trận đấu cũng không có khiến mọi người thất vọng không hề xuất hiện tình huống ngoài dự đoán của mọi người tuy rách đồ tể có thể biến tất cả những vật mà hắn tiếp xúc thành thần khí nhờ đôi găng tay nghịch thiên đó gây ra rất nhiều vết thương nghiêm trọng cho hercules trong quá trình chiến đấu nhưng đáng tiếc thay hắn vẫn không chiến thắng được hercules cuối cùng lồng ngực của rách bị đôi tay của hercules xé nát lục phủ ngũ tạng của hắn bị lôi ra ngoài và cơ thể của hắn bị xé thành hai nửa sử dụng phương thức hắn đã từng đối xử với người khác để kết thúc cả đời tội ác của chính bản thân hắn trận chiến thứ tư mà con người cùng với thần linh quyết đấu vẫn hạ màn bằng thất bại của nhân loại như trước tuy nhiên sự tử vong của rách đổ tề cũng không khiến nhân loại thấy đau lòng nhưng con người lại thua một trận quyết đấu nữa bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim với nhân loại khoảng cách tới tận thế đã gần thêm một bước tâm trí mỗi người đều bị bao phủ bởi bóng đen của sự tuyệt vọng cảm giác như bị đè ép khiến họ không thể thở được khi nhân loại còn đang tuyệt vọng đám thần linh thì lại đang vô cùng đắc ý khắp nơi ăn mừng phe mình lại tiếp tục giành chiến thắng ha 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 hercules đại nhân làm rất tốt ngài đã tiễn ác ma vào địa ngục có được đôi găng tay thần khí lợi hại như vậy cũng không thể đánh bại được thần linh nhân loại thực sự là quá vô dụng con người sinh ra với toàn khuyết điểm chỉ có thần mới là hoàn mỹ vô khuyết thôi ha ha bây giờ đến cả ác ma cũng đã vĩnh viễn bị ném xuống địa ngục bên nhân loại còn có thể cử ai ra tham chiến đây nhìn thi thể rách nát của rách đồ tể tuy rằng thân hình cao gầy của di nhi trông vẫn thẳng tắp tuy gương mặt thanh thuần nhưng cao quý của nàng ấy vẫn thở ơ như bao ngày khác nhưng thân hình bên dưới lớp trường bào của nàng không kiềm chế được mà run rẩy cho thấy tâm trạng vô cùng lo lắng hiện giờ của nàng nhân loại đã thua bốn trận thi đấu chỉ cần thua thêm ba lần nữa thì toàn bộ con người sẽ bị diệt sạch giờ phút này nên làm cái gì bây giờ không lẽ thật sự không có cách nào để con người có thể chiến thắng thần linh sao chẳng lẽ việc nàng khởi xướng cho trận Ragnarok này cũng chỉ là hành động tốn công vô ích giống như cố gắng dạy dụa khi hấp hối sao di nhi nhận ra nàng không còn dám tiếp tục lựa chọn người dự thi từ trong nhân loại nữa nàng sợ rằng cái người mà chính mình ngàn tuyển vạn chọn mới chọn ra được vẫn không phải là đối thủ của thần linh giống như trước nếu vậy thì nàng không phải là tội nhân với nhân loại sao mà trong giây phút này ở bên cạnh go đã khóc thành một dòng sông không phải vì rách đổ tể mà là bởi vì cái chết của lo tỷ tỷ sau khi một vakiri hóa thân thành thần khí và ràng buộc với người sử dụng linh hồn của họ với người sử dụng sẽ hợp thành một thể bởi vậy một khi người sử dụng tử vong thì vakiri đó cũng hồn phi phách tán không thể sống lại hiện giờ đã có bốn vakiri tử vong Gò không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Sau khi nhìn thấy kết quả của trận đấu thứ tư, Băng Băng càng cảm thấy kiên định và quyết tâm với suy nghĩ muốn thỉnh cầu Lý Nguyên. Dựa vào tình thế thi đấu trước mắt, Băng Băng cảm thấy chỉ có Lý Nguyên mới đủ khả năng đánh bại thần linh, cứu vớt nhân loại khỏi vận mệnh bị xóa bỏ. Nàng click mở nhóm trò chuyện vạn giới, ấn chọn nhắn tin riêng với Lý Nguyên, nhìn khung nhập chữ, nàng hít sâu một hơi, bây giờ mới gửi đi một tin nhắn, chào ngươi, trưởng nhóm, nàng yên lặng chờ Lý Nguyên nhắn lại, nhưng mà, một phút trôi qua, Lý Nguyên không hề phản hồi hai phút trôi qua lý nguyên vẫn tiếp tục không phản hồi băng băng suy nghĩ có phải lý nguyên không nhìn thấy tin nhắn của nàng không nhỉ hay lại tiếp tục gửi thêm một tin nữa nhưng gửi tin nhắn liên tục như vậy có phải là đang quấy rầy đối phương không nếu để lại ấn tượng không tốt với lý nguyên rồi khiến hắn sinh ra cảm giác chán ghét với mình thì không được rồi nghĩ một lúc băng băng lại đợi thêm vài phút thấy sau đó lý nguyên vẫn không hồi âm lại lúc này nàng mới gửi đi tin nhắn thứ hai trưởng nhóm xin chào ngươi có ở đó không tiếp tục đợi thêm một lúc nhưng băng băng vẫn không chờ được tin nhắn của lý nguyên chắc là hắn không mang theo di động nhỉ hoặc là hiện tại hắn đang có việc hay hắn đã nhìn thấy tin nhắn nhưng hoàn toàn không có ý định trả lời mình trong đầu băng băng nghĩ ra đủ loại khả năng dường như vô cùng nóng vội lại đợi thêm hơn 10 phút nữa băng băng tiếp tục nhắn tin thứ ba cho lý nguyên trưởng nhóm chào ngài ta là người mới gia nhập vào group chat ta có một việc muốn tìm ngài xin giúp đỡ nếu ngài đọc được thỉnh ngài phản hồi lại một tiếng làm ơn hai mắt đẫm lệ long lanh tuy vậy bên phía đối diện vẫn không có chức động tĩnh nào trong lúc băng băng nôn nóng chờ lý nguyên phản hồi lại Trận quyết đấu thứ năm giữa nhân loại và thần linh cũng đã sắp bắt đầu. Đại diện phe nhân loại trong trận đấu thứ năm tên là Raiden Tamayemon là bậc thầy đô vật sumo mạnh nhất trong lịch sử xuất vân quốc, là nam đô vật có tần suất chiến thắng cao nhất từng được ghi nhận ở xuất vân quốc. Thấy người đại diện cho nhân loại trong trận quyết đấu này vậy mà lại là một người đến từ xuất vân quốc, vẫn là một tuyển thủ sumo. Tất cả nhân loại đều có vẻ mặt kinh ngạc, dường như có vẻ rất ngạc nhiên. Tại sao vẫn là người đến từ xuất vân quốc? Xuất vân quốc chẳng qua chỉ là một tiểu quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé như vậy có thể dưỡng dục ra anh hùng lợi hại nào chứ? không phải ta có thành kiến đối với xuất vân quốc nhưng vì lý do gì mà trên toàn thế giới có nhiều vị anh hùng nổi danh như vậy mà lại không chọn mà sau đó lại tuyển ra một vị đến từ xuất vân quốc đại diện cho nhân loại chiến đấu với thần minh anh hùng đến từ xuất vân quốc cũng không có mạnh như vậy đâu các vakiria vì vận mệnh của nhân loại ngài có thể để tâm thêm một chút không cái vị raiden tamemon này trừ việc có một chút danh khí ở trong xuất vân quốc nhìn ra toàn thế giới thì hoàn toàn không biết là ai được không hắn có thể đại diện cho nhân loại để xuất chiến à thật sự không tưởng tượng nổi một vị đô vật sumo có thể mạnh hơn so với chiến thần, võ sĩ, kiếm khách, dũng sĩ không? Chọn người rất cần phải thận trọng, rốt cuộc thì, nhân loại chúng ta cũng không thể thua thêm lần nữa đâu. Thậm chí, trong lòng rất nhiều người, đều sinh ra một sự hoài nghi, và Kirizini có thật sự hy vọng nhân loại thắng không? Rốt cuộc rằng, lúc trước ngoại trừ hai người dự thi là Lữ bố cùng với Adam có được coi là bình thường còn ba người khác được lựa chọn, đều không bình thường chút nào. do Sasaki, sách cùng với Raiden Tamemon, danh tiếng của ba người họ hoàn toàn không đủ để đại diện cho vận mệnh của nhân loại so với sự nghi ngờ của đại đa số những người khác người từ xuất vân quốc lại có vẻ vô cùng hưng phấn thậm chí có người đến từ xuất vân quốc còn hô lên khẩu hiệu xuất vân quốc mạnh nhất nếu xuất vân quốc không phải là mạnh nhất thì vì lý do gì mà đã có hai vị anh hùng có xuất thân từ xuất vân quốc được Vakiri lựa chọn trong trận đại chiến nhân thần thứ năm này đại diện phe thần linh lên sàn đấu là một trong năm vị thần sáng thế tối cao Shiva sau khi nghe thấy tên của Shiva dường như tất cả mọi người vì điều này mà im lặng rút cuộc Shiva chính là vị thần tối cao có thể sánh ngang với Zeus bản thân hắn nắm giữ hai đại pháp tắc là hủy diệt và sáng tạo địa vị còn ở trên lôi thần và hercules sự tồn tại nhường này thực lực có thể yếu sao so với danh khí của thần shiva raiden tame emon trông có vẻ càng thêm nhỏ bé không đáng kể di nhi lựa chọn raiden tame emon vào tham chiến thực ra cũng đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng bởi vì khí cơ của raiden tame emon cùng với thần khí khi vakiri hóa thành có độ phù hợp cao nhất thần lực trời sinh của raiden tame emon lớn đến mức có thể so với sức mạnh của thần linh nhưng bởi vì hắn có thân thể phàm nhân kinh mạch cùng với xương cốt hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận được lực lượng to lớn như thế cho nên hắn không thể không phong ấn sức mạnh của chính mình mà vakiri Du có thể hóa thân thành thần khí siêu gần ngoại cốt đỉnh giúp kinh mạch và xương cốt của người phàm có thể phát triển thành một trạng thái hoàn hảo mà chỉ các vị thần mới có khả năng sở hữu cho nên chỉ cần Raiden Tamemon phối hợp cùng với Du và Raiden Tamemon sử dụng thần khí siêu gần ngoại cốt đỉnh mà Du hóa thân thành thì có thể thực sự có được sức mạnh của thần minh và do đó có hy vọng trong việc đánh bại các vị thần. Trận đấu này, nhân loại nhất định phải thắng đó, nếu không thì nhân loại hoàn toàn không còn cơ hội nữa di nhi cầu nguyện trong lòng trận đại chiến nhân thần thứ năm dưới sự chờ đợi của ngàn vạn sinh vật đã chính thức bắt đầu tuy nhiên chỉ sau hơn 6 phút bức màn tre đã rơi xuống raiden tame emon đã bị thần siva chém đứt đầu sau đó tuyên cáo rằng nhân loại đã thất bại một lần nữa con người dường như đã định từ trước là sẽ bị mạt sát vậy băng băng thất vọng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp nàng lại nhấn mở group chat vạn dưới lần nữa hy vọng có thể thấy tin trả lời của lý nguyên nhưng mà nàng lại phải thất vọng rồi Lý Nguyên vẫn không có phản hồi gì cả, mấy tin nhắn mà nàng gửi đi toàn bộ vẫn nằm lẻ loi ở giữa giao diện trò chuyện, trông có vẻ rất cô đơn. Giờ phút này, Băng Băng cũng không quan tâm bản thân có đang quấy rầy Lý Nguyên hay có thể sẽ đắc tội hắn hay không nữa, nàng bắt đầu gửi tin nhắn liên tục không ngừng nghỉ cho Lý Nguyên. Nhân loại cũng sắp diệt vong rồi, nếu vì vậy mà phải đắc tội Lý Nguyên thì cũng có làm sao đâu. Rốt cuộc, cho dù tình hình có thể tồi tệ đến đâu thì cũng không thể nào tệ hơn việc toàn bộ nhân loại sắp diệt vong được. Trưởng nhóm, ngài có ở đó không ạ? Ta có một việc rất gấp cần tìm đến ngài. Trưởng nhóm, nếu nhìn thấy làm ơn xin hãy phản hồi lại đi ạ. Trưởng nhóm, ở thế giới mà ta đang sống, toàn bộ nhân loại đều sắp bị mà sát rồi, bây giờ chỉ có ngài mới có thể cứu nhân loại bọn ta thôi, văn ngài. Trưởng nhóm ba ba, rốt cuộc ngươi có nhìn thấy không vậy? Ông nội ơi, ngài nói đi, rốt cuộc ngài muốn ta phải làm như thế nào thì ngài mới trả lời lại đây. Ngươi không nhìn thấy hả? Không nhìn thấy tin nhắn thì ngươi cũng phải nói cho ta một tiếng chứ. Định mệnh, tuy băng băng có tính cách rất tốt, thường ngày cũng ôn hòa, dịu dàng nhưng nàng đã gửi đi hơn trăm tin nhắn, lại vẫn như cũ không thấy lý nguyên phản hồi gì nên cũng nhịn không được mà muốn chửi vậy thật là bức chết người ta mà hồng hoang trường an giờ phút này lý nguyên đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều tiểu tê tử cũng sắp hạ chiều và trở lại lý nguyên ở khách điếm đang nấu cơm và làm đồ ăn ngon trước khi tiểu tê tử quay về tuy đã di động ở trên quầy nhưng tất cả tin nhắn mà băng băng gửi cho hắn lý nguyên đều biết rõ chẳng qua nhân loại ở thế giới thiền kính phải thua bảy trận quyết đấu mới thực sự gọi là thất bại trong trận đại chiến nhân thần này mà hiện tại mới là trận thứ năm thời gian thực ra vẫn còn sớm cho nên không cần vội lý nguyên lại đang nấu cơm cho nên lúc này mới không trả lời băng băng sau một loạt thao tác như nước chảy mây trôi lý nguyên cuối cùng đã nấu xong bốn món ăn một món canh hắn vừa mới bưng đồ ăn đặt lên bàn trong đại sảnh tiểu tây tử đã quay trở về cha ta đã trở về sau khi chào cha một tiếng tiểu tê tử gấp gáp như không đợi nổi mà đi rửa tay rửa tay sạch xong nàng trở lại bàn ăn đang chuẩn bị thưởng thức mỹ thực lại phát hiện cha đang cầm di động không có ngồi xuống cùng ăn cơm với nàng cha làm sao mà người còn không ăn vậy tiểu tây tử khó hiểu hỏi đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trong thời gian ăn cơm cha lại đi làm việc khác lý nguyên có vẻ mặt bất đắc dĩ với nữ nhi có người đang liên tục thúc giục ta một hơi gửi cho ta một ngàn tin nhắn cho nên ta nghĩ ta vẫn nên xử lý vấn đề của nàng trước bằng không nàng lại tiếp tục gửi tin nhắn tiểu tê tử thấy rất ngạc nhiên lại tò mò hỏi ngoại trừ cô cô còn ai dám dùng tin nhắn oanh tạc với cha vậy lý nguyên một phạm nhân rất bình thường tiểu tê tử đã đi tới bên cạnh cha tò mò nhìn về phía màn hình di động của cha nhóm trò chuyện vạn giới thành viên cùng nhóm băng băng đang trò chuyện riêng với ngươi tiểu tê tử nhận ra ở trên màn hình toàn bộ đều là tin nhắn mà băng băng gửi cho cha ba ba người nhắn lại một câu đi ông nội rốt cuộc ngươi có ở đó không tổ tông có phải ngươi vừa ngủ vừa xem không mau ra đây xem thượng đế này nơi này có rất nhiều mỹ nữ nha băng băng gửi một tấm ảnh của nữ thần sắc đẹp ao băng băng gửi một tấm ảnh của di nhi băng băng gửi một tấm ảnh selfie không thích mỹ nữ nơi này cũng có soái ca đó lại là một loạt ảnh của các soái ca nếu soái ca cũng không thích chỗ này còn có rất nhiều động vật, lại tiếp các loại ảnh chụp của động vật, ha ha ha, nhân loại đều sắp bị diệt sạch rồi. Tiểu Tê Tử, bước chân của ly Nhi không dừng lại, chiến hoa cao gót dẫm trên mặt đất đá hoa, phát ra tiếng vang lanh lành, nàng không quay. Trông cái người tên là băng băng này gửi tin nhắn cho cha, Tiểu Tê Tử cảm thấy rằng người này chắc chắn là điên rồi, nói năng lộn xộn hết cả. Lý Nguyên nói với nữ nhi, tự ngươi ăn cơm đi, ta đi một chuyến xử lý mấy vấn đề của nàng ta. Tiểu Tê Tử ngoan ngoãn gật đầu nói, cha đi nhanh về nhanh bằng không ta ăn hết sạch đồ ăn thì người cũng đừng khóc nhè nhà lý nguyên cạn lời nói làm sao ta có thể khóc nhè được nói xong thân hình hắn trượt lóe lập tức từ khách điếm biến mất không còn bóng dáng thế giới thiền kính băng băng máy móc gửi tiếp tin nhắn cho lý nguyên nàng đã không còn mong chờ gì vào việc lý nguyên phản hồi lại nhưng nàng chính là không cam lòng rốt cuộc đây chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại cho nên cho dù băng băng cảm thấy lý nguyên không có khả năng sẽ trả lời lại nàng nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ chỉ là nàng cũng không biết nàng đã gửi tin nhắn có nội dung gì cho lý nguyên nàng chỉ đang không ngừng gửi đi không ngừng dùng tin nhắn oanh tạc cửa sổ trò chuyện nếu như vì thế mà làm lý nguyên nổi giận nàng cũng không ngại rốt cuộc nếu lý nguyên có thể tức giận chứng tỏ rằng hắn đã nhìn thấy những tin nhắn này còn hơn so với như bây giờ tất cả tin nhắn đã gửi đi cũng chỉ như đá chìm dưới đáy biển ừm việc đó ngươi có thể dừng lại rồi đột nhiên băng băng nghe thấy một âm thanh đầy vẻ từ tính vang lên trong tai nàng một mặt nàng tiếp tục dùng di động đánh chữ một mặt nàng ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thấy một vị nam từ trẻ tuổi trên thân mặc trường bào màu thủy lam bên hông đeo một cái kim đai lưng màu lam tú không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh băng băng dùng đôi mắt thăm thẳm như sao trời yên lặng nhìn băng băng nam nhân ấy có mái tóc đen nhánh sáng óng thẳng tắp một nửa tóc được búi lên bằng dài lụa tơ tầm màu trắng một nửa tóc thả phía sau người nhìn ôn văn nho nhã thanh thú tượng ngọc oa wow, thật là đẹp trai ấy tại sao nhìn người này lại quen mắt như vậy nhỉ băng băng đột nhiên giật mình một cái cuối cùng nàng cũng hồi thần lại người 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 này không phải là người trong nhóm chat mỹ nam áo trắng đẹp trai đến mức muốn được gọi là chồng trong video sao đó cũng là chủ của nhóm chat lý nguyên tại sao hắn lại ở đây hắn thế mà đã đến rồi ôi trời ơi lý nguyên đến rồi hắn cuối cùng cũng đến rồi băng băng phấn khích đến mức hoa tay múa chân nước mắt sắp trào ra đến nơi không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của nàng lúc này bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim khi định thần lại nàng vui đến mức không kìm được mà nhảy dựng lên cảm giác của sự phấn khích không thể dễ dàng nói ra được phải rồi trước tiên cần xác nhận xem hắn có thực sự là lý nguyên hay không nếu chỉ là người giống người vậy quả là mừng hụt rồi nàng nhanh chóng khống chế tâm trạng kích động hỏi lý nguyên với hai tay run rẩy và vẻ mặt chờ mong ngươi 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 là chủ nhóm trò chuyện vạn giới sao lý nguyên gật đầu nói bảo đảm là thật băng băng nói như vậy những tin nhắn ta gửi ngươi đã thấy hết rồi nghe vậy lý uyên lập tức có vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi gửi hơn một ngàn tin nhắn ta có thể không thấy được sao băng băng tức giận nói nếu ngươi đã nhìn thấy rồi thì tại sao ngươi còn không trả lời ngươi có biết ta chờ rất sốt ruột không khi nói xong nàng trông vô cùng tủi thân dường như có nước mắt trong đôi mắt to tròn của nàng vừa rồi nàng thật sự nóng lòng muốn chết cái tên chết tiệt này lý nguyên thản nhiên nói lúc ngươi gửi tin nhắn ta đang nấu bữa tối nghĩ là dù sao ở chỗ ngươi cũng không có việc gì gấp nên không trả lời ngươi ngay lập tức nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của lý nguyên trong phút chốc băng băng thật sự không thể nói nên lời đành dùng bàn tay ngọc của mình vỗ vỗ chán tất cả nhân loại sẽ bị xóa sổ đây không phải là việc gấp vậy thì cái gì mới là việc gấp còn nữa ta đã gửi hàng nghìn tin nhắn nhưng ngươi không trả lời bất cứ tin nhắn nào ta cứ tưởng ngươi không xem không ngờ ngươi cũng thấy rồi nhưng ngươi không trả lời chỉ vì đang nấu ăn chẳng lẽ sự sống chết tồn vong của nhân loại còn không quan trọng bằng việc ngươi nấu cơm sao cái con người này làm việc thật không đáng tin trong lòng băng băng thầm chỉ trích về hành vi xấu xa bị ổi của lý nguyên nhưng tất nhiên nàng không thực sự nói ra dù sao thì hiện tại cũng cần lý nguyên giúp không nên đắc tội với hắn băng băng kiềm chế không chỉ trích nữa nàng nhanh chóng nói chuyện nghiêm chỉnh với lý nguyên lý do ta tìm ngươi là vì loài người trong thế giới của bọn ta đã gặp phải một mối nguy trước nay chưa từng có lý nguyên cắt ngang lời giải thích của băng băng chuyện xảy ra trong thế giới của các ngươi ta đều biết hết rồi không cần phải giải thích băng băng ta lý nguyên mục đích ngươi tìm ta ta cũng biết băng băng tại sao ta muốn nói cái gì hắn cũng biết hết vậy hắn đi guốc là trong bụng ta sao còn có vừa nãy gửi tin nhắn hắn không trả lời ta thầm mắng hắn mấy câu đừng nói hắn cũng biết đấy chứ chắc là không nếu hắn biết tại sao hắn lại đến giúp ta hô hô đúng rồi thả lòng đi ta không cần hù dọa chính mình làm gì chắc chắn hắn không biết đâu ta biết ngươi mắng ta lý nguyên ung dung nói một câu băng băng bị sốc đến nỗi quay hàm của nàng suýt chút nữa là rơi xuống đất nàng ngây ngốc nhìn lý nguyên mang theo vẻ mặt kinh ngạc xấu hổ sợ hãi hối hận cầu xin tha thứ tóm lại là vô cùng phức tạp xong rồi xong rồi chết rồi chết rồi nàng không ngờ rằng lý nguyên thực sự biết những gì nàng đang nghĩ Điều này không phải trực tiếp đắc tội với Lý Nguyên sao? Nếu Lý Nguyên tức giận vì điều này, từ chối giúp đỡ nhân loại, vậy thì phải làm sao? Nếu nghiêm trọng hơn, Lý Nguyên chẳng những vì thế mà không giúp nhân loại, ngược lại còn giúp thần linh, như vậy nhân loại chẳng phải là chết hết không còn sự sống? Thế thì chẳng phải ta trở thành tội nhân của cả nhân loại hay sao? Ta, sao ta lại có thể nói không suy nghĩ như vậy? Càng nghĩ càng sợ, băng băng lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng. Nàng nhìn Lý Nguyên với vẻ hối lỗi, đáng thương cầu xin, ta không phải có ý mắng ngươi, ta chỉ là đang oán trách mà thôi cũng không có ý định mắng ngươi, ta cũng không biết mình vừa mới nói cái gì. Được, nếu như ngươi không vui muốn chút giận, xin chỉ chút giận lên ta, ngươi trừng phạt ta thế nào, ta cũng không oán, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nhân loại, nhân loại tuy có rất nhiều điểm không tốt, nhưng cũng không đến mức bị tiêu diệt hoàn toàn. Nói xong, băng băng bắt đầu rơi nước mắt, hơn nữa, nàng nhắm mắt lại, như thể để Lý Nguyên tự xử lý, Lý Nguyên thấy băng băng khóc oa oa như vậy, thật sự có chút không hiểu, hắn cũng không nói phải như thế nào mà, sao lại tự mình dọa mình đến mức thế chứ làm như hắn đang bắt nạt trẻ em vậy lớn như thế rồi mà còn khóc người không ngượng hả băng băng kinh ngạc mở to mắt hai mắt bởi vì được nước mắt rửa qua nên trở nên sáng hơn người người không tức giận sao lý nguyên bình tĩnh nói ý nghĩ của một con kiến có gì đáng giận ta không nhỏ mọn như vậy băng băng thôi được tuy bị ngươi gọi là con kiến nhưng ta cũng sẽ không trách ngươi vậy thì ngươi có đồng ý ra tay giúp đỡ nhân loại không băng băng nhỉ lý nguyên đầy mong đợi chiều cao của nàng chỉ cao ngang vai của lý nguyên lý nguyên nếu ta không muốn ra tay ta sẽ không đến thế giới này nghe điều này băng băng như vui như mở cờ trong bụng nhìn dáng người của lý nguyên nàng chỉ cảm thấy con người này thật cao lớn rực rỡ anh tuấn thu hút cho dù vừa rồi hắn nhẫn tâm gọi nàng là con kiến nhưng sau khi hắn hứa sẽ giúp đỡ nhân loại điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng cao giáo đẹp trai của lý nguyên trong lòng nàng ngay cả khi nhẫn tâm thì vẫn rất dễ thương mê người cảm ơn cảm ơn ngươi thay mặt toàn nhân loại ta cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi băng băng vô cùng cảm kích cảm ơn lý nguyên không ngừng lý nguyên hờ hững xua tay không sao ngươi đừng mắng ta nhẫn tâm là được, băng băng. Ai, nàng quên rằng Lý Nguyên có thể biết những ý nghĩ trong lòng nàng, có thể biết được ý nghĩ của người khác, thật đáng ghét, không có bí mật gì hết, còn có, ta không chỉ oán trách ngươi nhẫn tâm, ta cũng nói ngươi đẹp trai mà, đúng rồi, trước đây ta còn muốn có con với hắn, không biết hắn có biết không, ôi, không cần nghĩ, hắn chắc chắn sẽ biết, xấu hổ chết mất, băng băng bất ngờ trên mặt của mình, hoàn toàn không dám nhìn Lý Nguyên nữa, chỉ thấy mặt nàng đỏ như trái đào chín. Trông thật xinh đẹp đáng yêu, về phần Lý Nguyên, hắn vô cùng bình tĩnh nhiều năm như vậy hắn đã quen với những nữ nhân thầm có những suy nghĩ không an phận về hắn đúng rồi không biết trận thứ sáu đã bắt đầu chưa băng băng chợt nhớ tới điều gì đó nàng nhanh chóng bấm vào phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy rằng trận chiến thứ sáu của cuộc chiến giữa người và thần đã bắt đầu về phía các vị thần ra trận là linh phúc thần xuất hiện dưới hình thức hợp nhất của thất phúc thần về phía loài người người ra trận là okitaji đến từ rút vân quốc và thấy tin tức của okitaji trong các diễn đàn lớn của toàn cầu lập tức lại nói móc điên cuồng về hành vi chọn lựa một người xuất vân quốc của di nhi trời ơi lại là một người xuất vân quốc đây đã là người xuất vân quốc thứ ba rồi tại sao di nhi thích chọn anh hùng của xuất vân quốc xuất chiến như vậy xuất vân quốc cắt đứt vận mệnh của nhân loại di nhi là đối chọi với xuất vân quốc đến cùng à đáng tiếc cái giá lại là tính mạng của toàn nhân loại chúng ta rất không cam lòng rõ ràng có nhiều anh hùng nhân loại càng nổi tiếng hơn càng lợi hại hơn như mà mà không chọn lại cứ muốn chọn người không hề có danh tiếng bên thần linh chắc chắn đã cười ngốc luôn rồi nhỉ nếu như chọn anh hùng lợi hại nhất của nhân loại chúng ta cho dù quyết đấu thua rồi ta cũng không có gì để nói nhưng bây giờ loại tình huống này thật sự rất không cam lòng nếu đã là quyết đấu của nhân loại và thần linh người khiêu chiến của nhân loại có thể khiến cho toàn nhân loại chúng ta tiến hành bỏ phiếu không hả tuy sự hy sinh của vakiri khiến ta vô cùng cảm động nhưng mà thật sự hơi nghi ngờ lập trường của di nhi ngay cả băng băng nàng cũng không nhịn được than thở tại sao lại là một người xuất vân quốc tại sao di nhi thích chọn anh hùng của xuất vân quốc xuất chiến như vậy rõ ràng có rất nhiều anh hùng nhân loại nổi danh và lợi hại hơn Okita mà. Biểu cảm của nàng rõ ràng vô cùng nghi ngờ, còn mang theo lo lắng sâu sắc. Lý Nguyên đứng ở bên cạnh băng băng, hai mắt bình tĩnh nhìn điện thoại di động của băng băng, thản nhiên trả lời, bởi vì Di Nhi quá mê tín tác dụng của thần khí. Nguyên tắc Di Nhi lựa chọn anh hùng nhân loại, chính là xem ai và Vakiri có độ phù hợp cao hơn. Nghe được lời giải thích này, trông băng băng vô cùng bất đắc dĩ, nhân loại so sánh với thần linh, tranh lệch lớn quá rồi, bất kể là vũ khí hay là tố chất cơ thể, đều không chiếm ưu thế ngươi cảm thấy trận thi đấu này nhân loại chúng ta có thể thắng không băng băng cẩn thận hỏi lý nguyên lý nguyên không thể nghe vậy tâm trạng băng băng lập tức trở nên vô cùng nặng nề nếu như trận thi đấu này thua vậy nhân loại chính là thua sáu trận liền rồi cho dù lý nguyên có thể thắng một trận vậy thì có tác dụng gì chứ nàng nhìn hai bên đánh tới khó tách ra trong video có qua có lại không khỏi mong chờ nói ta thấy thực lực của okitaji này vẫn là rất lợi hại có lẽ hắn có thể thắng cũng nên lý nguyên không nói gì nhiều kết quả sẽ biết ngay thôi đúng rồi bỗng nhiên băng băng nhớ ra cái gì đó nàng căng thẳng hỏi lý nguyên những thần linh trong video này chắc người có thể đánh lại chứ tuy nàng cảm thấy lý nguyên rất lợi hại nhưng đó chỉ là cá nhân nàng cảm thấy nếu như lý nguyên có tiếng nhưng không có miếng vậy thì xấu hổ rồi lý nguyên thản nhiên nói run dế thôi bình thường bọn họ đều không đáng để ta ra tay băng băng nàng không nhịn được nói móc ngươi nói ta là run dế bây giờ lại nói thần là run dế không lẽ ta lợi hại như thần ư lý nguyên liếc nhìn băng băng ngươi nghĩ cái gì thế ngươi lại yếu như thần băng băng nàng khóc rồi nàng nhìn lý nguyên kinh thường sinh linh như vậy lo lắng sau khi lý nguyên vào sân sẽ thua thi đấu vì khinh địch không khỏi lời nói thấm thía nhắc nhở những thần linh này có một số là tồn tại trí cao có thể sáng tạo thế giới và vạn vật vô cùng lợi hại đợi lát lúc ngươi vào giác đấu trường đừng thiếu cảnh giác nha lý nguyên không có cảm xúc nói thần của thế giới này thực ra không thể tính là chân thần có một số thần trong bọn họ tuy có thể tạo ra thế giới và vạn vật nhưng năng lực này không phải bọn họ tu luyện được chỉ là vì bọn họ kế thừa chút pháp tắc chi lực của đại đạo thôi hơn nữa bởi vì bọn họ không hiểu cách tu luyện chân chính thậm chí ngay cả chú pháp tắc chi lực đại đạo này bọn họ đều chưa nắm giữ hoàn toàn điều này khiến cho một vài người phàm lợi hại đều có thể khiêu chiến thần linh thật sự là làm nhục hai chữ thần linh thế giới này chưa xuất hiện một truyền đạo giả giống như hồng quân cho nên dù là thần linh hay là người phàm đều không có một bộ phương pháp tu luyện hoàn chỉnh có thể khiến cho một người phàm từ người tu luyện thành tiên cách tu luyện của thần và người của thế giới này vô cùng nguyên thủy ví dụ kiếm khách mỗi ngày rút đao một vạn lần đây chính là tu luyện rồi võ giả mỗi ngày vung quyền một vạn lần chống đẩy một vạn lần cập bụng một vạn lần đây chính là tu luyện rồi chỉ có thiên tài tuyệt thế thiên phú dị bẩm trong vạn người không có một người mới có thể lĩnh ngộ ra đạo pháp thiên địa từ trong loại phương pháp tu luyện nguyên thủy này từ đó có được thực lực phi phạm còn về người bình thường dùng loại phương pháp này để tu luyện thì hoàn toàn không tu luyện ra được kết quả gì đây là nguyên nhân tại sao cường giả của thế giới này đều là thiên tài tuyệt thế về mặt tu luyện và cũng là nguyên nhân tại sao thần linh của thế giới này rõ ràng có thể tạo ra thế giới rồi nhưng về mặt sức chiến đấu cường giả trong nhân loại lại có thể đánh tới khó tách ra với thần linh hơn nữa thần linh còn bị giết chết bởi vì thần lực của thần linh là ban ơn của bản nguyên thế giới chứ không phải tu luyện được băng băng chớp mắt với lý nguyên cả đầu toàn dấu hỏi chấm hắn đang nói cái gì ta đang ở đâu ta là ai nàng hoàn toàn nghe không hiểu lý nguyên đang nói cái gì chỉ biết lý nguyên tràn đầy coi thường đối với thực lực của thần linh thế giới này người ta tốt xấu gì cũng là thần có thể đừng coi thường như vậy không cho chút tôn trọng tối thiểu đi cả mặt băng băng bất đắc dĩ hỏi lý nguyên thản nhiên nói tôn trọng là dựa vào thực lực cái đó nếu người đã lợi hại như vậy tại sao còn phải ăn cơm băng băng hỏi lý nguyên dù sao thần linh ăn cơm đây không phải là hành vi rất lâu à lý nguyên bình tĩnh nói ta có thể không ăn thức ăn nhưng mà món ngon chỉ là chút sở thích ta giữ lại thôi bốp dứt lời hắn đột nhiên búng lên chán của băng băng tại sao ngươi búng chán ta băng băng ôm chán không hiểu nhìn lý nguyên lý nguyên vậy mà nói ta rất lâu búng chán là nhẹ rồi băng băng ơ ờ, quên mất đây là tên biến thái có thể biết suy nghĩ của ta Bốp, bỗng nhiên, trên trán của nàng lại bị búng cái nữa. Hu hu hu, cha ơi, ta biết lỗi rồi. Ngay lúc hai người nói chuyện, hai bên đánh nhau trong trận thi đấu đã phân thắng bại rồi. Kết quả tất nhiên không nằm ngoài suy đoán của Lý Nguyên, Okitaji không phải đối thủ của Linh Phúc Thần, đã chết trên chiến trường. Thấy kết quả này, băng băng rất thất vọng, nhưng cũng thầm khâm phục sự tiên tri của Lý Nguyên. Nếu Lý Nguyên thần kỳ như vậy, thì hắn chắc chắn có thể chiến thắng thần Linh nhỉ. Hỏng rồi, băng băng đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng sốt ruột nói với Lý Nguyên, cái đó, chúng ta nên lên giác đấu trường thế nào người lựa chọn xuất chiến của nhân loại hoàn toàn là di nhi sắp xếp bọn họ không quen biết di nhi nên lên sân thế nào thậm chí nàng đều không biết bản thân nên đến giác đấu trường thế nào cũng không có chỉ đường lý nguyên thấy dáng vẻ sốt ruột của băng băng biểu cảm hơi bất đắc dĩ cái đầu óc này của ngươi có hơi thiếu nha băng băng tức phồng má hỏi sao đầu óc của ta lại thiếu nợ lý nguyên ta còn có thể đến thế giới này muốn lên sân điều này không phải là chuyện vài phút à băng băng phản ứng lại ế đúng là như vậy ha biểu cảm của nàng lập tức trở nên phấn chấn lý nguyên bất đắc dĩ lắc đầu băng băng xấu hổ lè lưỡi nàng giải thích nói thực ra ta không ngốc chỉ là vừa rồi bị ngươi búng chán mấy cái hơi bị chấn động não cho nên đều tại ngươi lý nguyên thấy quyết đấu lần thứ sáu nhân loại vẫn bị thua nhân loại muôn vàn biểu cảm tuyệt vọng trực tiếp đạt đến đỉnh điểm bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim vô số người hai tay ôm đầu đều không biết nên nói gì cho phải thậm chí đã có người bắt đầu gọi điện thoại từ biệt người nhà nói rõ lời trong lòng bình thường không dám mở lời có một số người tuyệt vọng bắt đầu thấy chẳng còn gì để mất không kiêng nể phá hoại cửa hàng xung quanh cướp giật đồ đạc thậm chí là tấn công người đi đường bọn họ đã không còn quan tâm pháp luật nữa muốn tiến hành sự điên cuồng cuối cùng nhân lúc trước khi thần linh xóa sổ nhân loại còn bên thần linh đương nhiên là ngày càng đắc ý hơn rồi bọn họ cười to không chút kiêng rẻ chỉ cảm thấy kết quả đã không có hồi hộp ha 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 nhân loại đúng là yếu quá sáu trận thi đấu toàn thua nhân loại kém hết nói chiến đấu nghiêng về một bên bỗng nhiên cảm thấy hơi nhàm chán không hồi hộp chút nào. Từ sau khi Di Nhi đưa ra Ragnarok thì đã không có hồi hội, sao nhân loại có thể chiến thắng thần linh. Không biết trận thi đấu cuối cùng, nhân loại sẽ phái người nào xuất chiến, mặc kệ phái người nào, đều là tìm chết thôi. 13 trận thi đấu, không ngờ chỉ tiến hành đến trận thứ bảy đã sắp kết thúc rồi, nhân loại không cố gắng quá rồi. Trong lòng Di Nhi lạnh như băng, đừng nói nhân loại tuyệt vọng, bây giờ nàng cũng tuyệt vọng rồi. Nàng bắt đầu cảm thấy bản thân thật sự chỉ là làm chuyện vô ích giống như thần linh khác cười nhạo, muốn dùng nhân loại để chống lại thần linh, hoàn toàn chính là nói chuyện viền vông tỷ tỷ đại nhân bây giờ nên làm thế nào viền mắt go đỏ lên nôn nóng hỏi tỷ tỷ lại một tỷ tỷ va kiri chết rồi mà nhân loại thua thêm một trận nữa thì sẽ bị thần linh xóa sổ triệt tề điều này khiến nàng hoàn toàn trở nên hoang mang lo sợ di nhi không biết nên trả lời tiểu muội thế nào bởi vì bây giờ nàng cũng không biết nên làm thế nào nàng không khỏi bắt đầu nghi ngờ anh hùng nhân loại nàng lựa chọn tỉ mỉ thật sự chọn đúng sao thi đấu tiến hành đến bước này nhân loại thật sự còn có thể đảo ngược tình thế sao tiếp tục thi đấu còn ý nghĩa không tỷ tỷ đại nhân ngươi chọn ra người thi đấu trận thứ bảy chưa Go hỏi tiếp di nhi vẫn im lặng không nói trận thi đấu tiếp theo để ta lên đúng lúc này một giọng nói nam tử tràn đầy từ tính không hề có dấu hiệu báo trước chợt vang lên trong tay di nhi và Go. trong lòng hai người ngạc nhiên vội vàng nhìn về phía tiếng nói chỉ thấy một nam tử phương đông và một nữ tử phương đông không biết đã đứng ở bên cạnh từ khi nào nam tử phương đông kia trông chỉ có khoảng 20 tuổi để mái tóc dài màu đen có một cặp mắt màu đen giống như vực sâu trông vô cùng thần bí hắn mặc một trường bào màu xanh nước biển lộng lẫy Dáng vẻ rất khôi ngô, cho dù là mỹ nam đệ nhất David được thần giới công nhận, ở trước mặt nam tử Phương Đông này đều trở nên ảm đạm phai màu, khiến cho người ta vừa thấy, tim đã đập thình thịch. So với nam tử Phương Đông nổi bật hơn người, tuy xuất trần như ngọc, nữ tử Phương Đông bên cạnh kia trông cũng xinh đẹp đáng yêu, thanh xuân đẹp đẽ, nhưng mà rõ ràng rất bình thường so với mỹ nữ của thần giới. Nhìn hai nam nữ Phương Đông đột nhiên xuất hiện này, Di Nhi và Go đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó hiểu, bởi vì bọn họ cảm nhận được trên người của hai người Phương Đông này không hề có khí tức đặc biệt của thần linh điều này chứng tỏ hai người phương đông này là nhân loại nhưng mà nhân loại lên khán đài này kiểu gì nơi này đã được bày kết giới mạnh mẽ chỉ có thần mới có thể ra vào nơi này quan trọng nhất là bọn họ lại không phát hiện ra hai người phương đông này đến bên cạnh mình thế nào cho dù vừa rồi di nhi có hơi ngẩn người vì chuyện thi đấu nhưng không tới mức có người bước tới bên cạnh nàng nàng cũng không cảm ứng được các ngươi là ai sao các ngươi vào được đây ngay lúc di nhi thầm nghi ngờ Gò đã lên tiếng hỏi ra nghi ngờ trong lòng với hai nam nữ phương đông này hai người này tất nhiên là lý nguyên và băng 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 thấy mình chớp mắt đã đến bên trong giác đấu trường còn tận mắt nhìn thấy di nhi người thật nàng rõ ràng rất kinh ngạc điều này khiến nàng không khỏi càng có lòng tin hơn đối với thực lực của lý nguyên lý nguyên bình tĩnh bọn ta là ai không quan trọng quan trọng là trận đấu tiếp theo ta có thể đại diện cho nhân loại lên sân ngươi đại diện cho nhân loại lên sân go nghi ngờ hỏi ngươi rất lợi hại sao ngươi có thể chiến thắng thần linh sao đương nhiên lý nguyên bình tĩnh gật đầu nói go di nhi thấy dáng vẻ không hề khiêm tốn của lý nguyên hai Vakiri lập tức cạn lời hai người cảm thấy nếu như trong giác đấu trường là tổ chức cuộc thi chém gió thì nam tử phương đông này chắc chắn có thể được hạng nhất trận thi đấu cuối cùng liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân loại nhất định phải chọn lựa chiến sĩ mạnh mẽ nhất dự thi mới được các ngươi vẫn là đừng gây rối nữa mau về khán đài của mình đi nếu như để thần linh biết nhân loại tiến vào địa giới của thần linh linh hồn của các người sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục rất lời di nhi đã quay người rời đi vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt trận đấu cuối cùng nàng nhất định phải dốc hết sức ứng phó cho dù cuối cùng nhân loại thất bại bị thần linh xóa sổ thì vẫn phải đánh bại một thần linh lấy điều này để bảo vệ tôn nghiêm của nhân loại vì vậy sao nàng có thể để một nhân loại không biết lai lịch lên giác đấu trường được đây không phải là lấy sinh mệnh của tất cả nhân loại ra làm trò đùa à thấy vậy gò vội vàng đi theo băng băng thấy di nhi lại không tin tưởng thực lực của lý nguyên trong lòng không khỏi cuống lên nàng vội vàng hô lý nguyên vô cùng lợi hại chỉ có hắn mới có thể chiến thắng thần linh giải cứu nhân loại chúng ta xin ngươi nhất định phải để hắn lên sân quyết đấu với thần linh làm ơn đầu lại nói ta hiểu tâm trạng muốn cứu nhân loại của các người nhưng vẫn không cần đánh giá nhầm thực lực của bản thân dứt lời bóng lưng cao gầy của di nhi lập tức biến mất ở cuối hành lang vẻ mặt băng băng buồn bực sao nàng lại không tin chúng ta lý nguyên không thèm để ý nói không tin thì thôi băng băng đắn đo nhưng nếu nàng không tin chúng ta thì sao ngươi lên giác đấu trưởng được lý nguyên hờ hững nhìn băng băng ta muốn lên sân lẽ nào còn có ai ngăn cản được hay sao băng băng trong phòng nghỉ ngơi di nhi thông qua quyền hạn thần chức của mình xem xét tất cả thông tin của nhân loại trong vũ trụ thiền kính muốn sàng lọc ra tuyển thủ nhân loại tiếp theo trải qua một phen tối ưu hóa so sánh suy đoán cuối cùng di nhi cũng chọn ra một anh hùng nhân loại go xem thông tin về anh hùng nhân loại này nàng không hiểu hỏi tỷ tỷ tại sao tỷ tỷ lại chọn người đại càn quốc này di nhi lạnh lùng nói bởi vì thực lực hắn thuộc về tồn tại đỉnh cấp trong nhân loại của khắp cả vũ trụ song hành quan trọng nhất là khí tức của hắn cùng pháp khí sau khi ta hóa thân là phù hợp nhất cái gì go không khỏi khiếp sợ tỷ tỷ đại nhân lẽ nào tỷ chuẩn bị tự hóa thân thần khí trong trận đấu này sao điều này điều này gò hoảng sợ cũng không biết nên nói cái gì mới ổn Di Nhi mặt không thay đổi nói trận thi đấu quan trọng nhất đương nhiên ta không thể đứng ngoài cuộc nếu giành chiến thắng trận đấu này nhân loại vẫn còn một tia hy vọng lỡ như thua ta cũng coi như có lời giải thích với nhân loại nhưng nhưng nước mắt to như hạt đậu không ngừng lan xuống từ mắt go nhưng lỡ như thua tỷ tỷ lại nhân vĩnh viễn không thể sống lại yên tâm nhân loại nhất định sẽ không thua ánh mắt di nhi nhìn chằm chằm về phương xa cũng không biết là đang ăn ủi go hay là đang cổ vũ bản thân sau khi lựa chọn tuyển thủ xong, Di Nhi và Go lại trở lại khán đài, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là hai người phương đông kỳ lạ đó vẫn đứng trên khán đài, vốn không rời đi. Sao các ngươi vẫn còn ở đây? Vẻ mặt Go bất ngờ hỏi, chỉ là ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều rơi vào trên mặt Lý Nguyên, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Băng băng trả lời, bọn ta chuẩn bị lên rác đấu trường, cho nên sẽ không rời đi. Di Nhi nhíu mày nói, các ngươi ở lại nơi này, sao thần linh không phát hiện ra các ngươi? Bởi vì, nếu như thần linh phát hiện hai người, hai người không có khả năng tiếp tục ở lại chỗ này nữa băng băng thuận miệng nói có lẽ không thấy bọn ta du nhi trợn trắng mắt khán đài này ngay trong tính phòng thần linh thần linh không phải là kẻ mù sao có thể không nhìn thấy nhưng nếu thần linh nhìn thấy sao có thể để cho hai nhân loại ở lại nơi này di nhi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại nghĩ không ra go nói với băng băng tỷ tỷ đại nhân đã chọn người khiêu chiến nhân loại của trận đấu thứ bảy là một anh hùng đại càn quốc vô cùng lợi hại các ngươi đừng quấy rối nữa băng băng khẩn thiết nói bọn ta không quấy rối Trận đấu này nhân loại không thể thua nữa, để Lý Nguyên ra sân đi, hắn thật sự rất 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 lợi hại, Di Nhi thản nhiên nói, ta đã giao tên của người khiêu chiến nhân loại trong trận đấu này cho ra, không thể thay đổi nữa. Băng Băng nghe vậy, hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Nguyên, nhưng Lý Nguyên chỉ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thong dong nhìn đấu trường, vốn không có ý mồm miệng, cũng không biểu hiện ra bất kỳ lo lắng nào. Thấy Lý Nguyên có dáng vẻ đã tính trước, tuy Băng Băng lo lắng, nhưng cũng không tiện nói gì nữa. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân giòn tan truyền đến. Go nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy một nam tử tuấn tú mặc áo có đuôi én màu đen, đầu đội mũ dạ, ánh mắt thâm sâu, cử chỉ tao nhã, đi về phía mọi người, lo, Loki đại nhân, người đến nơi này làm gì? Go nhìn thấy người tới, có chút lắp bắp hỏi, rõ ràng rất căng thẳng, bởi vì người đến chính là thần lừa lọc của thần giới, là thần linh đỉnh cấp nổi danh cùng với Zeus, Odin, Thích Ca, băng băng thấy có thần linh đến đây, cũng rất khẩn trương. Dù sao thì vừa rồi Go và Di Nhi đã nói thần linh không thích nhân loại ở thần vực nơi thần ở, không biết Loki thấy ta với Lý Nguyên thì có lập tức ra tay hay không. Nhưng điều khiến băng băng bất ngờ là Loki hoàn toàn không thèm lướt mắt nhìn nàng và Lý Nguyên một cái. Loki đi thẳng tới vị trí trước mặt cách Di Nhi 2 mét, hắn nhìn Di Nhi, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn mở miệng, nhân loại sắp thua rồi, chắc chắn người rất thất vọng đúng không? Di Nhi cứng rắn nói, bây giờ nói thua hơi sớm đó, Loki cũng không tranh cãi, hắn tự nói, ta cảm thấy, nếu nhân loại chỉ tiến hành thi đấu 7 trận, thua như vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Di Nhi khó hiểu nhìn Loki, Loki, ta muốn giúp ngươi một tay, để nhân loại thắng một trận. Tại sao? Di Nhi nghe thấy mục đích của Loki thì rất bất ngờ, dù sao thì bình thường Loki cũng chẳng có thiện cảm gì với nhân loại. Nàng không nghĩ ra lý do tại sao Loki muốn giúp nhân loại, Go và băng băng cũng để kinh ngạc nhìn Loki, rõ ràng hành vi của Loki quá bất ngờ. Lẽ nào hắn thật ra là một thần linh tâm hướng về nhân loại? Loki ta nhã nói, chỉ là ta không muốn trận đấu kết thúc nhanh như vậy, dù sao thì đã lâu thần giới không trải qua chuyện thú vị. Ánh mắt của Di Nhi nhanh chóng chuyển động, nàng hỏi loki người muốn giúp nhân loại thắng như thế nào loki nở nụ cười tao nhã chỉ thấy hắn lấy ra một quan tài băng được điêu khắc từ thủy tinh từ trong ngực đưa cho di nhi nói đây là băng xương đông quan một món thần khí ta đạt được trong lúc vô ý có thể khiến thế giới đều đóng băng đương nhiên đóng băng thần linh không chỉ là nói chơi chỉ cần nhân loại ra sân ở vòng này có được nó muốn thắng không phải là dễ dàng sao di nhi không ngờ loki lại có được món thần khí mạnh như vậy quan trọng nhất là loki lại nỡ đưa thần khí này cho nhân loại mượn sử dụng nàng thật sự sợ hắn thật sự dự định giúp nhân loại sao tại sao loki lại muốn giúp nhân loại điều này có lợi ích gì với hắn lẽ nào hắn thật sự chỉ muốn nhìn thấy trận đấu tiếp tục nhưng nếu như trận đấu này có được thần khí này chắc chắn nhân loại có thể lật ngược một ván người chắc chắn ngươi muốn đưa cho nhân loại mượn băng xương đông quan để sử dụng chứ di nhi xác nhận với loki loki tao nhã cười nói đương nhiên hơn nữa chỉ cần trận thi đấu này nhân loại có thể giành thắng lợi mấy trận thi đấu tiếp theo ta vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ nhưng mà ta có một yêu cầu chính là ngươi đừng nói với bất kỳ ai chuyện ta âm thầm giúp đỡ ngươi dĩ nhiên cho dù ngươi nói ta cũng sẽ không thừa nhận he 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 trong tiếng cười tao nhã và quỷ dị cơ thể của loki dần dần biến mất không thấy bóng dáng tỷ tỷ đại nhân ngươi thật sự định tiếp nhận băng xương đông quan sao liệu loki đại nhân có đang âm mưu gì không gò hỏi di nhi ánh mắt di nhi lóe qua vô số ánh sáng u ám nàng nhỏ giọng nói mà kệ hắn có âm mưu gì nhưng băng xương đông quan là thật bằng băng hỏi lý nguyên ngươi có thể biết điều ta nghĩ trong lòng vậy ngươi có biết mục đích thật sự của loki khi giúp đỡ nhân loại không bọn ta còn không biết mục đích của loki một người phàm như hắn sao có thể biết được lý nguyên còn chưa lên tiếng go đã không nhịn được hỏi lý nguyên thản nhiên nói mục đích của hắn rất đơn giản chính là hy vọng nhân loại có thể giết chết những thần linh odin thích ca zeus apollo này như vậy thì hắn sẽ có cơ hội rất lớn thống linh thần giới nghe vậy go không khỏi há to miệng giống như đúng thật là mục đích thật sự của loki bởi vì điều này vô cùng phù hợp với tính cách của loki zin nhi cũng nhìn lý nguyên bằng ánh mắt bất ngờ cuối cùng nàng đã phát hiện người này hình như không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng băng băng thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai bakiri không khỏi đắc ý cười nói thế nào ta nói lý nguyên rất lợi hại mà sao ngươi biết mục đích của loki Gò lấy lại tinh thần vô cùng tò mò hỏi lý nguyên chiều cao của nàng chỉ đến chỗ ngực của lý nguyên vì vậy nàng không thể không ngẩng đầu lên nhìn lý nguyên lý nguyên bình tĩnh nói chỉ cần đầu óc không ngốc thì đều có thể đoán được mục đích của loki go băng băng di nhi diện tích đả kích này hơi rộng nha ngươi đây là mèo mù với cá rán may mắn thôi ngạo mạn cái gì go không vui nói di nhi đột nhiên nhớ ra điều gì nàng tỏ vẻ kỳ quái hỏi kỳ quái hai nhân loại các ngươi đứng ở đây sao vừa rồi loki không có bất cứ phản ứng gì go phản ứng lại nàng kinh ngạc nói đúng vậy hình như từ đầu tới cuối loki đều không nhìn về phía hai người bọn họ lý nguyên giải thích bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy bọn ta có thể có phản ứng gì bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim go cạn lời nhìn lý nguyên hai người sống sờ sờ các ngươi đứng ở đây Rookie lại không bị mù sao hắn có thể không nhìn thấy lý nguyên bởi vì ta muốn hắn không nhìn thấy go trận trắng mắt ngươi muốn cái gì là được vậy rốt cuộc ngươi là thần hay bọn ta là thần ngay lúc mấy người nói chuyện già đã đứng trong giác đấu trường bắt đầu tuyên bố người được chọn đối chiến của trận đấu thứ bảy trận thứ bảy của Ragnarok rồi sáu trận đấu trước đều kết thúc bằng thất bại của một bên nhân loại không biết vòng này bên nhân loại có thể giành chiến thắng không nếu như vòng thi đấu này nhân loại vẫn thua vậy thì nhân loại sẽ phải tiếp nhận xét xử của chư thần trên khán đài chư thần thần linh vui sướng la hét không ngừng nhân loại không thể nào giành thắng lợi trận quyết đấu này sẽ là chung kết của nhân loại ta đã hơi không chờ đợi được muốn xem dáng vẻ hoàng hốt lo sợ đau khổ khóc lóc khi đối mặt với xét xử của nhân loại ra lớn tiếng nói tiếp trong trận quyết đấu quan trọng nhất này nhân loại sẽ phải ai xuất chiến đây ai có thể gánh vác được sứ mệnh to lớn cứu vớt vận mệnh của toàn nhân loại này người quyết đấu của nhân loại vòng thứ bảy ragnarok hắn chính là lý nguyên cái gì sao lại là lý nguyên nháy mắt nghe thấy cái tên lý nguyên go lập tức ngạc nhiên tới mức nhảy dựng lên nàng hoảng sợ kêu to tỷ tỷ đại nhân không phải chọn doanh chính à sao biến thành lý nguyên rồi nàng nhìn lý nguyên con ngươi đều sắp lòi ra ngoài không phải ngươi tên là lý nguyên à lẽ nào người ra nói là ngươi không chỉ go kinh ngạc đến nhảy lên nhảy xuống băng băng và di nhi cũng kinh ngạc tới mức sắc mặt trắng bệch di nhi nhìn chằm chằm lý nguyên không chớp mắt giống như muốn nhìn xuyên linh hồn của lý nguyên tên người người dự thi sao lại biến thành ngươi rõ ràng người ta báo là doanh chính ngươi làm thế nào sửa thành tên của ngươi băng băng kinh ngạc nhìn lý nguyên vừa rồi không phải ngươi vẫn ở đây à vậy sửa tên thành tên ngươi khi nào lý nguyên chấp hai tay sau lưng không cho là đúng nói chút thủ đoạn nhỏ thôi cần gì phải chuyện bé xé to thấy lý nguyên vẫn điểm tính còn trách bọn họ chuyện bé xé ra to go và di nhi hoàn toàn cạn lời rồi đây thật sự chỉ là thủ đoạn nhỏ sao đây rõ ràng rất khó tin được không còn nữa rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến nam nhân này bộc lộ cảm xúc rốt cuộc ngươi là ai di nhi trịnh trọng hỏi nhân loại nghe thấy cái tên lý nguyên nhao nhao hiện ra biểu cảm mờ mịt lý nguyên đây là ai chưa từng nghe nói nha nghe tên hình như là người của đại càn quốc không lẽ là anh hùng danh nhân nào đó của đại càn quốc ư ừ. ta là người đại càn quốc nhưng ta chưa từng nghe nói đại càn quốc có một danh nhân tên lý nguyên lý nguyên này rốt cuộc có lai lịch gì tại sao lại chọn hắn tiến hành trận chiến then chốt như vậy vô số người trở ra giới thiệu cuộc đời và chiến tích của lý nguyên này bao gồm cả thần linh bởi vì mấy trận thi đấu trước ra đều sẽ giới thiệu lai lịch và cuộc đời của mọi tuyển thủ nhân loại chỉ thấy ra nhìn chăm, chăm lệnh bài trong tay con người đều lòi ra rồi hắn kêu lên với âm thanh kinh ngạc ế kỳ lạ quá trên danh sách chúng sinh lại không có bất cứ tài liệu nào liên quan tới lý nguyên đây là chuyện gì nghe vậy các vị thần không khỏi ngơ ngác nhìn nhau cảm thấy kinh ngạc bởi vì danh sách chúng sinh trong tay ra là một thần khí vẫn luôn tồn tại từ sau khi thế giới sinh ra tất cả thông tin của sinh linh thế giới này đều sẽ được ghi chép trong danh sách này ngay cả các vị thần đều không thể ngoại lệ danh sách chúng sinh lại không có tài liệu của lý nguyên điều này còn là chuyện chưa từng xảy ra đương nhiên các vị thần sẽ cảm thấy kinh ngạc rồi sao lại như vậy trong danh sách chúng sinh không phải bao hàm toàn bộ thông tin của tất cả sinh linh à rốt cuộc lý nguyên này có gì đặc biệt tại sao trong danh sách chúng sinh lại không có thông tin của hắn nếu trong danh sách chúng sinh không có thông tin của lý nguyên vậy làm sao di nhi chọn chúng được người này đôi mắt quyến rũ của thần sắc đẹp a đài lập tức trở nên sáng ngời bỗng nhiên hơi tò mò về nhân loại tên lý nguyên này sau khi mọi người của thế giới thiền kính phát hiện ngay cả thần linh đều không rõ thông tin của lý nguyên chỉ cảm thấy tinh thần rung động nhao nhao hiện ra vẻ mong chờ lý nguyên này đã đặc biệt như vậy có khi trận thi đấu này sẽ nằm ngoài dự đoán tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm rác đấu trường không chớp mắt muốn xem rốt cuộc lý nguyên thần bí kia trông như thế nào trong lòng ra không khỏi nghi ngờ và tò mò hắn lớn tiếng tuyên bố tiếp theo hãy để chúng ta xem lý nguyên thần bí này rốt cuộc là ai hắn chỉ cửa lớn để vào sân lý nguyên vào sân đi cửa lớn mở ra tất cả mọi người đều nhìn cửa lớn không chớp mắt thế rồi bên trong lại không có một bóng người ra chớp mắt cái đó lý nguyên ngươi đang ở đâu ngươi có thể ra sân rồi cửa vẫn không có phản ứng thấy vậy một số thần linh lập tức bắt đầu nhao nhao trêu đùa không phải là sợ không dám tham chiến rồi chứ rất có thể nhân loại dù sao vẫn là nhân loại tuy trên danh sách chúng sinh không có thông tin của hắn nhưng nói cho cùng hắn chỉ là nhân loại đương nhiên hắn sợ thần linh rồi ha 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 không ngờ lại xuất hiện một kẻ hèn nhát tuy mấy nhân loại trước bị đánh bại nhưng đều kiên trì đến cuối cùng không ngờ lý nguyên này còn không có cả dũng khí xuất chiến khiến người ta thất vọng quá rồi bên nhân loại cũng bàn tán xôn xao không lẽ lý nguyên này thật sự sợ sệt trước khi thi đấu rồi làm thần bí như vậy ta còn tưởng rằng lý nguyên này có chút bản lĩnh chứ không ngờ ngay cả dụng khí xuất chiến mà hắn còn chẳng có uống phí biểu cảm của ta người đại càn quốc đều là kẻ hèn nhát rốt cuộc ngươi là ai di nhi trịnh trọng nhìn lý nguyên hỏi lý nguyên lý nguyên tự giới thiệu di nhi ta là hỏi lai lịch của ngươi tại sao tên của người dự thi lại biến thành ngươi tại sao trong danh sách chúng sinh không có tài liệu của ngươi lý nguyên cao mày hắn đã nghe thấy bàn tán của thần linh và nhân loại bây giờ mọi người đều đang chờ ta vào sân đấy hắn chỉ băng băng hay là ngươi hỏi nàng đi nàng biết tại sao dứt lời bóng dáng của lý nguyên đã biến mất ngay trước mặt mấy người ngay sau đó hắn trực tiếp xuất hiện trong giác đấu trường rồi di nhi và gò há hốc miệng hai người đưa mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra hoảng sợ từ trong mắt nhau bọn họ lại không nhìn rõ vừa rồi lý nguyên rời đi thế nào tỷ 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 đại nhân người này hình như thật sự rất mạnh gò hơi lắp bắp nói băng băng kích động bóp nắm đấm ta đã nói từ lâu rồi hắn rất mạnh lý nguyên nhất định có thể đại diện cho nhân loại chiến thắng thần linh ra vẫn nhìn chăm chằm lối vào của giác đấu trường trong miệng hô không ngừng lý nguyên ngươi mau ra ngoài đi nếu như ngươi muốn từ bỏ thi đấu thì ngươi cũng nên ra đây nói một tiếng bỗng nhiên da cứng đờ hắn phát hiện vậy mà có người đang vỗ vai của hắn nhưng rõ ràng hắn không cảm nhận được bất cứ người hoặc thần nào đến bên cạnh hắn mà nếu như đối phương không phải vỗ vai hắn mà là công kích hắn nghĩ đến đây mồ hôi lạnh của da lập tức ướt cả lưng đừng hô nữa ta ở ngay đây này sau khi vai bị người vỗ một cái da lại nghe thấy một tiếng nói lành lạnh vang lên bên tai hắn quay đầu qua thấy một nam tử phương đông đẹp trai tới mức khiến cho ngôi sao cũng trở nên ảm đạm đang đứng ngay bên cạnh hắn ra nhanh chóng dùng thần lực dò xét xung quanh lý nguyên lại phát hiện trên người đối phương không hề chứa sức mạnh bùng nổ bình thường giống như một người phàm bình thường nhưng bây giờ chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều hiểu người này chắc chắn không phải người phàm bình thường người chính là lý nguyên sao ra không khỏi nghi ngờ ở trong lòng lên tiếng hỏi ngay lúc các vị thần cười nhạo lý nguyên sợ chiến ngay lúc mọi người thất vọng chán nản đột nhiên mọi người nhìn thấy một bóng người cứ không có dấu hiệu báo trước tự dưng xuất hiện trong giác đấu trường như vậy các vị thần lập tức trợn to mắt không ai là không nhận ra biểu cảm kinh ngạc người này xuất hiện thế nào vậy tại sao ta không thấy rõ quỹ đạo hắn ra sân chút nào là tốc độ của hắn quá nhanh vượt qua thời gian hay là hắn có thể trực tiếp xuyên qua không gian không lẽ hắn chính là lý nguyên sao người này quả nhiên không tầm thường nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc biểu cảm nghi ngờ của các vị thần tâm trạng vốn chán nản của nhân loại bắt đầu trở nên hưng phấn ngay cả thần đều không biết lý nguyên ra sân thế nào thực lực của lý nguyên có thể kém sao thì ra lý nguyên không phải lâm trận bỏ chạy mà ngược lại hắn còn có thực lực mà ngay cả thần đều thán phục đây chính là lý nguyên trời ơi đẹp trai quá sau khi nhìn rõ tướng mạo của lý nguyên vô số nữ thần nữ tử đều di mê tim bỗng tăng nhanh thần sắc đẹp a -O càng không nhịn được lấy tay lo khóe miệng nước miếng đều sắp chảy ra ngoài rồi Hera trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus vô thức ưỡn thẳng ngực, ánh mắt của Minh hậu Persephone không chịu rời khỏi người của Lý Nguyên nữa, dù chỉ một giây bốn nữ thần mặt trăng phobi selene artemis và hecate không tự chủ được nín thở còn ánh mắt nhìn lý nguyên của nam thần thần giới lại tràn đầy đố kỵ sâu sắc một nhân loại tướng mạo lại còn hoàn mỹ hơn cả thần linh này có còn thiên lý không này có còn vương pháp không quá đáng quá rồi nhất là nhìn thấy biểu cảm nhìn chăm chăm lý nguyên tràn đầy say mê của nữ thần xung quanh thê tử của bản thân đối tượng mến mộ thần linh nam giới không khỏi càng không vui hơn nhất định phải giết chết nam nhân này không thể tồn tại nhân loại còn đẹp trai hơn thần linh người chính là lý nguyên sao Sa kinh ngạc hỏi nam nhân ở bên cạnh này, Lý Nguyên gật đầu, chính là ta, áo, nghe thấy giọng nói của Lý Nguyên, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô của vô số nữ thần, giọng nói này thực sự quá cấm dục, quá gợi cảm, quá tử tính, quá êm tai, ta phát hiện, ta đã yêu rồi, tay ngọc của A -O đỡ lấy khuôn mặt mềm mại, tự nói với giọng nói quyến rũ, người đẹp giọng nói hay, yêu quá đi, hai tay Hera ôm tim, khen ngợi một cách khoa trương, minh hậu Pesep ho ne nhỏ giọng nói, trận thi đấu này, người nhất định phải chiến thắng nha nếu như có thể ở bên cạnh hắn ta bằng lòng từ bỏ thân phận thần linh artemis kiên định nói kim chỉ là những nữ thần này càng tỏ ra bị cuốn hút sát tâm đối với lý nguyên của các nam thần thần giới sẽ càng nồng đậm hơn dù sao nữ thần là thuộc về các vị thần sao có thể để một nhân loại đây hèn nhúng chàm trên khán đài băng băng thấy cảnh rất nhiều nữ thần sai đám lý nguyên rất hụt hẫng đúng môi đồng thời thầm tự nói móc một câu hồng nhan họa thủy tán thành đồng ý hai tiếng nói bất ngờ vang lên băng băng nghiêng đầu nhìn thì ra là go và di nhi đang tán thành quan điểm của nàng bong băng nàng cảm thấy nếu như người quyết đấu với lý nguyên là một thần linh nữ giới sợ rằng lý nguyên đều không cần ra tay đối phương đã chủ động đầu hàng nhận thua sau khi ra xác nhận thân phận của lý nguyên thì đã bắt đầu giới thiệu thần linh ra sân của bên thần giới lúc nghe thấy tên của thần linh dự thi tất cả mọi người đều không khỏi hít ngược khí lạnh những nữ thần đang si mê kia ánh mắt nhìn lý nguyên của bọn họ không khỏi hiện ra biểu cảm đau lòng và lo lắng vòng quyết đấu thứ bảy tuyển thủ ra sân của bên thần linh là thích ca tôn giả lời của gia vừa dứt thần linh nam giới ở hiện trường lập tức phát ra tiếng hoan hô rời núi lấp biển rõ ràng vô cùng hưng phấn tốt quá rồi thích ca là một trong mấy thần sáng thế mạnh nhất thần giới có hắn ra tay tiểu bạch kiểm nhân loại này chết chắc rồi có thích ca ra tay trận quyết đấu này đã không còn hồi hộp nữa tiểu bạch kiểm sắp chết xem hắn còn có thể mê hoặc nữ thần của ta không các nữ thần vô cùng đau lòng mất mát hỏng rồi sao lại là thích ca xuất chiến sao lý nguyên có thể là đối thủ của thích ca lẽ nào ta mới yêu mà đã sắp thất tình rồi sao có thể đổi lam quân cho ta không ta bằng lòng quyết đấu với thích ca thay cho lang quân của ta trên khán đài không ổn go nhìn thấy thích ca ngạc nhiên nhảy dựng lên nàng kêu to không ngờ lần này người xuất chiến lại là thích ca lý nguyên chỉ sợ giữ nhiều lành ít biểu cảm của di nhi ở bên cạnh trở nên vô cùng nghiêm túc ánh mắt lóe qua chút lo lắng sâu sắc thấy phản ứng của thần linh xung quanh và cả dáng vẻ nghiêm trọng của go và di nhi trong lòng không khỏi bột một cái trông nàng như đang an ủi hai vakiri nhưng càng giống an ủi bản thân hơn nàng nói không cần căng thẳng lý nguyên rất lợi hại cho dù đối thủ của hắn là thích ca hắn cũng sẽ không thua di nhi lạnh nhạt nói đó là ngươi không biết sự đáng sợ của thích ca thực lực của thích ca hắn là tồn tại khủng bố không hề thua kém zeus odin go nói tiếp thích ca đại nhân từng dùng sức một người đánh bại 3.000 thần linh thích giới lúc này mới trở thành phật tôn của thích giới được các vị thần của thích giới tôn là thần linh mạnh mẽ nhất vũ trụ nghe chiến tích của thích ca dù cho băng băng tràn đầy lòng tin đối với lý nguyên thì lúc này trong lòng vẫn không khỏi bắt đầu bồn chồn dù sao nàng chỉ là một người phàm hoàn toàn không rõ sức chiến đấu giữa thần linh. Tuy nàng cảm thấy Lý Nguyên rất mạnh mẽ qua video đấu pháp của Lý Nguyên và Diệp Tiểu Phàm, nhưng nàng lại thấy nhiều thần linh như vậy đều tràn đầy sợ hãi đối với Thích Ca, cộng thêm tiếng tăm và truyền thuyết to lớn của Thích Ca, Thích Ca chắc chắn là không yếu. Trận quyết đấu này, rốt cuộc ai thắng ai thua đây? Lý Nguyên, người nhất định phải thắng đấy. Băng băng thầm cầu nguyện trong lòng, Thích Ca của thế giới này trông rất khác Phật tổ của thế giới khác, Thích Ca của thế giới này trông vô cùng trẻ tuổi, ăn mặc rất trào lưu, chỉ thấy hắn lười nhác bước vào trong giác đấu trường, trong miệng lại còn ngậm một cái cạo mút tạo thành sự tương phản mãnh liệt với thân thể cao lớn của hắn hắn nhìn thần linh và nhân loại khán giả xung quanh trước cuối cùng ánh mắt mới đặt trên người lý nguyên trong mắt tràn đầy tò mò bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim ngươi là ai tại sao trong danh sách chúng sinh lại không có tài liệu của ngươi hắn hỏi lý nguyên giống như một đứa trẻ tràn đầy tò mò đối với thế giới hai tay lý nguyên sắn ống tay áo rộng thùng thình chắp ở sau lưng thản nhiên nói ngươi không phải thần à Bản thân ngươi suy tính chút chẳng phải sẽ biết rồi ư?" Thích Ca thành khẩn nói, "Ta không suy tính ra thông tin của ngươi." Lý Nguyên, "Vậy chứng tỏ ngươi còn quá yếu." Thích Ca, tất nhiên các vị thần đều nghe thấy đối thoại của hai người, lại dám nói Thích Ca đại nhân yếu, nhân loại này cuồng vọng quá rồi, không biết trời cao đất dày, he he, Thích Ca đại nhân sẽ dạy hắn làm người lại từ đầu, con người ngươi hơi thú vị." Thích Ca điều chỉnh cảm xúc của mình, hắn lại nói với Lý Nguyên, "Vận may hôm nay của ngươi rất tốt." Lý Nguyên bình tĩnh nói, "Trước giờ ta không tin vận may, chỉ tin thực lực." đừng cứ ra vẻ mãi được không bây giờ là lúc ta ra vẻ đừng có tranh sự nổi trội của ta trong lòng thích ca than phiền không ngừng nhưng mà ngoài mặt hắn lại tình bơ vẫn bình tĩnh giải thích nói vận may của ngươi thật sự tốt bởi vì ta cảm thấy nhân loại không nên bị xóa sổ cho nên ta sẽ không quyết đấu với ngươi ngược lại ta còn sẽ chiến đấu với thần linh thay nhân loại đội ơn ta đi trong lòng thích ca ngửa lên trời gào thét ầm uhm, lời của thích ca giống như một viên đạn hạt nhân nổ tung lập tức làm cho các vị thần và nhân loại trợn mắt hám mồm nghẹn họng trân chối cái gì thích ca đang nói cái gì hắn đây là muốn phản bội thần linh sao hắn lại muốn chống đối các vị thần giúp nhân loại sao hắn dám phản bội thần linh đây là sẽ phải chịu sự xét xử của các vị thần đối với kẻ phản bội quyết không thể dễ dàng tha thứ nhân loại đầu tiên là kinh ngạc đợi sau khi lấy lại tinh thần lập tức biến thành mừng như điên tốt quá rồi thích ca tôn giả chuẩn bị chiến đầu vì nhân loại chúng ta thích ca tôn giả không hề vứt bỏ nhân loại chúng ta có sự giúp đỡ của thích ca tôn giả chứng tỏ nhân loại chúng ta vẫn có hy vọng thích ca vạn tuế sau này ta sẽ thờ phụng thích ca tôn giả thích ca tôn giả và vakiri đây mới là thần linh chúng ta nên thành kính thờ phụng thích ca cảm nhận được hoan hô và quỳ lễ chấn động của nhân loại trong vạn giới hắn lập tức cảm nhận được vô số khí tức quyền rượu khó giải thích tản ra từ trên người vô số nhân loại sau đó từ hư không tụ tập ở đỉnh đầu của hắn tạo thành một vùng năng lượng thần bí giống như khánh vân khiến cho hắn trở nên càng gần với bản nguyên chi lực thế giới hơn thân lực vốn không có tiến bộ cả vạn nam vậy mà cũng bắt đầu sao động giống như sắp đột phá điều này khiến trong lòng thích ca không khỏi âm thầm hưng phấn nước cờ này của hắn coi như là đi đúng rồi nhóm những thần linh đình gia odin zeus osei đông nhau nhau tức giận nhìn thích ca trên người zeus trái lên liệt diễm hừng hực giống như một cự thú thái cổ mắt nhìn chằm chằm thích ca nghiêm giọng nói thích ca ta hy vọng ngươi có thể thu lại lời nói vừa rồi của ngươi như vậy ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì thích ca thản nhiên nói lời đã nói thì không thể nào thu lại ta cũng không muốn thu lại giọng zeus lạnh như băng ngươi đây là muốn phản bội trận doanh thần linh trở thành kẻ thù với chúng ta sao thích ca hoàn toàn thất vọng Phản bội thì sao? Ta đã sớm không quen nhìn thần linh cao cao tại thượng, tự cho là đúng. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ đối mặt với sự xét xử của chúng thần? Odin ở một bên lạnh lùng hỏi, giọng nói chói tai giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau. Thích Ca nghe vậy, khóe miệng lập tức dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nếu như ma cản ta, ta sẽ giết ma, nếu như thần cản ta, ta sẽ giết thần, cho dù là chúng thần cũng không thể nào thay đổi ý chí của ta, càng đừng nói đến việc xét xử ta. Chúng thần nghe vậy, trở nên càng tức giận không thể chơi, khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng ngươi là vô địch ở thần giới sao siva cười lạnh chế nhạo thích ca thản nhiên nói thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn có phải là vô địch hay không ngươi thử một lần là biết chúng thần thấy thích ca quyết tâm muốn trợ giúp nhân loại cũng không nói thêm gì nữa xoa xoa xoạt chỉ trong nháy máy mất chục bóng dáng thần linh một phương trên khán đài bay đến trong đấu trường đứng quanh thích ca và lý nguyên những thần linh này có loki apollo zeus odin poseidon ba tuần phạm thiên vương minh vương hay tất cả đều là những thần vương tốt nhất thần giới tất cả lực chú ý của thần linh đều đặt trên người thích ca lý nguyên thì không có người quan tâm uy áp khủng bố vô song khiến không gian xung quanh đều bị bóp nát trên người thích ca lập tức bộc phát ra một tầng kim quang chói mắt ngăn cản uy áp của chúng thần nhưng mà một mình hắn làm sao có thể ngăn cản được nơi mặt đất hắn đặt chân lúc này bị lực ép hắn tiếp nhận đạp xuống hình thành một cái hố sâu to lớn hơn nữa hố sâu còn đang không ngừng lan ra xoạt 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 đúng vào lúc này lại có thêm mấy bóng người bay vào trong trận đấu là mấy vị vaki nhi và go các nàng bộc phát ra uy áp của riêng mình chia sẻ áp lực của chúng thần với thích ca di nhi nhìn zeus và các thần linh bình tĩnh nói trên pháp điển của chúng thần quy định thời điểm ragnarok tổ chức bất kỳ có chuyện gì cũng không được tiến hành quấy nhiễu đến nó nếu thích ca đại nhân đã quyết định đại biểu nhân loại xuất chiến mà các người đều bất mãn với thích ca có thể trong quyết đấu phân chia cao thấp với hắn đương nhiên nàng dùng giọng điệu chế nhạo để nói câu này nếu như các người cảm thấy mình một mình không đánh lại thích ca đại nhân cho nên muốn cùng nhau động thủ vậy coi như ta chưa nói gì ha 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 ba tuần nghe vậy không khỏi cười lên ha hả ta đánh không lại hắn cần liên thủ với người khác đây quả thực là buồn cười lớn nhất trên đời hắn thu lại gương mặt cười ánh mắt trở nên rét lạnh thấu xương tuy ta biết đây là ngươi đang sử dụng phép thích tướng muốn trợ giúp cho thích ca chẳng qua trận đấu này liền để ta quyết đấu với thích ca đi nhìn xem là hắn lục đạo cô lợi hại vẫn là của ta ma la đao phong lợi hại di nhi vui mừng trong lòng trên mặt lại không biểu cảm gì nhìn về phía thần vương Zeus và mấy người thần Odin, mặt không biểu tình, ánh mắt chuyển động không ngừng. Dường như bọn họ không có ý từ bỏ, cơ hội dễ dàng giết được Thích Ca này, mắt Loki chuyển động, hắn nghĩ đến việc giữ Thích Ca lại, tiến hành quyết đấu với chúng thần, nói không chừng có thể chém giết mấy vị thần vương, kể từ đó, việc hắn thống trị thần giới sẽ bớt đi mấy chướng ngại vật, trở nên càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở miệng nói với chúng thần, nếu ba tuần đã muốn đấu một trận với Thích Ca, một lần quyết định sinh tử, chúng ta cũng không nên ngăn cản, miễn cho người khác cho là chúng ta thật sự sợ Thích Ca, ta thấy, ngay trên đấu trường, lấy phương thức quyết đấu trừng phạt vị phản thần này đi Zeus nghe vậy nhíu mày chẳng qua cuối cùng hắn vẫn thu hồi uy áp của bản thân người phản thần chắc chắn phải nhận trừng phạt nói xong thân hình hắn lóe lên trở lại trên vương tọa của mình sau khi Zeus rời đi Odin Poseidon và các thần linh cũng nhao nhao rời khỏi đấu trường cuối cùng bên trong đấu trường cũng chỉ còn lại có ba người Thích Ca Ba Tuần Lý Nguyên Thích Ca âm thầm thở nhẹ trong lòng suýt chút nữa thì chơi hỏng rồi Ba Tuần không chút khách khí nói với Lý Nguyên tiểu tử ngươi có thể sống lâu thêm một lúc nhanh chóng cút xuống cho ta đi mặt lý nguyên không biểu cảm giơ một ngón tay ra thứ nhất ta sẽ không cút hy vọng ngươi có thể làm mẫu cho ta xem một chút hắn giơ hai ngón tay ra thứ hai ta còn vội về ăn cơm thời gian rất gấp cho nên không muốn có người chen ngang ba tuần thấy lý nguyên mà cũng dám bảo hắn làm mẫu cút không khỏi giận tím mặt ta thấy ngươi chán sống rồi trong lúc nói đồng thời trong tay hắn đã nhiều thêm một thanh ma đao đen nhánh muốn lập tức bổ về phía lý nguyên một nhưng mà đúng vào lúc này hai ngón tay thon dài kia của lý nguyên đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng loảng xoàng mà đào trong tay ba tuần lập tức rơi trên mặt đất sau đó một cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy ba tuần nằm trên mặt đất sau đó lăn qua lăn lại trong đấu trường soạt trong lúc nhất thời bên trong đấu trường tất cả đều là tiếng chật khắp hàm con mắt rơi ra nơi các thần linh ngay ra như phỗng nhìn ba tuần lăn qua lăn lại thật sự không dám tin vào hai mắt mình toàn thể loài người đang quan sát cũng trở nên trợn mắt há mồm giống như toàn bộ đứng máy mọi người hoàn toàn không thể hiểu được hành động của ba tuần dù sao hắn cũng là đại ma vương ma giới người khác bảo hắn là mẫu cút một chút hắn liền làm mẫu luôn như vậy có phải có hơi quá dễ nói chuyện rồi không có thể chừa cho ma tộc chút tôn nghiêm không lý nguyên làm gì vậy tại sao ba tuần lại nghe lời hắn go ngây ngốc hỏi di nhi di nhi nghe vậy lúc này mới hồi phục lại tinh thần tranh thủ thời gian khép lại cái cằm đang hạ xuống của mình nàng mờ mịt nhìn go nói đây thật sự là do lý nguyên động tay chân sao băng băng hưng phấn hét lớn đây đương nhiên là do lý nguyên làm dù thế nào thì cũng không phải do ba tuần tự mình thích lan lộn đâu sao hắn làm được zeus nhìn chằm chằm lý nguyên giống như muốn nhìn thấy nội tâm lý nguyên lông mày odin đã nhăn thành hình chữ xuyên hắn phát hiện người phương đông này dường như còn thần bí khó lường hơn hắn tưởng thích ca nhìn lý nguyên kinh ngạc hỏi ngươi làm gì với ba tuần vậy ngươi biết ma pháp tâm linh à lý nguyên thản nhiên nói tạm thời tính là như vậy đi lời nói tùy ý có thể còn cao cấp hơn nhiều so với ma pháp tâm linh hắn nhìn thích ca thản nhiên nói loài người chiến đấu thì để cho loài người làm đi loài người không cần sự trợ giúp của thần càng không cần thần có dụng ý khác trợ giúp biểu cảm trên mặt thích ca lập tức trở nên có hơi ngưng lại vì sao ngươi lại nói ta có dụng ý khác hắn thử hỏi lý nguyên lý nguyên chế diễu nói không phải trong lòng ngươi tự biết rõ sao thích ca vội vàng trả lời ta thật sự không biết trong lòng của hắn lại có hơi nghi ngờ không thôi chẳng lẽ người này thật sự biết mục đích thật sự khi hắn giúp đỡ loài người chắc không phải đâu nhỉ việc này chỉ có mình hắn biết người khác căn bản không có khả năng biết được tại sao lý nguyên lại nói thích ca trợ giúp loài người vì có dụng ý khác go lầm bầm lầu bầu hỏi trên mặt tràn ngập hoang mang trên mặt di nhi lại lộ ra vẻ bất mãn thích ca đại nhân thật lòng muốn trợ giúp nhân loại phương pháp vakiri có thể hóa thân thần khí đều là thích ca đại nhân nói cho ta sao hắn lại có thể nói đại nhân có dụng ý khác người này có chút không biết thời thế kết quả quyết đấu hiện tại vô cùng bất lợi đối với nhân loại hiện tại nhân loại đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc thích ca đại nhân đã bằng lòng trợ giúp nhân loại trực tiếp vui vẻ tiếp nhận là được sao lại còn từ chối sự trợ giúp của thích ca đại nhân làm gì như vậy không phải là cầm vận mệnh của toàn nhân loại ra chơi đùa hay sao hevo ở một bên mở miệng nói nàng cũng là một trong số 13 ba vừa nãy sau khi nàng và mấy vakiri còn lại eizer siripha col còn du trợ giúp Thích ca đang chống cự uy áp của chúng thần thì ở lại đứng cùng một chỗ với go và zini trên khán đài zini tỷ tỷ đại nhân ngươi tìm được tên nhân loại này từ đâu đến thế cũng quá kiêu căng ngạo mạn đi con hỏi di nhi di nhi đầy bất đắc dĩ nói ta cũng không biết nhân loại này từ đâu đến còn có anh hùng loài người ta chọn thật ra cũng không phải hắn nhưng cũng không biết hắn dùng cách gì người quyết đấu của vòng này lại biến thành tên của hắn soạt trừ go ra mấy vakiri khác lập tức kinh ngạc mở to miệng có vẻ vô cùng không thể tưởng tượng nổi các nàng làm thế nào cũng không nghĩ đến trên người lý nguyên lại còn có bí ẩn lớn như vậy khiến những vakiri trở nên càng tò mò với lý nguyên hơn trong đấu trường lý nguyên nhìn dáng vẻ thích ca giả vờ vô tội bất đắc dĩ lắc đầu ta cho ngươi biết hơi thở đặc biệt ngươi cảm nhận được trên người nhân loại là sức mạnh tín ngưỡng nếu cho ngươi thêm thời gian mấy trăm năm để ngươi tìm hiểu thấu đáo sức mạnh tín ngưỡng nói không chừng ngươi thật sự có cơ hội xây dựng lại trật tự thần giới thống lĩnh vũ trụ thiền kính này. ầm, um, thích ca chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một trận tiếng nổ rền, giống như sóng thần bộc phát. cuối cùng hắn cũng không thể giữ vững được bình tĩnh nữa, sắc mặt hắn biến đổi kịch liệt, ánh mắt nhìn lý nguyên giống như nhìn thấy chuyện bất khả thi nào đó, tràn ngập hoàng sợ và không thể nào tưởng tượng nổi. hắn chẳng thể nghĩ tới lý nguyên thế mà lại biết mục đích thật sự hắn trợ giúp nhân loại, thế mà lại biết chuyện hắn phát hiện sức mạnh tín ngưỡng, thế mà lại biết hắn muốn xây dựng lại trật tự thần giới chẳng lẽ nhân loại này có thể đọc được nội tâm của hắn sao một nhân loại sao còn kinh khủng hơn so với ma quỷ âm um, nhóm chúng thần thần giới khi nghe thấy lý nguyên trông thấy biểu cảm của thích ca tất cả cũng đều bị dao động đến trợn mắt hốc mồm bọn hắn không nghĩ đến trong lòng thích ca lại ẩn giấu dã tâm khổng lồ như vậy đặc biệt là hai người zeus odin sắc mặt âm u như muốn nhỏ nước thích ca muốn xây dựng lại trật tự thần giới đây không phải mang ý nghĩa thích ca muốn lật đổ sự thống trị của hai vị thần bọn họ và chúng thần sao chuyện này đã xúc phạm đến giới hạn cuối cùng của bọn họ một cách trầm trọng loki nhìn chằm chằm thích ca cả mặt là vẻ thù hằn thế mà lại toan tính thống trị vũ trụ thiền kính đây không phải là giành thức ăn trước miệng cọc sao không thể tha thứ sắc mặt go di nhi và mấy vakiri cũng có vẻ chấn động vô cùng bởi vì nhìn thấy biểu cảm của thích ca hiển nhiên lời lý nguyên nói hẳn là thật thích ca trợ giúp nhân loại là bởi vì hắn phát hiện sức mạnh tín ngưỡng gì đó kia mục đích cuối cùng của hắn là vì lập lại trật tự thần giới một lần nữa nói như vậy thích ca nói phương pháp hóa thân thần khí cho vakiri và chuyện thích ca muốn trợ giúp nhân loại quyết đấu với thần linh thật ra đều là đang lợi dụng bọn họ đang lợi dụng nhân loại rồi trong lòng mấy vị vakiri cảm thấy rất khó chịu nhân loại vốn sùng bái thích ca giờ phút này cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ bọn họ phát hiện thì ra mục đích thích ca trợ giúp nhân loại mục đích cũng không đơn giản thì ra nhân loại bị hắn lợi dụng nhân loại cảm thấy mình bị lừa gạt tình cảm sắc mặt thích ca biến đổi bất định một hồi cuối cùng mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh hắn cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng vốn tụ lại trên đầu hắn đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa trong lòng lập tức vô cùng khó chịu rốt cuộc ngươi là ai hắn hỏi lý nguyên lần nữa hắn cảm thấy rất hiếu kỳ với thân phận của lý nguyên đối phương thật sự là con người sao một con người tại sao lại có thể gì xét được suy nghĩ nội tâm của hắn thích ca cả cảm thấy sương mù trên người lý nguyên càng ngày càng nồng đầm lý nguyên lý nguyên người giết thần chúng thần nghe vậy đều đột nhiên biến sắc lên cơn giận dữ vô số thần linh ánh mắt nhìn lý nguyên một loại lạnh lẽo sắc bén như đao kiếm nếu như ánh mắt có thể giết người bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim lý nguyên đáng chết một vạn lần nhưng mà lý nguyên lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của chúng thần chút nào đột nhiên chỉ thấy thân hình của hắn từ từ bay lên khỏi mặt đất sau khi hắn bay tới không trung trên rác đấu trường chiếc thần đều ở dưới lòng bàn chân hắn thân hình hắn lúc này mới ngừng lại hắn nhìn chúng thần xung quanh thản nhiên nói ta không muốn lãng phí thời gian các ngươi ra tay một lượt đi đỡ nói ta bắt nạt các ngươi ầm uhm nghe thấy lý nguyên gọi chúng thần đồng loạt ra tay tất cả nhân loại lúc này lập tức bị lời nói ngông cuồng của lý nguyên làm kinh hãi đến nhất cả ra đầu thần kinh căng lên chuyện này còn khó tin hơn sao với nghe thấy chư thần muốn mặt sát nhân loại nghe thấy thích ca muốn lập lại trật tự thần đình trước đó hắn như này là bị điên rồi sao vậy mà lại mơ mộng hão huyền muốn một mình khiêu chiến tất cả các thần linh hắn tuyệt đối là thằng điên người bình thường ai dám tự đại như thế giống hắn chứ đây là tự đại ta cảm thấy đây là tự sát điên điên thế giới này điên rồi hắn cho là hắn là ai thế mà lại ngông cuồng khiêu chiến toàn bộ thần linh thứ cho ta kiến thức nông cạn một cá nhân đối chiến toàn bộ thần linh cái này có thể gọi là bắt nạt thần linh sao chúng thần lấy lại tinh thần càng giận không thể nuốt tên nhân loại này quá ngông cuồng ta nhất định phải cho hắn một bài học đây rõ ràng là đang xem thường thần linh tội không thể tha thứ kẻ xúc phạm thần đáng chết giết hắn giết hắn cho hắn biết sự lợi hại của thần linh mấy kiri go di nhi cũng đều há to miệng ai nấy đều như bị đinh ghim nhìn lý nguyên con người đều to lên hai lần vốn các nàng cho rằng chấn động trải qua hôm nay đã đủ nhiều không nghĩ rằng lại còn có thêm chuyện càng chấn động ở sau bằng bằng kinh hãi đến ngừng thở tuy nàng biết lý nguyên lợi hại thực lực rất mạnh nhưng sau khi nghe thấy lý nguyên muốn khiêu chiến toàn bộ thần linh nàng vẫn cảm thấy lý nguyên bị điên dù sao chỉ cần là người bình thường thì đều hiểu cho dù một người có lợi hại đến đâu thì làm sao có thể đồng thời chiến thắng nhiều thần linh như vậy hài sao lý nguyên lại không khôn ngoan thế chứ lý nguyên thấy các vị thần chỉ kêu gào nhưng không ra tay không khỏi hơi nhíu mày nếu trong nửa phút các người không ra tay thì ta sẽ ra tay đến lúc đó đừng trách ta không cho các người cơ hội âm um, thấy lý nguyên coi thường như thế con trai của zeus thần chiến tranh ares cũng không nhịn được nữa chết đi chỉ thấy hắn phát ra tiếng gầm giận dữ cây giáo trong tay hắn lập tức hóa thành một đường kim quang xẹt qua hư không đâm thẳng về phía ngược lý nguyên chẳng qua ngay tại thời điểm cây giáo sắp đâm vào lý nguyên chỉ thấy lý nguyên từ từ nâng một ngón tay lên đầu ngón tay vừa đúng chạm lên mũi ngọn giáo cây giáo thế mà lập tức mềm như đậu hũ tán loạn thành nhiều mảnh vỡ mà đầu ngón tay lý nguyên thế mà không chút tổn hại hít chúng thần trông thấy kết quả này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh trước đó bọn họ thấy lý nguyên không tránh thời điểm hắn dùng ngón tay đỡ ngọn giáo chiến tranh chiến tranh của eris bọn họ đều cảm thấy lý nguyên bị điên cơ thể và linh hồn lý nguyên chắc chắn sẽ bị ngọn giáo chiến tranh xiên cho máu thịt be bé bét dù sao cho dù là các vị thần của chúng thần như zeus odin cũng không thể dùng thân thể máu thịt ngăn chặn thần khí của eris phóng ra kia mà chớ nói chi là một nhân loại nhưng mà làm thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến Lý Nguyên không có bị xiên thành máu thịt be bé bét, ngược lại thần khí không chỉ có thể phá vỡ ngọn giáo chiến tranh, thế mà lại biến thành mảnh vỡ. Tại sao lại có thể như vậy? Ngón tay của người này cứng cỡ nào mới có thể phá hủy thần khí? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Đây là con người sao? Chúng thần kinh ngạc, nhân loại cũng kinh ngạc, còn tràn ngập vui mừng khôn xiết. Thì ra Lý Nguyên mạnh như vậy, dùng một ngón tay mà lại phá hủy được thần khí. Lý Nguyên quá mạnh, châu bò, cảnh tượng này nói ngắn gọn chính là danh họa thế giới, nhân loại chúng ta được cứu rồi. A, à, băng băng chặt nắm đấm trong lòng hưng phấn kêu to trong mắt lóe lên tia sáng kính động lý nguyên thể hiện ra thực lực mạnh mẽ khiến trái tim vẫn luôn treo cao của nàng cuối cùng cũng hạ xuống lý nguyên không phải là trông thì ngon mà không dùng được hắn thật sự rất mạnh go di nhi và các vakiri ở một bên trên mặt vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn sức mạnh của lý nguyên hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng chẳng qua như vậy tức là nhân loại có lợi nếu như hắn không ngông cuồng muốn khiêu chiến toàn bộ các vị thần mà là đàng hoàng tiến hành quyết đấu một một với các vị thần như vậy nhân loại liền có thể thắng được một trận quyết đấu nhưng hiện tại kết quả như thế nào thật sự không thể nói được ai trong lòng di nhi có chất tức nối nghĩ ánh mắt thần sắc đẹp aoda nhìn lý nguyên tràn chứa si mê không thể từ mình kiềm chế không nghĩ đến nam nhân này chẳng những tướng mạo hoàn mỹ không có khuyết điểm cả thực lực càng mạnh mẽ vô cùng như vậy chỉ có nam nhân mạnh mẽ như vậy mới xứng với người quá đỗi hoàn mỹ như nàng càng yêu hơn các người chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi đó thôi sao lý nguyên chép hai tay sau lưng bình tĩnh tự nhiên nói có thủ đoạn gì liền cùng nhau thi triển ra đi miễn cho sau khi ta động thủ các ngươi liền không có cơ hội ra tay bọn thần linh này thần thật sự quá yếu hắn đương nhiên muốn cho những thần linh này một cơ hội xuất thủ bằng không thì cũng bắt nạt thần quá rồi nếu hắn đã ngông cuồng như vậy thì mọi người cũng không cần kiêng rè có chiêu thức gì đều xuất ra đi đừng để nhân loại coi thường zeus nói xong liền trực tiếp phát động công kích chỉ thấy một thanh trường thương vô cùng đen nhánh bay ra thì trong tay hắn dừng trên đỉnh đầu lý nguyên ngay sau đó mây gió đất trời thay đổi bầu trời bị mây đen bao phủ mặt đất lập tức xa vào bóng tối chỉ còn lại sấm sét kinh khủng tràn ngập toàn bộ vũ trụ vô số lực sấm sét còn lớn hơn so với ngân long sạt qua hư không quấn giết lý nguyên từ bốn phương tám hướng thế giới lập tức như rơi vào ngày tận thế trông thấy hiện tượng kinh thiên động địa trên bầu trời giác đấu trường những nhân loại xem trận chiến mới phát hiện lúc zeus quyết đấu với adam trước đó hắn căn bản không sử dụng toàn lực nếu như thời điểm zeus đối chiến với adam lại sử dụng công kích kinh khủng như vậy cũng không biết adam có thể tiếp được mấy chiêu trừ zeus phát động công kích ra odin cũng phát động công kích thần khí đỉnh cấp của hắn cung đã sớm xuyên phá dòng thời không hướng đến tim Lý Nguyên, còn có Loki, Thor, Apollo, Hades và vô số các thần linh, tại thời khắc này đều bắt đầu tấn công về phía Lý Nguyên. Bọn họ chặn đánh giết kẻ ngông cuồng mưu toan giết thần này, bọn họ muốn nói cho tất cả nhân loại, thần linh là sự tồn tại trí cao vĩnh viễn không thể khinh nhờn, chỉ có điều, trong số Aodai và rất nhiều nữ thần vẫn không động thủ với Lý Nguyên, ngược lại ánh mắt nhìn Lý Nguyên còn tràn ngập lo lắng, thậm chí có một vài nữ thần còn hai tay nâng lên trước ngực, âm thầm cầu nguyện cho Lý Nguyên hy vọng nam nhân phương đông thần bí và hoàn mỹ này sẽ không gặp chuyện xấu vô số thần linh tụ tập các loại công kích giống như hồng thủy diệt thế che phủ không gian mọi nơi năng lượng khủng bố nó phát tán ra gần như muốn toàn bộ vũ trụ đều nổ thành mảnh vụn tại thời khắc này thời gian ngừng trôi không gian xoắn lên cơn lốc bản nguyên thế giới bắt đầu trở nên không ổn định tất cả nhân loại thế giới thiền kính đột nhiên phát hiện nơi hư không nào đó trên thế giới của mình dường như có thêm vô số mặt trời phát ra ánh sáng chói lóa toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy dường như bị những ánh hào quang này vạch ra vô số vết nứt trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm sinh ra một nỗi sợ hãi, linh hồn cũng nhịn không được đang run rẩy, giống như là tận thế tiến đến, mọi người nín thở, hai mắt không chớp lấy một cái nhìn chăm chăm hình chiếu, nhìn vào bóng người cao cao trong hình ảnh kia, hắn có thể ngăn chặn công kích kinh khủng như thế sao? Chính xác hơn là, hắn có thể chạy thoát từ công kích kín không kẽ hở như thế sao? Ngăn, chắc chắn không ngăn được, không có ai cũng không có vị thần nào đủ năng lực ngăn chặn nhiều công kích như vậy, nhưng mà, đám người phát hiện, Lý Nguyên thế mà không nghĩ đến việc chạy trốn như mọi người, hắn đứng nguyên tại chỗ, hơn nữa nét mặt của hắn cũng không lộ ra bất kỳ vẻ kinh hoàng lúng túng nào vẫn bình tĩnh thong dong như cũ hắn đây là muốn làm gì hiện tại còn không mau chạy chẳng lẽ hắn muốn đón đỡ những đòn công kích này hay sao hắn điên rồi sao bùm thời điểm mọi người ở đây âm thầm lo nghĩ không thôi đột nhiên nghe thấy một tiếng búng tay lanh lảnh vang lên ngay sau đó hình ảnh trong hình chiếu đột nhiên ngừng lại sấm sét cùng bạo tàn phá bừa bãi bị dừng lại trên bầu trời cung ni của odin cán giáo giấu trong dòng sông thời không mà mũi giáo đã bay ra từ dòng sông thời không cũng sắp đâm chúng sau lưng lý nguyên xong lúc này cung ni lại giống như bị đứng hình còn có liệt diễm đầy trời hàn băng óng ánh mục nát chi khí màu cam lẫy liềm tử thần thu gặt linh hồn sóng công kích tinh thần vô hình vô thực bất kể là thần khí hay là ma pháp hoặc là nguyền rủa quỷ dị lúc này đều bị cấm bất động giống như thời gian bị ngưng động thực ra lúc này cũng đúng là thời gian đã bị ngưng động chẳng qua chỉ là thời gian trên bầu trời giác đấu trường chúng thần odin zeus loki apollo aodai vân vân không hề bị thời gian cố định chỉ có điều vẻ mặt của bọn họ giống như đã bị cố định từng người ngây ngốc nhìn về phía trước hoàn toàn không thể tin được những gì trước mắt phải biết rằng cho dù là phụ vương của zeus hỗn độn thần vương đời thứ hai được coi như là thần thời gian cờ jonas trời sinh đã nắm giữ sức mạnh thời gian nhưng cờ jonas lại không thể khống chế sức mạnh thời gian công kích nhiều thần linh khiến họ đứng hình toàn bộ như vậy nam từ đông phương này thật sự là người sao sao người có thể nắm giữ lực lượng của thần tách bỗng nhiên tất cả thần linh tất cả nhân loại lại nghe thấy một tiếng búng tay truyền vào tai ngay sau đó chỉ thấy thần lực thần khí ma pháp nguyên rùa xung quanh lý nguyên bất thình lình tan vỡ toàn bộ hóa thành một luồng khói đen tiêu tán trên hư không rất nhanh bầu trời cả giác đấu trường giống như là bị rửa qua một lần trở nên sạch sẽ vô cùng ma pháp công kích pháp khí tế ra của chúng thần tất cả đều biến mất không thấy tung tích giống như trước giờ chưa từng xuất hiện một màn này làm cho chúng thần vốn khiếp sợ không thôi trở nên càng thêm chết lặng người tê dại ra đầu trên người nổi lên một thân da gà vẻ mặt của bọn họ giống như ngây ngốc trong đầu trống rỗng chỉ trong nháy mắt vậy mà đã phá hủy nhiều thần khí như vậy chuyện này cho dù là tận mắt nhìn thấy nhưng chúng thần vẫn không dám tin vào hai mắt mình hoài nghi bản thân có phải xuất hiện ảo giác không chuyện này rốt cuộc phải có thực lực cỡ nào mới có thể làm được cho dù là gai a sơ thần sáng tạo vũ trụ thần lực vượt xa chúng thần cũng không có thực lực này đâu nhân loại tên lý nguyên này rốt cuộc từ đâu chui ra sao hắn lại mạnh như vậy chẳng những chúng thần dại ra mỗi nhân loại lúc này cũng bị sự nhẹ nhàng bâng quơ thực lực không gì sánh nổi lý nguyên bày ra thuyết phục thật sâu, thì ra lý nguyên muốn khiêu chiến tất cả thần linh, không phải là hắn điên rồi, mà là hắn thật sự có thực lực này, thì ra lý nguyên không phải tự đại, mà là tự tin. trời ạ, à, trên đời này tại sao có thể có nhân loại cường đại như thế? ta cảm thấy lý nguyên mới nên được xưng là thần nhỉ? giang giác cũng không biết qua bao lâu, các thần linh zeus, odin mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, lần nữa bẻ lại trước cảm bị chật khóc của mình. zeus nắm chặt agis trong tay, do dự có nên động thủ công kích lý nguyên không? không động thủ nên làm sao xuống sân nhưng động thủ agis có thể cũng bị lý nguyên phá hủy thành bành vụn hay không đám thần linh odin loki Ares tâm trạng lúc này cũng giống zeus tràn đầy mâu thuẫn lúc chúng thần đang trần trừ lý nguyên lên tiếng hai nếu các ngươi đã không dám động thủ vậy để ta động thủ chúng thần nghe vậy trong lòng kinh hãi nhanh chóng lấy ra 12 vạn phần cẩn thận để ứng đối công kích của lý nguyên lần này lý nguyên không hề búng ngón tay chỉ thấy hắn vươn tay nhẹ nhàng điểm về phía trước quỳ xuống theo lời hắn vừa dứt tất cả thần linh từng công kích lý nguyên lúc trước chợt cảm thấy trên người truyền đến một luồng lực lượng khủng bố vô song như đè ép thân thể của bọn họ xuống mặt đất rầm 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 trong nhất thời chỉ thấy vô số thần linh quỳ trên mặt đất Đều gối khiến đá cẩm thạch lấy thần lực vô hạn biến ảo ra trên rác đấu trường đều vỡ thành bột mịn hừ đám thần sáng thế đỉnh sai zeus odin loki hay vẫn thử liều mạng ổn định thần khu của mình không để cho mình quỳ xuống chỉ thấy thân thể của bọn họ từng người trở nên lớn hơn lúc trước gấp mấy trăm lần bắp thịt trên người cuồn cuộn lực lượng tràn đầy tính bùng nổ nhưng mà bất kể những thần linh này phản kháng thế nào cho dù cơ thể của bọn họ bởi vì dùng sức quá mức mà khiến cho mạch máu đứt thành từng khúc nhưng thân thể của bọn họ vẫn không ngừng bị đè xuống mặt đất cuối cùng tất cả thần linh hễ là người từng công kích lý nguyên tất cả đều quỳ trên mặt đất ngay cả đầu cũng không thể nâng lên không cách nào ngừng mặt nhìn lý nguyên lý nguyên và chúng thần quỳ lại nhất thời tạo thành một bức danh họa rung động thế giới đám thần linh zeus odin loki hay Shiva quỳ trên mặt đất hàm răng sắp bị mỗi người bọn họ cắn nát phẫn nộ và chấn động trong lòng những thần linh này đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim bọn họ làm sao cũng không thể tin được bản thân là thần của chúng thần có một ngày vậy mà lại bị ép quỳ xuống hơn nữa còn là quỳ xuống với một nhân loại vì sao lại như vậy làm sao hắn làm được cũng không nhìn thấy hắn thì pháp niệm chú mà tất cả nhân loại đều bị một màn chấn động này kinh động đến da đầu dạn nứt tâm thần tê dại thậm chí bọn họ nghi ngờ chính mình không xuất hiện ảo giác đấy chứ, nghi ngờ không phải là vì quá mức oán hận thần linh, mà hình ảnh của ý nghĩ trong lòng đã trở thành hiện thực, nhưng nếu không phải ảo giác, vì sao có thể có người có thể đồng thời làm cho nhiều thần linh cúi đầu quỳ lại như vậy, phải có được thần lực cỡ nào mới có thể làm được điều này? Lý Nguyên, thật sự là nhân loại sao? Nhân loại, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Các ngươi rốt cuộc là ai? Sao hắn lại có thực lực cường đại như thế? Di Nhi nhìn chằm chằm băng băng hỏi, âm thanh tràn đầy hoảng sợ, lúc trước, Lý Nguyên nói băng băng biết lai lịch của hắn. Hi vốn vẫn muốn hỏi băng băng lai lịch của Lý Nguyên, chỉ có điều, trong giác đấu trường xảy ra một vài biến hóa kinh thiên động địa, làm nàng không rảnh hỏi băng băng. Hiện tại, phước cuộc nàng không nhịn được nữa, hỏi thăm băng băng về lai lịch của Lý Nguyên. Băng băng nghe vậy, vẻ mặt không khỏi lỗ vẻ do dự, nàng không biết có nên nói ra tin tức Lý Nguyên không phải người thế giới này hay không. Mà lúc băng băng do dự, Odin quỳ dưới đất, đột nhiên hỏi Lý Nguyên, thực lực của ngươi rõ ràng thuộc về phạm chủ của thần linh, ngươi cần gì phải giúp đỡ nhân loại. Zeus cũng lên tiếng, nhân loại, lòng tham không đáy, phá hư thế giới, tàn sát sinh linh, thế giới không có nhân loại, sẽ trở nên càng thêm mỹ lệ, các hạ cần gì phải vì nhân loại đê hèn ra mặt. Hades nói với Lý Nguyên, ngươi vốn có thần lực trí cao vô thượng, nên trở thành thần của chúng thần mới, thống lĩnh thần giới. Đám thần linh Odin, Zeus, Loki, Thích Ca nghe vậy, sôi nổi động dung một hồi, lộ ra biểu cảm phức tạp, nhưng mà, tuy rằng trong lòng bọn họ hơi cảm thấy khó chịu, nhưng không mở miệng phản đối đề nghị của Hades, nếu không phải là đối thủ của Lý Nguyên, vậy thì kéo Lý Nguyên vào trận doanh thần linh mà thực lực của lý nguyên cũng hoàn toàn xứng đáng với danh xưng thần của chúng thần lý nguyên lạnh nhạt nói trong thần linh cũng có thần lòng tham không đáy đê tiện gian xảo vậy phải mà sát hết tất cả thần linh à nhân loại cũng như vậy chúng thần không phản bác được thực lực người mạnh người nói đúng loki lên tiếng hỏi lý nguyên vì sao các hạ có thực lực mạnh như vậy người là hỗn độn thần vương tồn tại từ viễn cổ sao tất cả thần linh tất cả nhân loại cũng đều tò mò nhìn lý nguyên muốn biết lai lịch của lý nguyên lý nguyên bình tĩnh nói ta là nhân loại không phải hỗn độn thần vương gì hết không thể nào zeus nghe vậy căn bản không tin hắn nghi hoặc nói nhân loại bất kể là bắp thịt gân mạch hoặc là gân cốt đều không hoàn mỹ không cách nào kế thừa thần lực làm sao có thể cường đại như vậy chuyện này không hợp logic lý nguyên hờ hứng nói không có gì không thể chỉ cần có phương pháp tu luyện pháp tắc hoàn chỉnh cho dù là một con kiến nhỏ yếu cũng có thể thí thần đồ phật phương pháp tu luyện pháp tắc bất kể là thần linh quỳ dưới đất hay là thần linh không quỳ xuống tất cả thần linh Đồng loạt kinh hãi trợn lớn hai mắt, tâm thần kích động đến mức thân thể đều không chịu khống chế run rẩy, Aodai Hoa Dung thất sắc hét lớn, pháp tắc cũng có thể tu luyện sao? Pháp tắc không phải chỉ có một số ít thần linh mới có thể từ trong huyết mạch thức tỉnh sao? Đúng vậy, chỉ biết thân xác có thể tu luyện, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, pháp tắc lại cũng có thể tu luyện, vẻ mặt Bì Sa Môn Thiên tràn đầy chấn động, pháp tắc là bản nguyên chi lực của vũ trụ hợp thành, thần linh cũng chỉ có thể mượn loại lực lượng này, làm sao còn có thể tu luyện? mi o thần cảm thấy thế giới quan của mình đều bị lật đổ các hạ người thực sự sở hữu phương pháp tu luyện pháp tắc sao amateza suzaimi o thần vẻ mặt nóng rực nhìn lý nguyên hỏi lý nguyên không nói gì chỉ thấy hắn vươn ra một ngón tay bên ngoài trên đầu ngón tay tức khắc tản ra đủ loại hoa quang sáng hạn những hoa quang này chính là dị tượng ba ngàn pháp tắc trên đầu ngón tay lý nguyên xoay tròn sinh ra nhìn pháp tắc thời gian pháp tắc không gian pháp tắc sinh mệnh pháp tắc luân hồi pháp tắc lôi đình trên đầu ngón tay lý nguyên chảy ra lại một bộ thế giới danh họa sinh ra tất cả thần linh không khỏi có vẻ mặt mê say cuồng nhiệt tràn đầy cúng bái bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra lại có người có thể khống chế tất cả pháp tắc trong vũ trụ trên đầu ngón tay giống như đặt toàn bộ vũ trụ thiền kính trên đầu ngón tay đây phạm chủ năng lực hoàn toàn vượt khỏi thần linh đây rốt cuộc cần thần lực thế nào mới có thể làm ra mức độ chấn động này trách không được lý nguyên chỉ cần một cái búng tay là có thể làm tan giã tất cả công kích của chúng thần là có thể làm cho chúng thần cúi đầu quỳ xuống chính mình thua không oan chút nào tuy rằng lý nguyên không trả lời vấn đề của amateza suzami o thần nhưng chỉ dựa vào 3.000 pháp tắc chuyển động trên đầu ngón tay lý nguyên chúng thần thức khắc hiểu ra một chuyện đó chính là lý nguyên thật sự có thể tu luyện pháp tắc nếu không có cách nào tu luyện chỉ dựa vào thức tỉnh làm sao cũng không thể thức tỉnh pháp tắc như vậy boom thân thể thất tha của amateza suzaimi o thần bỗng nhiên phủ phục quỷ xuống trên mặt đất vừa rồi nàng không hề công kích lý nguyên cho nên vốn là đứng như aodai hai tay nàng đặt trên mặt đất chán chạm vào trên mu bàn tay của mình tỏ vẻ đặc biệt hèn mọn nàng dùng giọng nói vô cùng thành tín nói với lý nguyên lý nguyên đại nhân thiếp thân nguyện ý đi theo đại nhân hầu hạ bên cạnh đại nhân học tập phương pháp tu luyện với đại nhân mong rằng đại nhân nhất định phải thành toàn kính nhờ thái độ hèn mọn giọng điệu thành khẩn cùng thái độ cư xử với cường giả của xuất vân quốc do amateza suzami o sáng tạo hoàn toàn tương xứng rất nhiều thần linh xung quanh thế thế cũng đều có vẻ tâm động chỉ có điều những thần linh này lại không làm được như amateza suzami o thần có thể không mình như thế người còn chưa có tư cách làm người hầu của ta Lý Nguyên mặt không biểu cảm lắc đầu nói với Amateza Suzaimi thần, không hề vì khuôn mặt quyến rũ của Amateza Suzaimi mà lộ ra bất kỳ vật mềm lòng nào. Dù sao, Amateza Suzaimi đừng nói so với thực dược, dương hòe, cho dù chỉ so với thường Nga, Amateza Suzaimi cũng kém hơn rất nhiều. Lại thêm tính cách cá mặn của Lý Nguyên, vì vậy làm sao hắn có thể để Amateza Suzaimi đi theo bên cạnh. Amateza Suzaimi thấy Lý Nguyên lạnh lùng từ chối thỉnh cầu của nàng, biểu cảm không khỏi căng thẳng, nàng nằm sấp trên mặt đất thái độ càng thêm thành khẩn nói. tuy thiếp thân biết thân phận mình hèn mọn, nhưng thiếp thân sẽ cố gắng hầu hạ đại nhân. còn xin đại nhân có thể cho thiếp thân một cái cơ hội. thế giới thiền kính, người xuất vân quốc nhìn thấy thái độ hèn mọn của Amateza mi o thần, trong lòng lộ ra ngũ vị tạp trần. tuy rằng trải qua sự kiện Ragnarok lần này, bọn họ đã không xem là tín ngưỡng thần linh nữa, nhưng dù sao Amateza mi o cũng là thần linh sáng thế sáng tạo xuất vân quốc. nhìn thần linh trí cao của đất nước mình đối với một nhân loại có tên đại càn quốc cầu xin muốn làm nô bộc cho đối phương trong lòng người xuất vân quốc vẫn cảm thấy vô cùng không dễ chịu tách lý nguyên không để ý tới amateza suzaimi o thần nữa chỉ thấy hắn lại búng tay một cái tức khắc chỉ thấy trong giác đấu trường xuất hiện mấy hư ảnh hư ảnh dần trở nên ngưng thực cuối cùng biến thành 12 nhân loại dáng dấp khác nhau thấy dung mạo của những người này tất cả thần linh tất cả nhân loại đều không khỏi trợn to mắt tỏ vẻ không thể nói được gì mấy Vakiri Go, Go. nhi càng là phấn khích nhảy cẫng lên thì ra những người này không ai khác đúng là sáu Vakiri và đám sáu người khiêu chiến nữ bố. Adam đại biểu nhân loại tham gia Ragnarok vốn dĩ linh hồn đã biến mất, Lý Nguyên đã phục sinh bọn họ. Những người này không phải linh hồn đều biến mất sao? Không thể trùng sinh, không thể luân hồi, làm sao còn có thể phục sinh? Minh Vương Hades chẳng nghĩ ra được, đây mới là thần linh, thần linh chân chính không gì không thể. Ánh mắt Amateza Suzaimi o cuồng nhiệt, nhưng trong lòng tràn đầy bi thương vô tận. Vì sao Lý Nguyên đại nhân không nguyện thu ta làm nô bộc chứ? Ta thật lòng nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh Lý Nguyên đại nhân mà vì sao ta không có cái phúc này so sánh với lý nguyên hắn mới là thần linh mà bọn ta mới là phàm nhân nhỉ trong lòng thích ca tràn đầy tuyệt vọng sâu đậm mấy nhân loại và mấy vakiri được phục sinh bọn họ trước tiên là tỏ vẻ cực kỳ nghi hoặc dù sao ký ức của bọn họ đều dừng lại trong nháy mắt khi tử vong không biết mình rõ ràng đã bị thần linh giết chết nhưng vì sao bây giờ còn sống thậm chí ngay cả vết thương trên người cũng không thấy đâu nữa chẳng lẽ chiến đấu vừa rồi là ảo giác ngay sau đó sau khi bọn họ nhìn thấy xung quanh giác đấu trường quỳ xuống vô số thần linh có vẻ đặc biệt khó bề tưởng tượng nghĩ không ra những thần linh cao cao tại thượng miệt thị chúng sinh này vì sao phải quỳ xuống ai có thể khiến đám thần linh cao ngạo này quỳ xuống sau đó bọn họ lại nhìn thấy lý nguyên đang lơ lửng trên không giác đấu trường hắn là ai vậy hắn là thần linh hay là nhân loại chẳng lẽ thần linh đang tiến hành quỳ lại hắn sao vì sao bọn ta lại được phục sinh gian ghi tỉ tỉ xe gin lây tỉ tỉ du tỉ tỉ thật sự là các người sao lúc các nhân loại và vakiri phục sinh âm thầm nghi hoặc thân phận của lý nguyên bọn họ bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của một nữ tử gào đứt hơi khản tiếng rạch nát bầu trời trên một chỗ khán đài mấy vakiri theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy go đối diện các nàng hưng phấn nhảy lên nhảy xuống vẫy tay gào thét thậm chí còn có thể thấy nước mắt kích động trên mặt go bên cạnh di nhi đám vakiri he cũng đều mang vẻ mặt kích động vẫy tay với các nàng gian thấy go nhanh chóng vẫy tay trả lời go là bọn ta lúc nói chuyện các nàng đã bay đến trên khán đài go lập tức nhào vào trong lòng gian ghi hu 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 thật tốt quá các người thực sự phục sinh rồi đây là chuyện thế nào vậy sau khi linh hồn bọn ta tiêu vong không phải là không thể trùng sinh cũng không thể luân hồi sao vì sao bây giờ lại phục sinh du nhịn xuống kích động vội vàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng với đám người di nhi di nhi nhanh chóng giải thích biến cố phát sinh trong giác đấu trường với các vakiri sau khi mấy vakiri gian ghi xe nghe chuyện lý nguyên một mình khiêu chiến tất cả thần linh còn làm cho tất cả thần linh quỳ trên mặt đất cảm giác ngơ ngác như đang nghe bình thư sau khi các nàng biết được các nàng và đám nhân loại liệu bố là lý nguyên búng tay một cái phục sinh tất cả đều rung động há hốc mồm thật lâu cũng không thể khép lại ánh mắt các nàng nhìn lý nguyên vừa khiếp sợ lại tràn đầy hiếu kỳ sâu đậm hắn là ai vậy sao hắn lại lợi hại như thế gian ghi lẩm bẩm tự nói gian ghi hắn thật đẹp trai tách đúng lúc này chúng thần chúng nhân loại lại nghe thấy một âm thanh búng tay truyền vào màng nhĩ ngay sau đó chỉ thấy trong cơ thể chúng thần đột nhiên từng người bay ra một đoàn huyền quang thần bí những huyền quang này thực ra đều là thần lực pháp tắc các thần linh riêng mình thức tỉnh chỉ thấy sau khi vô số thần lực pháp tắc từ trong cơ thể thần linh kéo ra ngoài đều bay tới trước mặt lý nguyên những thần lực pháp tắc này đan xen vào nhau cuối cùng tạo thành một quả cầu thủy tinh màu sắc sặc sỡ lơ lửng bên cạnh lý nguyên mà những thần linh kia thì dồn dập sắc mặt đại biến có vẻ kinh hoàng sắp chết thất hồn lạc phách bởi vì bọn họ phát hiện thần lực của mình thế mà biến mất chỉ để lại lực lượng của thân thể hắn vậy mà lấy đi thần lực của chúng ta những quả cầu sáng kia là thần lực của chúng ta hắn muốn làm gì hắn muốn trả thù thần linh chúng ta sao nhưng ta không công kích hắn vì sao hắn cũng lấy đi thần lực của ta các hạ đây là ý gì zeus hoảng sợ hỏi lý nguyên thần lực chính là căn bản của thần linh bọn họ mất đi thần lực bọn họ không phải trở nên giống với nhân loại ư tuy rằng lực lượng của thân thể vẫn còn nhưng bọn họ đối với những nhân loại cường đại kia đã hoàn toàn không có ưu thế zeus không tiếp nhận được kết quả này lý nguyên dừng dưng nói nếu làm chuyện sai đương nhiên phải bị trừng phạt không phải các ngươi muốn quyết đấu với nhân loại hả hiện tại các ngươi đã không có thần lực quyết đấu với nhân loại lúc này mới công bằng các thần linh từng người trở nên sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh nháy mắt chảy đầy trên trán từng người bọn họ có thể dự đoán được chính mình không có thần lực nhân loại sẽ đối đãi với bọn họ thế nào chẳng lẽ đây chính là ragnarok trong truyền thuyết sao ragnarok thì ra là như vậy thế giới thiền kính sau khi mọi người phát hiện lý nguyên búng tay một cái liền tước đoạt thần lực của các thần linh lại lần nữa bị thực lực sâu không lường được của lý nguyên làm cho chấn động mọi người đã không còn cách nào tưởng tượng được thực lực của lý nguyên rốt cuộc mạnh bao nhiêu nếu hắn dùng ra toàn lực công kích vậy sẽ là cảnh kinh khủng dường nào mà vô số nhân loại cường đại sau khi nghe được lời của lý nguyên ánh mắt nhìn thần linh không nhịn được tràn đầy nóng lòng muốn thử không phải muốn mà sát nhân loại à hiện tại thần linh các ngươi đã không có thần lực xem chúng ta ai mặt sát ai lữ bố nhìn tho toàn thân đều phát ra chiến ý dày đặc adam cắn một quả táo ánh mắt nhìn jesus lộ ra một tia hài hước lý nguyên lại không để ý đến vẻ mặt của mọi người hắn dùng ngón trỏ điểm về phía quả cầu thủy tinh gắn kết thành từ vô số thần lực trên rác đấu trường quả cầu thủy tinh tức khắc bay về phía khán đài vững vàng rơi vào trong tay băng 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 cầm quả cầu thủy tinh lập tức lúng ta lúng túng không rõ vì sao lý nguyên lại đưa quả cầu thủy tinh này cho nàng lý nguyên nói vật này cho ngươi bảo quản trong lúc bảo quản ngươi có thể mượn tất cả pháp tác chi lực trong quả cầu thủy tinh nói xong bóng dáng lý nguyên liền từ trên không giác đấu trường biến mất không thấy bóng dáng chuyện nơi này đã xong hắn chuẩn bị trở về hồng hoang ăn tối băng băng nghe lý nguyên để nàng bảo quản quả cầu thủy tinh còn nói nàng có thể mượn pháp tác chi lực trong cầu thủy tinh đều không biết làm sao điều đạt tâm trạng kích động trong lòng nàng chỉ thấy nàng ngẩn ngơ tại chỗ sắc mặt biến đổi bất đỉnh mà lời của Lý Nguyên không hề gạt mọi người. Vì vậy, các Valkyrie bên cạnh còn có chúng thần trong giác đấu trường cùng với nhân loại trong vũ trụ thiền kính. Tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ đến cực điểm nhìn băng băng, ánh mắt nóng bỏng đó, gần như muốn hòa tan băng băng. Nhân loại này là ai? Tại sao lại đứng trên khán đài thần giới? Quan hệ giữa nàng và Lý Nguyên ra sao? Bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim? Vì sao Lý Nguyên phải giao quả cầu thủy tinh ẩn chứa ma lực của chúng thần cho nàng bảo quản? Bây giờ, ngoài 13 Valkyrie vẫn có thần lực nhất định ra, tất cả thần linh khác trong vũ trụ thiền kính đều bị Lý Nguyên tức đoạt thần lực. Điều này mang ý nghĩa, thế giới thiền kính bây giờ chỉ có băng băng và 13 Valkyrie vẫn có lực lượng của thần linh, 14 người bọn họ thay thế nghị viện thần linh trước kia, chúa tể vận mệnh thế giới này. Mà băng băng có thể mượn tất cả pháp tác chi lực trong quả cầu thủy tinh, nói cách khác, thần lực của băng băng là cường đại nhất trong 14 người. Nàng cũng sẽ trở thành tồn tại thần của chúng thần giống như Zeus. 13 Vakiri rất nhanh hiểu được ý nghĩa của chuyện này, bọn họ nhìn nữ tử nhân loại đông phương này vẻ mặt tỏ ra vô cùng phức tạp lý nguyên đi đâu vậy go tò mò hỏi băng 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 nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần nàng trả lời hắn trở về nơi hắn tới go vậy nơi hắn tới là nơi nào băng băng một nơi người thường khó có thể đi đến go vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn băng băng nói ngươi có thể nói lời để bọn ta nghe hiểu không băng băng ặc à, hắn không phải người vũ trụ này go các vakiri tuy chuyện khiếp sợ hôm nay đã đủ nhiều nhưng sau khi bọn họ biết được lý nguyên vậy mà không phải người của vũ trụ này vẫn không tự chủ được há hốc mồm trận lớn hai mắt bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến lý nguyên lại không phải người của vũ trụ này chuyện này cũng quá bất ngờ cũng không biết qua bao lâu di nhi mới lấy lại tinh thần nàng ngạc nhiên kêu lên sao hắn lại không phải người vũ trụ này sáng dấp hắn rõ ràng giống với người đông phương mà hơn nữa nếu hắn không phải người vũ trụ chúng ta vậy sao hắn lại đến vũ trụ chúng ta còn giúp đỡ nhân loại ngăn cản mạt sát của thần linh băng băng trả lời là ta thỉnh cầu hắn đến giúp đỡ nhân loại ngươi thỉnh cầu người làm sao thỉnh cầu được người của vũ trụ khác gian ghi càng thêm bất ngờ nếu như băng băng là thần linh nàng cũng hiểu được một xíu nhưng băng băng chỉ là một nhân loại không hề có thần lực làm sao để chuyện với người vũ trụ vượt ngoại được băng băng sắp xếp lại ngôn ngữ ta có một năng lực có thể trò chuyện với người vũ trụ khác lúc trước ta thấy nhân loại sắp thua trận đấu cho nên mới thỉnh cầu lý nguyên đến đây hỗ trợ hắn cũng sảng khoái đồng ý tuy nàng nói thật song lại giấu đi tin tức về nhóm trò chuyện vạn giới sau khi các vaki biết lai lịch của lý nguyên đều không biết nên có vẻ mà gì mới tốt chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới ngoài vũ trụ thiền kính chúng ta ra thế mà còn thật sự tồn tại vũ trụ khác di nhi vẻ mặt cảm khái nói nhân loại vũ trụ khác đều cường đại như lý nguyên sao gian ghi lầm bầm lầu bầu suy đoán nếu lý nguyên là người vũ trụ khác cũng không biết sau này còn có thể gặp hắn không go thì lại tỏ ra có chút thất lạc băng băng nghe vậy trong lòng cũng không khỏi hơi thất lạc tuy rằng nàng có nhóm trò chuyện vạn giới nhưng sợ rằng sau này rất khó có cơ hội gặp mặt lý nguyên suy nghĩ một hồi nàng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cảm ơn ngươi tinh rất nhanh nàng nhận được một tin nhắn trả lời lý nguyên trưởng nhóm ăn cơm băng băng thấy mim này tức khắc lộ ra nụ cười sáng lạn tuy lý nguyên biến mất rất đột ngột nhưng mà truyền thuyết liên quan tới lý nguyên lại theo tán dương của nhân loại một đời lại một đời vĩnh viễn lưu truyền trong thế giới thiền kính này đến cuối cùng lý nguyên lại được tán dương thành chúa cứu thế của thế giới thiền kính cha nhanh như vậy đã xử lý xong tiểu tê tử thấy cha tử hư không đi ra không khỏi kinh ngạc hỏi phải biết rằng nàng mới ăn một miếng cá nướng mà thôi lý nguyên thủng thỉnh ngồi trước bàn ăn cầm đũa lên giải thích ta điều chỉnh chênh lệch thời gian của thế giới kia và hồng hoang tiểu tây tử bừng tỉnh gật đầu nàng ăn một miếng trứng cá thuận miệng hỏi thế giới đó xảy ra chuyện gì lý nguyên một đám thần rảnh hơi muốn mạt sát toàn bộ nhân loại ta biến đám thần đó thành người hết tiểu tây tử cha cây thật lý nguyên nhún vai giang lan một nữ tử bình thường rất không bình thường sống ở thế giới tương tự cửu thúc thế giới nàng đang ở là lúc nền văn minh phong kiến sắp suy tàn nền văn minh khoa học kỹ thuật sắp nổi lên đồng thời thế giới của nàng vẫn tồn tại cương thi quỷ quái yêu ma sơn tinh chỉ có điều tuy thực lực của những cương thi quỷ quái này mạnh hơn người bình thường nhưng không mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến quân đội cho nên tuy có ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn nguyên do giang lan cảm thấy bản thân không bình thường là bởi vì nàng giữ lại rõ ràng ký ức mấy đời trước mà nguyên do nàng nói mình bình thường là bởi vì tuy rằng nàng giữ lại ký ức mấy đời trước nhưng nàng cũng không có siêu năng lực đặc biệt gì. Giang Lan cảm thấy, vận mệnh mấy đời trước của nàng đều vô cùng bi thương. Ví dụ như, đời thứ nhất nàng còn nhớ, lúc nàng 12 tuổi, thôn xóm chỗ nàng bị một đám thổ phỉ đánh phá, nàng trực tiếp bị thổ phỉ chém mất nửa bên đầu, chết. Đời thứ hai, lúc nàng 10 tuổi, bị bọn buôn người bán đến thanh lâu, nàng thề sống thề chết không theo, kết quả bị tú bà dùng kim đâm, dùng roi ra đánh đập tàn nhẫn, sau đó nàng đã bị đánh chết như thế. Đời thứ ba, lúc nàng 8 tuổi, đang chơi đùa trên đường, kết quả bị một con mã phỉ của thiếu gia nhà giàu phóng ngựa trên đường dẫm chết. Đời thứ tư, nàng 7 tuổi, buổi tối ngủ trong nhà, kết quả xảy ra động đất, phòng sập, nàng cứ như vậy bị đè chết. Hiện tại, Giang Lan đang ở đời thứ 9, vạn hạnh, đời này nàng rốt cuộc thành công sống đến 16 tuổi. Vào ngày tròn 16 tuổi, mẫu thân dẫn nàng vào trong thành, chuẩn bị mua vài thước vải Tây Dương làm y phục cho Giang Lan. Kết quả, nàng vào trong thành, lại gặp phải một chiếc xe Tây Dương chạy dầu mất khống chế. Xe vốn lao về phía mẫu thân nàng, nhưng nàng vì đẩy mẫu thân ra, kết quả nàng đã bị xe tây dương đụng phải thân thể đơn bà của nàng trực tiếp bị xe tây dương đâm bay lên tường cột sống đều bị đụng gãy chết đến mức không thể chết thêm sau khi ý thức giang lan tỉnh lại lần nữa nàng phát hiện một chuyện bi thương đời này nàng thế mà biến thành một mèo rừng bây giờ ta ngay cả người cũng không thể làm sao giang lan không nghĩ ra sao mình lại xui xẻo như vậy vì sao mỗi đời đều không thể sống đến khi chết già trên đời này còn có người nào xui xẻo hơn nàng không biến thành mèo còn chưa tính giang lan phát hiện thế giới này rất có điểm lạ thường dãy núi xung quanh sừng sững không ngớt một nửa đều giấu trong tầng mây rất nhiều cây cối trong rừng hơn 10 người trưởng thành cũng không thể ôm hết còn rất nhiều hồ báo xài lang hình thể lớn hơn mãnh thú bình thường mười mấy lần mấu chốt là có một vài con hồ báo xài lang còn có thể phun ra hỏa diễm canh phong độc vật thậm chí giang lan còn thấy có một con hổ tuy rằng cả người có phần hổ lại mang thân thể người còn đứng thẳng đi lại như người giang lan lập tức bị dọa đến tê liệt nàng ngờ vực đây thực sự vẫn là thế giới cũ của nàng sao lúc giang lan cảm thấy chính mình ở trong rừng rậm kỳ quái này chắc chắn sống không quá hai ngày nàng lại kích hoạt được một đồ vật kỳ lạ mang tên hệ thống hệ thống này trực tiếp xuất hiện trong đầu nàng nàng không cần mở miệng là có thể trực tiếp giao lưu với hệ thống trải qua một phen lần mò giang lan cũng đại khái hiểu được năng lực của hệ thống nàng có thể thông qua khích phát một vài chuyện đặc biệt từ đó thu hoạch được điểm thuộc tính thông qua điểm thuộc tính nàng có thể tăng cường lực lượng phòng ngự nhanh nhẹn tinh thần linh lực của mình mà bắt chuột hái quả dại tránh né xã thú tìm kiếm hang động những việc này đều tính là kích phát phần thưởng hệ thống sẽ nhận được phần thưởng điểm thuộc tính vì vậy không lâu sau giang lan đã tích góp được mấy ngàn điểm điểm thuộc tính tự do giang lan trải qua mấy đời chết thảm cho ra một kinh nghiệm đó chính là nguyên do mấy đời trước nàng chết thảm là bởi vì phòng ngự của nàng không mạnh nếu như phòng ngự của nàng đủ mạnh nàng cũng sẽ không bị sai đụng chết sẽ không bị già nhà đập chết sẽ không bị tú bà đánh chết sẽ không bị thổ phỉ chém đứt đầu cũng sẽ không chịu đựng đủ loại đau đớn không thuộc về mình do đó để tránh bi kịch lần nữa phát sinh vì không chết vì không để thân thể bị thương mà chịu đựng đau đớn không chút giao dự nào giang lan thêm tất cả điểm thuộc tính của mình lên trên phòng ngự của nàng thân thể của nàng bây giờ điểm phòng ngự cơ sở của mèo con vốn là một sau khi thêm mấy ngàn điểm phòng ngự cơ sở phòng ngự của giang lan lập tức gia tăng mấy ngàn lần có một lần nàng trèo lên cây hái quả dại kết quả bị một con độc xà to bằng cánh tay tập kích vốn dĩ giang lan sợ muốn chết cảm giác mình nhất định phải bệnh tăng bụng rắn kết quả độc xà chẳng những ngay cả da mèo của nàng đều không cắn rách ngược lại hàm răng độc xà còn bị vỡ nát giang lan vì kinh hoàng rơi xuống trên mặt đất độc xà cũng theo nàng cùng rơi xuống đất kết quả độc xà lại bị nàng đè chết nhăn răn điều này làm cho giang lan vui mừng khôn xiết cũng càng thêm kiên định quyết tâm phải thêm tất cả điểm thuộc tính lên phòng ngự bởi vì nàng quá sợ chết cũng quá sợ đau vì vậy giang lan chậm rãi thích ứng với cuộc sống bây giờ chỉ cần nàng đạt được điểm thuộc tính thì đều thêm hết lên phòng ngự của mình thỉnh thoảng nàng còn có thể nhận được công pháp thần thông pháp bảo do hệ thống khen thưởng nàng cũng chọn hết vào phương diện phòng ngự cứ như vậy cũng không biết đã qua bao nhiêu năm hình thể của giang lan tuy rằng không có gì thay đổi song điểm thuộc tính phòng ngự của nàng thì đã thêm lên đến một tỷ điểm khủng khiếp đồng thời nàng còn nhận được các phần thưởng thần thông như kim cương bất hoại thân miễn dịch pháp thuật thuộc tính hỏa miễn dịch pháp thuật thuộc tính thủy miễn dịch pháp thuật thuộc tính kim bắn ngược công kích tinh thần vân vân hơn nữa đều là thần thông loại phòng ngự nơi tên là không đồng sơn mạch này gần như đã không có một con yêu thú nào có thể công phá phòng ngự của Giang Lan. Phải nói, không có một con yêu thú nào có thể tổn hại đến một cọng lông mèo của Giang Lan. Hệ con nào coi nàng thành điểm tâm, đều bị nàng làm thành thức ăn. Đồng thời, thông qua lý giải, Giang Lan rốt cuộc cũng biết tên thế giới này. Thì ra, nàng thực sự không ở thế giới cũ, nàng đã tới một thế giới tên là Hồng Hoang. Thế giới này có vô số yêu ma quỷ quái, tu sĩ dị nhân, cũng có thần tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết trong thế giới cũ của nàng như nữ oa, hậu thổ, ngọc đế, thái thượng lão quân. Tục truyền thần tiên cường đại có thể phi thiên độn địa rời núi lấp biển hủy diệt tinh thần sự phát hiện này đồng thời làm giang lan khiếp sợ cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn thêm tất cả điểm thuộc tính lên phòng ngự của nàng dù sao thế giới này nguy hiểm như vậy phòng ngự không đủ sao được nàng cũng không muốn chết thêm lần nữa tử vong thật sự quá đau đớn tuy giang lan rất tò mò về thế giới bên ngoài nhưng mà nàng lại kiềm chế sự tò mò của mình vẫn nán lại trong sơn mạch này lặng lẽ tích lũy điểm thuộc tính tiếp tục tăng cường phòng ngự của nàng lại không biết qua bao lâu Điểm phòng ngự của Giang Lan đã tăng lên đến 10 tỷ, thần thông phòng ngự nàng nhận được cũng không dưới 100 loại, chẳng những phòng ngự thể xác cường hạn đến không biên giới, ngay cả phòng ngự pháp thuật, phòng ngự tinh thần, phòng ngự bắn ngược, vân vân, rất nhiều đều đạt tới điểm tối đa, cho tới bây giờ, Giang Lan cũng không biết phòng ngự của nàng rút của cường đại bao nhiêu, hôm nay, Giang Lan ra ngoài tìm linh quả tiên chi, trong rừng rậm mênh mông này, có rất nhiều tiên quả linh thảo, những tên quả linh thảo này đều là thức ăn chủ yếu của Giang Lan, tuy Giang Lan cũng thích ăn thịt nhưng nàng lại không thích ăn thịt sống máu tươi đầm đìa mà thân thể bây giờ của nàng lại không tiện nấu chín đồ ăn vì thế nàng không thể làm gì khác hơn là lấy tiên quả linh chi làm đồ ăn chính xung quanh rất nhiều linh quả đều có yêu thú cường đại chiếm giữ nếu như hái sẽ lọt vào công kích điên cuồng của những con yêu thú này chỉ là bây giờ những con yêu thú này đã hoàn toàn không uy hiếp được giang lan hôm nay vận khí của giang lan rất tốt vậy mà tìm được một cây bích lạc quả tiên thiên linh căn thu hoạch được 32 bích lạc quả quả tuy bích là quả chỉ là tiên thiên linh quả hạ phẩm nhất song quả này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đã là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý có thể nhanh chóng khôi phục khí huyết tu sĩ tiêu hao mà lúc giang lan đang vui vẻ hái bích là quả một ngọn núi cao ngàn trượng gần đó bỗng nhiên xảy ra đất rung núi chuyển, cự thạch trên núi lan xuống cây cối bị nhổ tận gốc bùn đất vẩy đầy trời khủng bố như đang xảy ra đất đá trôi ngay sau đó một giải lụa màu đỏ dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng cuốn tới giang lan giang lan còn chưa kịp phản ứng nàng đã bị giải lụa đỏ này cuốn lấy thân thể sau đó giải lụa kéo nàng nhanh chóng bay ngược về giải lụa dính nhớp ẩm ướt còn có một chút nhiệt độ dịch thể không biết tên dính trên da gia lông giang lan khiến giang lan buồn nôn thân hình của nàng theo cấp tốc bay về phía một ngọn núi bên cạnh lôi kéo của giải lụa đỏ giang lan bay trên bầu trời lúc này mới nhìn rõ bên cạnh ngọn núi cao ngàn trượng lại là một con quái vật to lớn bề ngoài giống con ếch lười chỉ là lúc trước con quái vật này không hề nhúc nhích trên người lại mọc đầy hoa cỏ cây cối giang lan căn bản không phát hiện được gì dị thường mà giải lụa đỏ cuốn lấy thân thể giang lan vậy mà là đầu lưỡi con ếch lười mà dính nhớp trên người giang lan cũng chính là nước miếng của con ếch lười Oẻ, giang lan phản ứng lại không khỏi buồn nôn sau đó nàng liền bị con ếch lười cuốn vào trong bụng thân thể của nàng bị một tầng dịch thể còn nóng hơn nham thạch còn ăn mòn hơn axit sulfuric bao phủ đây đúng là dịch vị của băng hỏa ma thiềm bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim có thể tiêu hóa huyền thiết cùng xích đồng đến không còn một mảnh nhưng mà dịch vị của băng hỏa dung thiềm ngoài làm cho Giang Lan cảm thấy buồn nôn gấp bội ra, đối với thân thể Giang Lan lại không hề có ảnh hưởng gì, ngay cả lông mèo cũng không bị ăn mòn một cọng, nhịn xuống buồn nôn trong lòng, Giang Lan bơi ra khỏi dịch vị, đi tới trên một khí quan màu đỏ, cũng không biết là gì, trong lòng lặng lẽ nghĩ cách ra ngoài, nàng chuẩn bị theo thực quản của băng hỏa ma thiềm, từ cổ họng ra ngoài, chỉ có điều, thân thể băng hỏa ma thiềm quá lớn, Giang Lan quanh đi quẩn lại đi hết một vòng, nàng thế mà lạc đường, Giang Lan hết cách, chỉ đành dùng bóng mèo cào lục phủ ngũ tạng của băng hỏa ma thiềm, dao giang lan lập tức cảm thấy một trận đất dùng núi chuyển, còn nghe thấy một tiếng gào giống đau khổ cơ thể nàng đều bị làm trong nghiêng ngả nhưng mà giang lan không hề bị thương nàng tiếp tục tóm lấy khí quan có thể cào ở xung quanh một trận ngào cào tuy điểm thuộc tính giang lan có được mấy năm nay đều cộng lên phòng ngự nhưng mà nâng cấp phòng ngự nhân tiện khiến cho sức mạnh của nàng được tăng lên công thêm mấy năm nay ăn vô số tiên tri linh quả tuy độ cứng miêu trảo của nàng còn lâu mới bằng phòng ngự của nàng nhưng cũng không phải yêu thú bình thường có thể so sánh rất nhanh trong người băng hỏa ma thiềm đã bị giang lan cào tới mức máu thịt mơ hồ băng hỏa ma thiềm càng đau tới mức cào giống liên tục lăn lộn dưới đất không ngừng dẫn tới một trận đất dùng núi chuyển đồng thời các khí quan trong người nó đột nhiên cháy lên hừng hực cơ thể của băng hỏa ma thiềm lập tức biến thành một lò luyện to lớn gần như có thể hòa tan cả sao trời nhưng mà giang lan đã có thể miễn dịch công kích của pháp thuật thuộc tính từ lâu rồi vì vậy liệt diễm xung quanh hoàn toàn không hề có ảnh hưởng gì đối với nàng ngược lại nàng tóm càng chắc hơn rồi nếu ngươi đã muốn ăn ta vậy ta cào bụng ngươi ra lỗ hư không biết cào bao lâu giang lan cảm nhận được động tác của băng hỏa ma thiềm càng ngày càng nhỏ tiếng kêu rên cũng càng ngày càng yếu đến cuối cùng băng hỏa ma thiềm đã hoàn toàn yên tĩnh lại liệt diễm vốn thiêu trời diệt đất đã dập tắt lục phủ ngũ tạng vốn lấp lóe đạo văn trở nên vô cùng ảm đạm mặc kệ giang lan mèo có thế nào băng hỏa ma thiềm đều không có phản ứng giang lan lập tức hiểu ra ma thiềm lần này chắc là bị nàng cào chết rồi đương nhiên có khi là bị đau chết trải qua một phen cố gắng cuối cùng giang lan đã cào rách được cơ thể của ma thiềm rút ra khỏi lưng của nó đúng lúc này Giang Lan lập tức nghe thấy hệ thống vang lên một tiếng nhắc nhở, tinh, ký chủ giết chết hung thú băng hỏa ma thiền kim tiên kỳ, thường 10 vạn điểm thuộc tính tự do, thường ký chủ thần thông miễn dịch pháp tắc thời gian, sơ cấp, thường ký chủ pháp tắc chuyển hóa, có thể chuyển hóa lực phòng ngự của ký chủ thành lực công kích độ mạnh ngang nhau, trong thời gian chuyển hóa, lực phòng ngự của ký chủ sẽ giảm thấp tương ứng, thấy phần thưởng của hệ thống, tâm trạng vốn bị dịch dạ dày của làm buồn nôn của Giang Lan cuối cùng đã vui vẻ chút, lần này phần thưởng của hệ thống phong phú quá rồi, nhất là pháp tắc chuyển hóa, cái này khiến nàng có được lực công kích rồi nàng không để ý thi thể của băng hòa ma thiềm nữa trở về vị trí của cây ăn bích lạc quả hái bích lạc quả trên cây xuống sau đó dùng móng vuốt mèo lông xù ôm lấy bích lạc quả hí hưởng trở về hang động của mình chỉ là nàng vừa trở về đến hang động của mình lại bất ngờ phát hiện cửa hang động bản thân cố ý ngụy trang giống như cái miệng bát đã bị nổ ra một cái động lớn nàng vội vàng chạy vào trong hang động chỉ thấy hang động bị một đám nam nữ trẻ tuổi chiếm cứ đám người này còn vui mừng phấn khởi kiểm kê các loại linh quả quỳnh tương tiên dược nàng sưu tầm ở trong hang động của nàng. Ha 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 ha, lần này tầm bảo thử đúng là lập công lớn rồi, không ngờ trong hang động không bắt mắt này lại giấu nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Một nam từ trẻ tuổi mặc đạo bào màu đen, trong lòng ôm một con chuột lông vàng, hắn vừa nhẹ nhàng vuốt đầu của con chuột lông vàng, vừa nhìn linh quả đầy đất, không kiềm chế được sự vui mừng, nói với đồng bọn. Một nữ tử áo xanh cầm bảo kiếm ở bên cạnh hớn hở ra mặt nói, đúng vậy, lần này đúng là phát tài rồi, chỉ cần chia những tiên quả linh dược này, lấy để luyện chế đan dược, thì chúng ta không cần phải buồn phiền vì đang dược khi khí đến thái ấp kim tiên rồi các ngươi đừng chỉ mải vui mừng mau chóng đến kiểm kê giúp đi trong hang động này tích dấu nhiều linh quả như vậy sợ là tu vi của chủ nhân của hang động không đơn giản chúng ta mau chóng dọn xong rồi rời khỏi nơi này sớm mới đúng một nam tử béo lùn đang cho linh quả vào trong túi chữ vật hơi lo lắng nói vương sư đệ không cần lo lắng một nam tử lỗ mãng ở bên cạnh an ủi nói sống trong loại hang động rách nát này động phủ còn bố trí trận pháp phòng ngự cho dù chủ nhân động phủ này có tu vi sợ rằng cũng rất có hạn khả năng lớn nhất là chủ nhân động phủ giống tầm bảo thử của lịch sư huynh có thể cảm nhận được bảo bối gần đây cho nên mới có nhiều linh quả như vậy hơn nữa lùi một vạn bước cho dù tu vi của hắn cao nhưng dám chọc vào đệ tử không động phái chúng ta không không động phái chúng ta là môn hạ của diền giáo đấy sau khi nghe thấy hai chữ diền giáo mấy nam nữ trong động lập tức trở nên vô cùng tự tin nhìn cảnh trước mắt này mặt mèo của giang lan lập tức bị tức tròn luôn rồi những linh quả này đều là lương thực nàng vất vả tích góp những năm này một đám thổ phỉ nàng lập tức không nhịn được chạy ra ngoài to tiếng hô lên với đám người xâm phạm này các người mau dừng tay những thứ này đều là của ta chỉ là tuy nàng đã sinh sống hơn nghìn năm ở thế giới này nhưng vì kỹ năng học lệch nghiêm trọng khiến cho đến bây giờ nàng vẫn chưa thể học nói tiếng người vì vậy tiếng nói phát ra toàn là tiếng mèo kêu mấy tu sĩ không động phái lịch giang sơn trương khuynh thành đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu không khỏi tò mò nhìn về phía tiếng kêu sau đó bọn họ đã thấy ngay một con mèo con ca người trắng như tuyết trong tay ôm một cặp trái cây vầng sáng tỏa khắp nơi đang giữ tợn nhìn bọn họ mấy người bỗng chốc đã bị đống bích lạc quả trong tay giang lan thu hút sự chú ý nữ tu duy nhất trương khuynh thành nhìn chằm chằm bích lạc quả vừa vui mừng vừa ngạc nhiên kêu lên trời ơi đó là tiên thiên linh căn bích lạc quả có thể gia tăng khí huyết củng cố nhục thân còn có thể luyện chế kim cương đan khiến thân xác trở thành thân thể kim cương bất hoại lại có nhiều như vậy vận may hôm nay của chúng ta thật sự tốt quá rồi khóe miệng lịch giang sơn nở nụ cười sán lạn những người này không để giang lan ở trong lòng bởi vì những năm này giang lan đều thêm hết toàn bộ điểm thuộc tính vào phòng ngự tu vi của nàng trung có vẻ vô cùng yếu ớt còn chưa đến cả địa tiên kỳ một con mèo con còn chưa đạt đến địa tiên kỳ tất nhiên đám người lịch giang sơn sẽ không để ở trong lòng dù sao trong bốn người bọn họ tu vi thấp nhất đều là thiên tiên trung kỳ còn tu vi của lịch giang sơn càng là đạt đến kim tiên sơ kỳ loại tổ hợp này sao có thể để giang lan ở trong lòng nam tử khôi ngô kỳ cửu thiên nói thì ra chủ nhân của hang động này lại là một con mèo trắng quả nhiên giống như ta suy đoán con mèo trắng này chắc chắn có năng lực giống tầm bảo thử chỉ là trên mặt hắn hiện ra hơi nghi ngờ chủng loại của con mèo trắng này rất bình thường nhỉ cũng không phải linh thú nổi tiếng không biết sao nó lại có năng lực tầm bảo đồng tử nam tử béo lùn vương huyền trung xoay chuyển nói với mấy đồng bọn ta muốn con mèo trắng này thu hoạch lần này ta có thể lấy ít một hơn một phần nghe vậy trương khuynh thành vội vàng nói ta cũng muốn con mèo trắng này kỳ cửu thiên lên tiếng ta còn chưa có linh thú đây hay là các ngươi nhường con mèo trắng này cho ta đi lịch giang sơn nói nếu mọi người đều muốn con mèo trắng này vậy đợi sau khi trở về chúng ta cạnh tranh giá với nhau người giá cao thì được người khác không được thì chia đều vật phẩm bán đấu giá. Được, ý kiến này không tồi, Giang Lan thấy đám người này không những không có ý muốn xin lỗi, vậy mà còn bắt đầu bàn bạc quyền sở hữu nàng, bỗng chốc khiến nàng tức tới mức lông trắng khắp người đều dựng cả lên. Đám người này vô sỉ quá rồi, lẽ nào các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Những thứ này đều là của ta, các ngươi mau rời khỏi đây cho ta. Giang Lan kêu meo 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 với mấy tu sĩ của không động phái, chỉ là mấy tu sĩ không hiểu tiếng mèo của Giang Lan, vậy mà còn không biết chạy, đúng là ngốc ngách. Khi cửu thiên nói móc một câu, đột nhiên chỉ thấy hắn bấm pháp quyết không hề báo trước lập tức một pháp thuật thuộc tính phong tạo thành lưới lớn nhanh chóng bao phủ về phía giang lan thấy vậy giang lan vội vàng tránh sang bên cạnh chỉ đáng tiếc tốc độ của nàng quá chậm hoàn toàn không tránh thoát được công kích của lưới lớn lưới lớn phong thúc trực tiếp bao phủ giang lan rồi nhanh chóng thu nhỏ ý đồ trói lấy giang lan thấy vậy sắc mặt kỳ cửu thiên không khỏi càng ung dung thực lực của con mèo trắng này yếu thật trương khuynh thành nói móc thế rồi lưới lớn phong thúc vừa tiếp xúc với cơ thể của giang lan lại đột nhiên biến mất rồi không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với Giang Lan. Đây tất nhiên là vì Giang Lan có thể miễn dịch công kích thuộc tính phong, chỉ là mấy người kỳ cửu thiên, Trương Khuynh Thành, Lịch Giang Sơn, Vương Nguyên Trung lại không không rõ lắm. Bọn họ thấy pháp tắc thuộc tính phong lại không có hiệu quả đối với Giang Lan, đều nhao nhao kinh ngạc tới há to miệng, trông vô cùng bất ngờ. Dù sao, tuy pháp thuật kỳ cửu thiên sử dụng không tính là cao cấp, nhưng tốt xấu gì cũng là một pháp thuật thiên tiên hậu kỳ đánh ra, đối phó một miêu yêu chưa thành tiên phải còn dư già mới đúng. Lịch Giang Sơn lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn mèo trắng không khỏi hiện ra vẻ thích thú hè còn mèo trắng này thú vị đấy dứt lời một tay hắn đột nhiên bấm đạo ấn một vuốt sắc khổng lồ lập tức hiện lên từ trên bầu trời sau đó nhanh chóng tóm về phía giang lan với khí thế sét đánh không kịp bịt tay giang lan lại lách người sang bên cạnh thế nhưng nàng lại không tránh được nháy mắt cơ thể của nàng đã bị vuốt sắc tóm lấy ngay sau đó vuốt sắc tan vỡ giang lan lại không hề bị tổn thương bịch thấy vậy mấy tu sĩ không động phái lại trố mắt biểu cảm rõ ràng càng chấn động hơn dù sao đây là công kích của đại năng kim tiên kỳ Miu yêu này cũng không có động tác khác, rốt cuộc nó đánh vỡ Liệt Thiên thảo kiểu gì? Miu yêu này có kỳ quái, Trương Khuynh Thành nhắc nhở mọi người, biểu cảm của nàng cuối cùng đã trở nên hơi trịnh trọng, đương nhiên chỉ là hơi, Lịch sang Sơn không thể tóm lấy Miu yêu trong một đòn, trên mặt hơi khó coi, chỉ thấy bàn tay hắn lật lại, lòng bàn tay của hắn lập tức xuất hiện một bảo kiếm sáng long lanh, bảo kiếm không có chuôi kiếm, chỉ có mũi kiếm, đây là một phi kiếm Lịch Giang Sơn tốn vô số năm tháng luyện chế, đó là một loại hậu thiên linh bảo trung phẩm, phi kiếm có thể dễ dàng phá vỡ hư không, cắt đứt tinh thần hơn nữa bảo kiếm này bình thường hắn dùng tinh huyết nuôi dưỡng sử dụng dễ dàng điều khiển tùy theo ý mình u uh. bảo kiếm phát ra chấn động mũi kiếm lập tức không thấy bóng dáng lịch sư huynh đừng làm tổn thương tính mạng của mưu yêu thấy lịch giang sơn triệu phi xương kiếm ra vương huyền trung vội vàng nhắc nhở ngay sau đó bảo kiếm đã xuất hiện phía sau giang lan không hề báo trước im hơi lặng tiếng chém về phía chân sau của giang lna giang lan hoàn toàn không nhận ra keng một tiếng kim loại va chạm vang lên trên người giang lan lóe qua một tia lửa thế nhưng giang lan còn chưa có phản ứng gì Lý Giang Sơn lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong miệng hắn còn phun ra một ngụm máu. Lịch sư huynh, ngươi sao vậy? Trương Khuynh Thành nôn nóng hỏi Lịch Giang Sơn, nhưng mà Lịch Giang Sơn không để ý Trương Khuynh Thành, hắn nhìn về phía vị trí của Giang Lan với vẻ mặt đau lòng. Hậu Thiên Linh bảo trung phẩm của Lịch Giang Sơn lại gãy thành hai đoạn ở cạnh chân của Giang Lan. Lúc này ánh sáng ảm đạm nam trên cỏ, ba người Vương Huyền Trung, Trương Khuynh Thành, Kỳ Cửu Thiên ở bên cạnh kinh ngạc tới mức sắp rơi cả tròng mắt xuống đất, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi làm thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới sự việc sẽ là kết quả này rút của cơ thể của mưu yêu này bền bỉ cỡ nào mới có thể khiến hậu thiên linh bảo công kích nàng bị vỡ thành hai đoạn nhưng không phải nói một con miêu yêu chưa tu luyện thành tiên à sao lại có bản lĩnh này cho dù là thái ất kim tiên đại la kim tiên đều không thể nào đụng một cái đã phá hủy hậu thiên linh bảo trung phẩm nhỉ đây thật sự chỉ là một tiểu yêu sao liệu có phải là yêu vương nào ngụy trang không lịch giang sơn lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn giang la lập tức tràn đầy phẫn nộ vô tận phải biết rằng phi xương kiếm này là pháp bảo bản mệnh hắn đã tốn thời gian mấy vạn năm tiêu tốn vô số tâm huyết mới thu thập đủ nguyên liệu luyện chế thành không ngờ lại bị phá hủy như vậy còn khiến hắn bị cắn trả không thể nào bỏ qua như vậy được nghiệt xúc hủy linh bảo của ta nạp mạng đi lịch giang sơn giận quát bóng dáng hắn trượt lóe chỉ thấy cơ thể hắn lập tức trở nên cao lớn mấy vạn trượng sau đó hắn nâng một chân khổng lồ lên dẫm về phía giang lan giang lan vốn đang tức giận đám người này phá hủy động phủ của nàng cướp đoạt linh quả của nàng còn mơ tưởng bắt nàng làm linh thú lúc này nàng thấy lịch giang sơn sử dụng pháp tướng thiên địa để công kích nàng bỗng nhiên nhớ ra thần thông nàng vừa có được pháp tắc chuyển hóa ầm 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 một trận long trời lở đất lập tức vang dội chư thiên vạn giới một trận chấn động kịch liệt đất dùng núi chuyển khiến cho ngôi sao trên trời đều run dày Các đá che khuất bầu trời bao phủ càn khôn toàn thế giới ba người vương huyền trung trương khuynh thành kỳ cửu thiên vừa không để ý trực tiếp ngã xuống đất đối mặt với đất đá mù trời cùng phong loạn vũ sóng xung kích dữ dội ở xung quanh mấy người trốn tránh tán loạn tuy bọn họ đã sử dụng thủ đoạn khắp người triệu ra huyền quang phòng ngự nhưng bản thân vẫn bị sóng xung kích mãnh liệt đả thương lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch ba hồn bảy vía trương khuynh thành hoàng sợ hét to sao thực lực của lịch sư huynh trở nên lợi hại như vậy kỳ cửu thiên chắc chắn là miêu yêu kia chọc điên lịch sư huynh rồi vương huyền trung lớn tiếng hô về phía bầu trời mù mịt cát đá lịch sư huynh ngươi mau thu thần thông lại đi bọn ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi qua được một lúc lâu đất bụi cát đá trên trời lúc này mới biến mất mấy người trương khuynh thành cuối cùng đã có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh thế rồi sau khi mấy người nhìn rõ tình hình xung quanh con người và cầm của ba người trực tiếp rớt đầy đất trông biểu cảm vô cùng đờ đẫn giống như bị ngốc rồi vậy tới mức ngay cả quần áo của bản thân ba người vốn bị đánh nát đều không hề nhận ra may mà trên người ba người đều che một lớp bụi dày đặc ngoài hai mắt lộ ra ngoài thì không nhìn thấy chỗ khác chỉ thấy xung quanh chỗ thần thức có thể nhìn thấy tất cả đều đã biến thành một đống đổ nát bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim núi cao, khe sâu, cự thụ cổ mộc, tất cả đều biến mất, biến thành đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiện trường còn có thêm một hố to sâu mấy vạn trượng, lớn mấy chục vạn, dậm xuất hiện cạnh chân của ba người, mặt đất giống như bị chịu hình, tàn tạ không chịu nổi. Đây, đây là lịch sư huynh tạo ra ư? Trương Khuynh Thành hơi lắp bắp, hỏi, tu sĩ Kim Tiên kỳ lợi hại như vậy từ khi nào? Giọng điệu của Vương Huyền Trung tràn đầy sự chấn động và nghi ngờ sâu sắc. Lịch sư huynh đâu? Kỳ Cửu Thiên nhìn một vòng, lại chưa thấy bóng dáng của Lịch Giang Sơn, loảng xoảng, đúng lúc này âm thanh một cục đá lăn xuống thu hút sự chú ý của mọi người bọn họ nhìn theo âm thanh chỉ thấy một con mèo trắng dài hai tấc đang đứng trên một cây khô nghiêng đổ đất gãy cách đó không xa chính là con mèo trắng kỳ quái kia đối mặt với công kích khủng bố như vậy sao mèo trắng còn có thể sống sót rốt cuộc lịch sư huynh đã đi đâu rồi đầu óc của mấy tu sĩ không động phái còn chưa kịp xoay chuyển biểu cảm lúc này của giang lan hơi ngây dại làm thế nào nàng đều không ngờ tới nàng chỉ là chuyển hóa một nửa giá trị phòng ngự thôi nhưng lại tạo thành phá hoại khủng bố như vậy nàng không dám tin cảnh tượng như tận thế ở xung quanh lại chỉ là một trường của nàng tạo ra, thì ra ta lợi hại như vậy, còn về lịch Giang Sơn, hắn đã biến thành phấn bụi dưới một miêu trường của Giang Lan, ngay cả linh hồn đều bị đánh nát vụn, không thể chạy thoát. Ngoài mấy người ở hiện trường bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc tới trận mắt hám mồm ra, còn có một đám người trong môn phái, lúc này đều bị khả kinh nghẹn họng nhìn trăng chối. Môn phái này chính là Không Động Phái, Không Động Phái chính là được xây dựng trên ngọn núi chính Không Động của dãy núi này, cách vị trí của Giang Lan hơn trăm vạn dặm. Vân Ly Tử là trưởng môn đương nhiệm của Không Động Phái. Quảng Thành Tử là đệ tử thân truyền, tu vi ở cảnh giới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hắn vốn đang ở động phủ trong môn phái tĩnh tọa tu hành, lại đột nhiên bị một trận tiếng động to lớn đánh thức. Tiếng động này chấn động hư không, uy áp càn khôn, trực tiếp kích hoạt cả hộ sơn đại trận của không động phái, hơn nữa còn xung kích hộ sơn đại trận tới lấp lánh ánh sáng, chấn động không ngừng. Vân Ly Tử cảm nhận được hộ sơn đại trận bị xung kích, không khỏi hoang mang sợ hãi, trong lòng nghĩ lẽ nào là có người đang tấn công môn phái, nhưng kẻ ngông cuồng nào dám tấn công không động phái, lẽ nào không sợ thành kẻ địch với cả xiển giáo à? Vân Ly Tử nhịn nghi ngờ xuống, vội vàng thi triển thần thức cha xem động tính, vừa xem, hắn đã trực tiếp kinh ngạc tới mức rất cằm rồi, bởi vì hắn phát hiện, dãy núi không động cả nghìn tỷ dặm, tất cả đã bị san thành đất bằng, núi cao đổ nghiêng, cây cối đất gãy, linh thú yêu ma tử thương vô số, hiện giờ, trong phạm vi nghìn tỷ dặm chỉ còn lại mấy ngọn núi được hộ sơn đại trận bao phủ của không động phái là vẫn còn hoàn chỉnh, đây là kẻ nào đã hủy hoại dãy núi không động, Vân Ly Tử lấy lại tinh thần, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, dù sao cả dãy núi không động đều là phạm vi thế lực của không động phái bây giờ toàn bộ dãy núi đều bị hủy ngay cả linh mạch dưới đất đều chịu ảnh hưởng nhất định sao vân ly tử có thể không tức giận đối phương là đang khiêu khích không động phái không để không động phái ở trong mắt vân ly tử phóng hết thần thức ra bắt đầu lục xoát đầu sỏ phá hoại dãy núi hỏng rồi giang lan đột nhiên phản ứng lại từ trong chấn động nàng vội vàng nhìn hố sâu vạn trượng trước mắt trên mặt lập tức hiện ra vẻ đau khổ và hối hận linh quả quỳnh tương nàng thu gom những năm này còn đặt ở trong động phủ giờ tất cả đều bị hủy hoại cả rồi hu 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 lương thực của mèo nàng căm hận nhìn về phía ba người trương khuynh thành vương huyền trung kỷ cửu thiên đều tại những người này nếu không phải bọn họ muốn cướp đoạt linh quả của ta thì linh quả của ta sẽ không bị hủy hoại rồi nàng rất muốn vỗ ra một miêu trường nữa với mấy người nhưng mà đã sống mấy kiếp nàng lại chưa từng giết người vì vậy tuy rất căm hận mấy người này nhưng cuối cùng nàng vẫn là không ra tay vừa rồi giết lịch giang sơn chỉ là hành vi vô ý nghĩ rồi giang lan lập tức quay người rời khỏi nơi này nếu linh quả và động phủ đã bị hủy hoại vậy vẫn là tìm chỗ dừng chân mới thôi cái đó các ngươi nói xem liệu lịch sư huynh có phải nói giết không tiếng động này thật sự là nó tạo ra ư bỗng nhiên vương huyền trung nhớ ra điều gì đó ngây ngốc hỏi trương khuynh thành và kỳ cửu thiên trương khuynh thành và kỳ cửu thiên há hốc miệng không thể nào nó có thể lợi hại như vậy sao trương khuynh thành không dám tin hỏi không phải thực lực của nó còn chưa đạt đến địa tiên kỳ à kỳ cửu thiên cũng không thể tiếp nhận sự thật này vương huyền trung nếu không phải nó vậy sao lại không thấy tung tích của lịch sư huynh còn nó lại bình yên vô sự Trương Khuynh Thành và Kỳ Cửu Thiên không thể phản bác. Thật ra, trong lòng bọn họ hơi nghi ngờ tiếng động vừa rồi là Giang Lan tạo ra, chỉ là suy đoán này làm điên đảo nhận thức của bọn họ quá, cho nên bọn họ không muốn tin Giang Lan có năng lực này, nó muốn chạy trốn, chúng ta có nên ra tay không? Thấy mèo trắng rời đi, Trương Khuynh Thành lập tức hỏi Vương Huyền Trung và Kỳ Cửu Thiên, hai người Vương Huyền Trung và Kỳ Cửu Thiên nhìn Trương Khuynh Thành giống như nhìn cảnh ngốc, người ta đó có thể gọi là chạy trốn sao? Người ta rõ ràng đi rất ung dung được không? Hơn nữa, người ta không để ý chúng ta, chúng ta nên tự mừng thầm rồi lại còn dám chủ động đi trâu chọc muốn tìm cái chết thì ngươi đi đi đừng có kéo theo ta tại sao các ngươi nhìn ta bằng loại ánh mắt này trương khuynh thành hơi khó hiểu vân ly tử cao mày hắn đã chú ý đến cái hố sâu to lớn cách hơn trăm vạn dặm kia cùng với ba đệ tử không động phái và con đào trắng đứng ở bên cạnh hố sâu không cần nghĩ dãy núi không động bị phá hoại chắc chắn có liên quan tới đám người này chỉ là thực lực đám người này không cao sao bọn họ có thể gây ra động tính lớn như vậy vân ly tử mang theo nghi ngờ bóng dáng khẽ động lập tức phá hư không nhanh chóng biến mất về phía chỗ hố sâu sau mấy hơi thở hắn đã dịch chuyển đến bầu trời phía trên mấy người trương khuynh thành thấy vân ly tử mấy người trương khuynh thành đều kinh ngạc vội vàng hành lễ nói đệ tử bái kiến trưởng môn nơi này đã xảy ra chuyện gì là ai hủy hoại dãy núi không động vương huyền trung vội vàng kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện vừa rồi cho trưởng môn nhân sau khi vân ly tử nghe nói dãy núi không động có thể là bị con bèo trắng còn chưa đến tu vi địa tiên kiều phá hoại dù cho hắn đã tu luyện đến cảnh giới gặp sóng gió vẫn bình thản từ lâu nhưng vẫn không khỏi giật mình khiếp sợ nói cho cùng thì hắn đã nhìn thấy con bèo trắng kia chỉ là một miêu yêu không đáng để quan tâm thôi. một cái hát hơi của hắn đã có thể giết chết mấy chục tỷ con. sao loại yếu đuối này có thể làm hỏng cả dãy núi không động? điều này không phù hợp với lẽ thường quá rồi. tuy nghi ngờ, nhưng mà vân ly tử không nói gì nhiều. chỉ cần bắt được miêu yêu kia, thì tất cả đều rõ ràng. nghĩ đến đây, bóng dáng hắn trượt lóe, đuổi theo về phía giang lan. tuy giang lan đã chạy hết toàn lực một lát, nhưng vì nàng thêm hết toàn bộ điểm thủ tính lên mặt phòng ngự, cho nên tốc độ chạy không phải quá nhanh, thậm chí có thể nói nói là tốc độ như rùa bò. trong quá trình chạy nàng đột nhiên cảm nhận được bầu trời phía sau chuyển tới một khí tức xa lạ nàng vội vàng quay đầu lại nhìn chỉ thấy một lão đầu râu bạc tiên phong đạo cốt tay cầm phất trần ngự không bay về phía nàng lão đầu này vừa nhìn đã biết là khí phách cao thủ tuyệt thế hơn nữa cảm giác người đến không có ý tốt trong lòng giang lan cả kinh lập tức chạy càng nhanh hơn nhưng mà nhanh của nàng ở trong mắt vân ly tử chỉ là tốc độ như rùa bò thôi lách mình một cái vân ly tử đã chán trước người giang lan dãy núi không động này có phải xúc sinh người phá hoại không dãy núi không động của vân ly tử thuộc xiền giáo bề trên yêu thích bề dưới chắc chắn càng yêu thích hơn vì nguyên thủy thiên tôn vô cùng không thích yêu tộc cho nên những đồ tử đồ tôn này của xiền giáo tất nhiên đều xem thường yêu thú khoác lông đeo sừng thế nên tất nhiên vân ly tử sẽ không có giọng điệu tốt với giang lan giang lan thấy lão đầu này vừa lên đã mắng nàng là xúc sinh tuy bây giờ nàng là động vật nhưng nghe thấy hai chữ xúc sinh vẫn vô cùng không thoải mái ngươi là ai tại sao muốn ngăn cản ta giang lan hỏi vân ly tử nhưng lời của nàng đều biến thành tiếng mèo kêu meo 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 trong lòng vân ly tử càng nghi ngờ hơn một miêu yêu còn chưa biết nói cả tiếng người thật sự có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy sao nếu miêu yêu này đã không biết nói tiếng người vân ly tử cũng không hỏi nhiều nữa hắn trực tiếp sử dụng một loại thần thông tinh thần công kích về phía thức hải của miêu yêu chuẩn bị trực tiếp đục quét ký ức của miêu yêu âm uhm, vân ly tử lo lắng chấn nát thức hải của miêu yêu vì vậy chỉ dùng nửa thành tinh thần lực con thế nhưng tinh thần lực của hắn vừa chạm vào thức hải của giang lan thức hải của giang lan đã đột nhiên phát phát ra huyền quang sau đó tinh thần lực của vân ly tử lại bị bắn ngược trở về Chấn tới mức thức hải của Vân Ly Tử quay cuồng, khiến cho cơ thể của hắn không tự chủ được lùi về phía sau một bước, may là vừa rồi tinh thần lực hắn sử dụng chỉ có nửa thành, nếu không thì hắn không chỉ đơn giản là lùi về phía sau một bước như vậy rồi. Lúc này Vân Ly Tử đã hoàn toàn chấn động rồi, hắn nghĩ không ra sao Miêu Yêu yếu ớt này có thể bắn ngược công kích tinh thần của hắn, tuy chỉ là nửa thành, nhưng đây là nửa thành của Đại La Kim Tiên, chỉ nửa thành tinh thần lực này đã lớn mạnh hơn gấp mấy lần so với tinh thần lực của Thái Ất Kim Tiên, một Miêu Yêu có thể ngăn chặn đã vô cùng vô lý rồi, nó còn có thể bắn ngược Điều này đã vượt qua nhận thức của Vân Ly Tử, đối phương đã làm thế nào, là nó ẩn giấu tu vi ư, hay là trên người nó có một loại trí bảo có thể bắn ngược công kích tinh thần, nghĩ đến đây, trái tim Vân Ly Tử không khỏi đập nhanh hơn, hắn cảm thấy, loại khả năng thứ hai càng cao hơn, bởi vì hắn không tin một Miêu Yêu có thể ẩn giấu thực lực trước mặt hắn. Đúng lúc Vân Ly Tử đang nghi ngờ, Giang Lan tiếp tục chạy trốn rồi, nàng cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, không dám công kích, tránh cho khiến bản thân rơi vào trong nguy hiểm, chỉ là tốc độ nàng chạy trốn ở trong mắt Vân Ly Tử giống như đang chậm rãi tản bộ vậy. Vân Ly Tử không nói gì nhiều, hắn lập tức sử dụng toàn bộ tinh thần lực, lại quét về phía thức hải của Miêu Yêu, lần này, không tin ngươi còn có thể phòng được. Âm, um, tinh thần lực tới gần Giang Lan, một ánh hào quang càng sáng lạn hơn lập tức nở rộ ra từ trên người Giang Lan. Công kích tinh thần của Vân Ly Tử lập tức bị bắn ngược trở lại với tốc độ càng nhanh hơn. Tinh thần lực che trời lấp đất điên cuồng xoắn về phía thức hải của Vân Ly Tử, Vân Ly Tử hoàn toàn không kịp ngăn chặn, lập tức bị công kích sóng xung kích tinh thần to lớn này làm cho đầu váng mắt hoa, đầu óc kêu lên ù ù hắn oa một tiếng rồi phun ra ngụm máu tươi sắc mặt trở nên trắng bệch trông vô cùng thảm hại hắn lại bị sóng xung kích tinh thần bắn ngược làm tổn thương nguyên thần vân ly tử hoàng sợ tới mức da đầu đều sắp nứt ra hắn thế nào cũng không nghĩ tới sự việc lại là kết quả này nhất là sau khi hắn phát hiện giang lan vẫn chậm rãi chạy về phía trước không nhìn hắn một cái trong lòng ngày càng tức giận và không dễ chịu đối phương hoàn toàn không để hắn vào trong mắt vân ly tử lau máu tươi ở khóe miệng tâm thần hắn trượt động lập tức tế ra một ấn tam giác màu đen giống như kim tự tháp ấn tam giác này là một trí bảo uy lực to lớn dùng viên thiên ấn của quảng thành tử làm nguyên mẫu để luyện chế vân ly tử cầm ấn tam giác nhẹ nhàng quang về phía giang lan ấn tam giác lập tức lập tức đón gió phòng lên nháy mắt đã biến thành một núi cao trăm vạn trượng chỗ góc nhọn đập mạnh về phía giang lan với tốc độ của giang lan tất nhiên không tránh thoát được công kích của ấn tam giác dầm chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn chuyển tới giang lan tiếp tục chạy về phía trước hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì lại nhìn ấn tam giác góc nhọn của ấn tam giác lại bị gãy rồi xoạt so nhìn lỗ hồng trên ấn tam giác và giang lan vẫn bước đi không nhanh không chậm trong mắt vân ly tử rất thẳng xuống đất rõ ràng rất chố mắt đờ đẫn tới mức hoàn toàn không nói nên lời phải biết rằng ấn tam giác là pháp bảo tính ném mạnh vô cùng cứng chắc vô cùng nặng cho dù là mặt trời trăng sao núi sông mặt đất thời không càn khôn ấn tam giác đều có thể đập tất cả thành bột mịn còn bản thân sẽ không bị hủy hoại chí bảo như vậy tại sao công kích một miêu yêu lại chấn vỡ chính mình rồi phải biết rằng miêu yêu còn chưa phản kích lúc này trong lòng vân ly tử đã sắp phát điên điên rồi hắn nghĩ không ra sao trên đời này lại có chuyện kỳ lạ và vô lý như vậy phòng ngự tinh thần của ngươi mạnh thì thôi đi nhưng tại sao phòng ngự thân xác cũng biến thái như vậy ngươi chỉ là một mưu yêu bình thường thôi chứ không phải tổ phu rốt cuộc trên người mưu yêu này ẩn giấu điều kỳ quái gì nếu như nói tinh thần lực là vì mưu yêu có trí bảo phòng ngự vậy thân xác lại là chuyện gì không thể nào là nàng còn có một trí bảo phòng ngự thân xác nhỉ không lẽ là ta nhìn nhầm rồi thật ra nó là một yêu vương tuyệt thế ẩn giấu tu vi ánh mắt vân ly tử thay đổi bàn tay hắn đập xuống trong tay lập tức thêm một lá cờ màu trắng mặt của lá cờ tên là huyền minh phiên là một tiên thiên linh bảo trung phẩm chính là bảo vật chấn phái của không động phái nó có thể công cũng có thể thủ uy lực vô tận để có sức mạnh đối phó với miêu yêu cổ quái vân ly tử cũng phải sử dụng bản lĩnh ẩn giấu của mình vân ly tử lay động lá cờ một luồng đạo ấn đặc biệt lập tức tràn ra từ trên lá cờ trong lúc nhất thời nơi đạo ấn có thể tới tất cả vạn vật trong thiên địa đều bị một tầng hàn băng trong suốt bao trùm dưới luồng hàn băng cực độ không gian bị phong ấn hoàn toàn thậm chí ngay cả thời gian cũng bị chậm lại 3 phút. Bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Người có thể ngăn cản sức mạnh tinh thần, công kích thân thể không thể bắt người. Ta không tin người còn có thể ngăn cản pháp thuật. Vân Ly từ thầm suy nghĩ, nếu như lỡ đâu Miêu yêu cũng có thể ngăn cản pháp thuật dễ dàng, vậy chứng tỏ Miêu yêu trăm phần trăm ẩn giấu tu vi là một chuyên gia tuyệt thế với thực lực không thể đo được. Hàn băng huyền minh rất nhanh sẽ lan ra đông cứng không gian xung quanh, thời gian động lại nhưng hàn băng huyền minh cũng đang bao xung quanh thân thể giang lan tạo thành một không gian có đường kính dài khoảng 10 trượng giống như bọt khí có bọt khí ở bên trong không gian thân thể giang lan có thể tự do hoạt động hơn nữa chỉ cần nơi giang lan đi qua hàn băng huyền minh ngưng động thời gian và không gian sẽ tự động tan rã căn bản không giữ được giang lan dường như giang lan có thể kiềm chế hàn băng huyền minh mà trên thực tế quả thật nàng miễn dịch đối với pháp thuật thuộc tính băng và pháp thuật thời gian thế nên hàn băng huyền minh gần như không đông lạnh được giang lan vân ly tử thấy tình hình này coi như là hoàn toàn có cơ hội sức mạnh tinh thần có thể đàn hồi thân thể cũng không phá được bây giờ ngay cả hàn băng huyền minh có thể phong ấn thời không cũng không thể nắm được nàng đây rốt cuộc là quái vật gì phòng ngự này còn biến thái gấp tỷ lần huyền quy tử còn nghĩ đến dãy núi không động hoàng tàn khắp nơi điều này chứng tỏ sức công kích của đối phương vô cùng kinh khủng phân ly tử lập tức hơi không dám tiếp tục công kích con mèo trắng kỳ quái đối phương còn chưa đánh trả bản thân đã bị tổn thương nguyên thần nếu đúng phương đánh lại sợ rằng bản thân không chịu được thế nên vẫn không nên chọc giận đối phương rốt của các hạ là người nào tại sao ngươi muốn hủy hoại dãy núi không động giết chết đệ tử phái không động chẳng lẽ ngươi không sợ làm kẻ địch với xiển giáo sao vân ly tử thu hồi huyền minh phiên hỏi giang lan giọng điệu vẫn mang theo ý uy hiếp tuy giang lan khiến hắn không nhìn thấu chẳng qua xiển giáo chính là lo lắng của hắn cho dù mưu yêu lợi hại nhưng xiển giáo lợi hại sao yêu thú hồng hoang dám can đảm trêu chọc xiển giáo chính là một chữ chết thế nên vân ly tử cũng không sợ con miêu yêu giang lan cũng không muốn để ý tới ý của vân ly tử nàng tiếp tục chạy về trước suy cho cùng vân ly tử căn bản không nghe hiểu ngôn ngữ của nàng giải thích cũng lãng phí nước miếng còn không bằng chạy nhanh một chút tìm một chỗ núp cũng dễ tiêu hóa phần thưởng lần này của hệ thống bởi vì chém giết lịch giang sơn chịu mấy lần công kích của vân ly tử giang lan vừa chiếm được hai phần thưởng và mấy trăm vạn điểm thuộc tính tự do của hệ thống chém giết lịch giang sơn hệ thống thưởng nàng thần thông công kích đàn hồi nàng có thể thừa nhận đàn hồi tất cả công kích ngăn cản công kích của vân ly tử hệ thống thưởng nàng thần thông mượn công kích công kích có thể vượt ra ngoài gấp 10 lần năng lực phòng ngự của nàng, mượn toàn bộ. Vân Ly Tử thấy Miêu Yêu không để ý hắn, vẫn đang chậm rãi tản bộ, da mặt không khỏi co giật một chút, có vẻ vô cùng lúng túng và tức giận. Con Miêu Yêu cực kỳ không biết tôn trọng người, tốt xấu hắn cũng là trưởng môn phái không động, đệ tử đời thứ ba của xiển giáo, đại năng đại la kim tiên, vậy mà lại xem nhẹ công kích của hắn, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng khinh thường nói chuyện với hắn, còn từ từ khiêu khích ở trước mặt hắn, thật sự là quá ngang ngược, quá xem thường người khác. Dĩ nhiên hắn không tin, đây lại là tốc độ nhanh nhất của giang lan năng lực phòng ngự của người lại biến thái như vậy năng lực công kích cũng mạnh như vậy tốc độ không thể chậm như vậy được ngay cả thuật cưỡi mây đạp gió của tu sĩ địa tiên kỳ cũng không so được điều này có thể sao chắc chắn là không thể nào vân ly tử nhìn chăm chăm bóng lưng miêu yêu sắc mặt thay đổi không ngừng một lúc cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định tiếp tục công kích miêu yêu mà trực tiếp bay đi thiên giới đi tới cửu tiên sơn của thiên giới đào nguyên động chuẩn bị cầu xin sư phụ quảng thành tử của hắn giúp đỡ Vân Ly Tử gặp được sư phụ Quảng Thành Tử rất dễ dàng, hắn phát hiện sư thúc xích tinh tử lại ở trong đào nguyên động, trao đổi về đạo với sư phụ. Sau khi hành lễ với sư phụ và sư thúc, Vân Ly Tử nói ra ý đồ mình đến. Con miêu yêu thật sự là đáng hận tột cùng, đệ tử chất vấn nàng vì sao phải tàn sát đệ tử phải không động, hủy hoại dãy núi không động, nàng lại gần như không để ý đệ tử, ta còn nói ra danh tiếng của sư phụ và xiền giáo, hy vọng nàng có thể biết kiêng rè, nhưng nàng lại tràn đầy mệt thị đối với Sền giáo, đệ tử không phải đối thủ, chỉ đành phải đến đây cầu xin sư phụ giúp đỡ đệ tử đã làm tổn hại uy danh của sư phụ và xiền giáo kính xin sư phụ trách phạt vân ly tử tỏ vẻ xấu hổ không người nói với quảng thành tử quảng thành tử và xích tinh tử nghe vân ly tử kể rõ vẻ mặt hai người không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc quảng thành tử trầm ngâm nói con miêu yêu lại có chút bất phàm xích tinh tử tuy có chút bản lĩnh chẳng qua dám can đảm khinh thường xiền giáo chúng ta không thể ngồi yên không mang đến quảng thành tử giờ tròm dâu của hắn gật đầu nói hiển nhiên không thể ngồi yên không quan tâm nếu không xiển giáo chúng ta còn gì uy nghiêm hắn nói với vân ly tử vẫn quỳ trên mặt đất chẳng qua tài nghệ không bằng người chuyện này cũng không thể trách ngươi ngươi đứng lên đi đa tạ sư phụ lượng thứ lúc này vân ly tử mới đứng dậy quảng thành tử ngươi dẫn đường cho sư phụ để chính sư phụ đi thu phục con yêu ma này lấy lại uy danh cho xiển giáo xích tinh tử nói ta với ngươi cùng đi ngược lại muốn nhìn rút cuộc phòng ngự của con miêu yêu lợi hại bao nhiêu vân ly tử nghe vậy trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi quảng thành tử và xích tinh tử đều là đại năng chuẩn thánh có hai người ra tay con miêu yêu chỉ có ngoan ngoãn bó tay chịu trói thôi ba người rời khỏi đào nguyên động đi về phía nhân giới rất nhanh đã đi tới nơi lúc trước vân ly tử và miêu yêu giao thủ vân ly tử lập tức thi triển thần thức tìm kiếm xung quanh rất nhanh hắn ở bên trong một huyệt động cách 10 vạn dặm nhìn thấy con miêu yêu quả nhiên con miêu yêu không coi ai ra gì lại còn dám ở lại nguyên chỗ hiển nhiên xích tinh tử cũng phát hiện con miêu yêu trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh trong mắt quảng thành tử cũng không khỏi hiện lên một chút vẻ giận dữ khoảng cách 10 vạn dặm thật ra thì giang lan mất nhiều thời gian chạy mới tới nàng cảm thấy đã đủ xa lúc này mới đi núp tìm huyệt động tiêu hóa phần thưởng hệ thống lần này xong đối với các đại năng như vân ly tử quảng thành tử xích tinh tử mười vạn dặm giống như ở dưới mí mắt cảm thấy giang lan gần như không chạy thoát được nàng làm như vậy rõ ràng chính là cố ý chờ tại chỗ ý khiêu khích vô cùng rõ ràng quảng thành tử và xích tinh tử cảm giác mình bị mạo phạm hiển nhiên khó chịu quả nhiên con súc sinh này hơi kỳ quái lại không nhìn thấu tu vi chân thực của nàng cũng không nhìn thấu dòng sông vận mệnh quá khứ tương lai của nàng quảng thành tử có phần kinh ngạc nói dưới sự càn quét của thần thức hắn miêu yêu chỉ vừa hay mới tới cảnh giới luyện thần hoàn hư khí huyết kém đến đáng thương còn đối với dòng sông vận mệnh và quá khứ tương lai của đối phương lại là một mảnh hỗn độn hiển nhiên điều này là không thể nào xích tinh tử không thèm để ý nói nó có dấu diếm tu vi cũng không thể là thánh nhân có gì phải sợ quảng thành tử gật đầu chắc chắn miêu yêu không phải thánh nhân điều này là không thể nghi ngờ mà chỉ cần không phải thánh nhân hai người quảng thành tử và xích tinh tử không cần lo lắng một lần lắc mình ba người đi tới dừng lại trên khoảng không của hang động miêu yêu đang ở vân ly tử trực tiếp háng giọng quát lớn về phía động phủ của miêu yêu xúc sinh thập nhị kim tiên xiển giáo quảng thành tử xích tinh tử ở chỗ này còn không mau ra quỳ lại nhanh đón khoanh tay chịu trói giang lan nghe thấy âm thanh của vân ly tử trên mặt mèo không khỏi lộ ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ nàng vốn tưởng rằng chạy xa như vậy hẳn là vân ly tử không tìm được nàng không nghĩ tới bản thân mới vừa xử lý xong phần thường thần thông của hệ thống thần thông và điểm thuộc tính vân ly tử đi tìm nàng thật sự là âm hồn bất tán, phiền chết. Còn nữa, lần này đối phương tìm hai trợ thủ tới, hình như dáng vẻ rất lợi hại, ta phải cẩn thận một chút, quên đi, vẫn là đừng nhiều lời với bọn chúng, ta nhanh chóng trốn đi, nếu không nếu bị bọn họ đánh chết, vậy thì bi thảm rồi. Nói đến đây, sau khi Giang Lan rời khỏi động phủ, lập tức nhanh chân chạy như điên về phương xa, dĩ nhiên, chỉ là chạy như điên đối với nàng, hai người quảng thành tử, xích tinh tử đứng chắp tay, chờ Miu Yêu đi ra ngoài gặp bọn họ, rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy Miu Yêu đi từ trong hang động ra bọn họ đang muốn lên tiếng chất vấn con miêu yêu ngay vào lúc này bọn họ phát hiện con miêu yêu lại không thèm liếc mắt nhìn bọn họ cứ thoải mái nhàn nhã như vậy chậm rãi bước đi hoàn toàn không coi trọng bọn họ quảng thành tử xích tinh tử khóe miệng hai người co giật vẻ mặt cũng rất ngốc còn đè nén lửa giận hừng hực quả nhiên con miêu yêu giống như vân ly tử nói không coi ai ra gì ngạo mạn tự đại quá thể quá không coi trọng xiền giáo xích tinh tử lấy lại tinh thần vẻ mặt lập tức nổi giận quát lên với giang lan người xuất sinh này đứng lại cho ta giết đệ tử xiền giáo của ta hủy sơn môn xiền giáo ta chẳng lẽ người nghĩ có thể bỏ qua như vậy sao giang lan không để ý đến xích tinh tử người đứng lại cho ta thì ta đứng lại ta cũng không phải là xúc sinh ta chạy ta nhanh chạy 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 xích tinh tử thấy mưu yêu vẫn chậm rãi tàn bộ không để ý không đáp lời hắn mặt cũng tức đỏ hắn thân là cao đồ thánh nhân đại năng chuẩn thánh còn chưa từng bị người khác xem thường như thế thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục xích tinh tử phẫn hận trực tiếp lấy linh bảo trấn phái của hắn ra âm dương kính sau đó dùng mặt âm của âm dương kính đi về phía miêu yêu âm dương kính có hai mặt âm dương mặt âm là trắng mặt dương là đỏ đỏ là sống trắng là chết lại có thể xóa đi sinh mệnh của người bị nó chiếu vào hoặc sống lại sau khi chết một ánh sáng trang bi thảm lập tức phát ra từ trên âm dương kính trực tiếp bao phủ giang lan đang chạy trốn chẳng qua thần thông phòng ngự đàn hồi trên người giang lan lập tức phản ứng ánh sáng trắng trực tiếp đàn hồi trở về trên người xích tinh tử xích tinh tử không nghĩ tới công kích của âm dương kính sẽ đàn hồi nhìn thấy ánh sáng trắng nhanh chóng bắn tới lập tức bị dọa sợ đến giật mình một cái nhanh chóng xoay người trốn sang bên cạnh mà hai người quảng thành tử và vân ly tử đứng ở bên cạnh hắn bị dọa sợ không nhẹ suy cho cùng diện tích chiếu xạ dạ của ánh sáng trắng lại rất lớn tu vi quảng thành tử cao phản ứng nhanh kịp thời đánh ra thuật di thuấn không gian thành công tránh khỏi chiếu xạ dạ của ánh sáng trắng nhưng vân ly tử cũng chưa phản ứng tốc độ nhanh như vậy uy lực đàn hồi của giang lan và uy lực công kích của xích tình tử bằng nhau hắn vừa mới chuẩn bị trốn vào hư không kết quả bị ánh sáng trắng đàn hồi chiếu lên trên người sau đó hai mắt vân ly tử lập tức mất đi thần thái trong nháy mắt ba hồn bảy phía của hắn bị ánh sáng trắng tan rã thi thể của vân ly tử trực tiếp rơi tự do rơi xuống mặt đất khiến mặt đất thành một cái hố sâu quảng thành tử và xích tinh tử thấy tình hình này sắc mặt lập tức đờ tại chỗ tuy mấy người vân ly tử có thể hồi sinh nhưng như này cũng quá vào mặt của bọn họ sao mưu yêu lợi hại như thế xúc sinh lại còn dám đả thương đệ tử ta quyết không thể tha cho người quảng thành tử tức giận gọi một tiếng chỉ thấy hắn bấm pháp quyết một ngọn núi mơ màng lập tức bay ra từ trên người hắn dùng tốc độ tia chớp đi về phía giang lan ngọn núi mơ màng chính là pháp bảo coi nhà phiên thiên ấn của quảng thành tử phiên thiên ấn đập chúng giang lan rất nhanh trên người giang lan lập tức bộc phát ra một trận huyền quang ngũ sắc rực rỡ sau đó quảng thành tử hộc máu phát hiện phiên thiên ấn lại dùng tốc độ vượt xa thời gian đập về phía hắn quảng thành tử nhanh chóng dùng nguyên thần thúc giục phiên thiên ấn khởi động hoàn toàn công pháp lúc này khi viên thiên ấn sắp đập trúng hắn hắn kịp thời khống chế được viên thiên ấn ngừng lại nếu không hắn sẽ bị pháp bảo của mình đập trúng quảng thành tử và xích tinh tử lướt mắt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy vẻ kinh hãi trên gương mặt chữ điển của nhau bọn họ thật sự thay đổi cách nhìn đối với con miêu yêu này âm dương kính có thể đàn hồi phiên thiên ấn cũng có thể đàn hồi rốt cuộc đây là thần thông gì cũng quá tầm môn đi bọn họ đột nhiên nhớ lại ban đầu sự sự hãi bị đắc Kỳ chi phối đắc kỷ từng tự mình xông vào ngọc hư cung núi côn luân dùng lực một kích đánh cho cả xiền giáo không thể đánh trả mà sở dĩ đắc kỷ có thực lực này là bởi vì nguyên nhân trên người nàng mặc một hồng mông trí bảo có thể đàn hồi tất cả công kích nhưng miêu yêu không mặc quần áo không nhìn thấy đối phương lấy ra loại pháp bảo gì rốt cuộc miêu yêu tu luyện công pháp gì xích tinh tử lấy lại tinh thần rất không phục nói hừ ta cũng không tin Con xúc sinh có thể đàn hồi tất cả công kích nói xong hai tay hắn bấm pháp quyết đã khởi động công kích về phía giang lan chỉ thấy một đạo ấn hình dáng âm dương trực tiếp ở trên đỉnh đầu giang lan hiện lên đạo ấn lơ lường các loại đạo văn pháp tắc trong đó tản ra khí tức tử vong và sinh mệnh vô tận điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh xung quanh ăn mòn máu huyết nhưng giang lan không chịu chút ảnh hưởng nào của luồng pháp tắc âm dương khi khí âm dương do đạo ấn phát ra tiếp xúc giang lan trên người nàng đột nhiên phát ra một trận huyền quang sau đó đạo ấn âm dương trên đỉnh đầu trực tiếp bị đánh tan vô hình cũng chấn động đến mức khí huyết xích tinh tử cuồn cuộn một trận không thể không nhanh chóng vận chuyển công pháp lúc này mới thở bình thường lại quảng thành tử thấy pháp tác sinh từ âm dương của xích tinh tử vô dụng với miêu yêu khiếp sợ dưới hắn vội bấm thủ ấn khởi động công kích với miêu yêu chỉ thấy một pho tượng hình người khổng lồ cỡ trăm vạn trượng đột nhiên hiện lên từ phía trên khoảng không người khổng lồ tàn ra khí tức kinh khủng tuyệt luân uy áp vang dội cổ kim kinh khủng giống như hỗn độn ma thần hồi phục giang lan cảm nhận được khí tức của người khổng lồ lông mèo toàn thân không khỏi dựng đứng lên nàng càng vội vàng chạy trốn nhưng tốc độ của nàng chính là tốc độ nhanh như rùa phải chạy nhanh ở trong mắt quảng thành tử và xích tinh tử cũng chỉ là chậm rãi tàn bộ âm um, người khổng lồ lật cánh tay bàn tay lập tức giống như sao chổi đụng vào hành tinh dùng uy áp kinh khủng đến không có ngôn ngữ nào hình dung nhanh chóng đánh về phía giang lan nơi bàn tay lướt qua tất cả không gian thời gian pháp tắc cũng bị đè ép phá thành mảnh nhỏ tan nát sụp xuống bàn tay còn chưa tiếp xúc tới thân thể giang lan không gian và thời gian quanh người trực tiếp vỡ nát nếu như yêu thú hoặc tu sĩ bình thường trực tiếp bị lực lượng thời không điên cuồng cắn nát thân thể và nguyên thần Chẳng qua, Giang Lan miễn dịch đối với pháp thuật thời gian, pháp thuật không gian, thế nên nàng vẫn không bị ảnh hưởng mà tiếp tục chạy trốn về phía trước. Phanh, bàn tay đột nhiên chụp thân thể Giang Lan, trong trăm vạn dặm đồng bằng sông núi, trực tiếp bị đập thành bụi, tiếng vang khổng lồ, chấn động cả những vì sao trong hồng hoang. Quảng Thành Tử âm thầm đắc ý uy lực ma thần pháp tướng của bản thân. Bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim, nghĩ thầm, dùng thứ này, người không thể nào còn bình yên vô sự được. Rầm rầm rầm, nhưng hắn mới vừa nghĩ như vậy đột nhiên nghe thấy một trận tiếng sụp đổ kinh thiên động địa chỉ thấy mu bàn tay của ma thần pháp tướng đột nhiên sụp đổ từng đoạn trong nháy mắt vỡ nát thành phấn vụn biến thành một ma thần một tay sau đó quảng thành tử nhìn thấy một bóng dáng trắng loãn vẫn chậm rãi vui mừng chạy trốn ở vùng đất bị phá hủy thành mảnh nhỏ chính là giang lan quảng thành tử hắn hoàn toàn nhìn đến ngốc không nghĩ tới đối mặt tấn công khủng bố như vậy lông mèo trắng lại không thương tổn gì phải biết rằng cho dù là đại năng chuẩn thánh đối mặt một kích ma thần pháp tướng toàn lực của hắn cũng không thể nhẹ nhàng đỡ như vậy còn làm vỡ nát mu bàn tay ma thần sao phòng ngự của miêu yêu biến thái như vậy phải biết rằng ngươi là mèo không phải là rùa đừng cấp thứ đặc biệt của rùa được không kế tiếp hai người quảng thành tử và xích tinh tử đồng thời khởi động công kích mãnh liệt với giang lan các loại pháp bảo phủ lục điên cuồng chào hỏi trên người giang lan vô số thần thông phép tác giống như thủy triều dũng mãnh lao về phía giang lan nhưng công kích kinh khủng tuyệt luân như thế ngoài phá hoại dọc đường hồng hoang cảnh quan xung quanh không tạo thành chút ảnh hưởng nào với giang lan thậm chí công kích của quảng thành tử và xích tinh tử còn chưa vượt ra ngoài năng lực đàn hồi của giang lan ngay cả phòng ngự dịch chuyển của giang lan cũng chưa tiếp xúc cứ như vậy cũng không biết công kích bao lâu sau khi giang lan chạy vào một dãy núi quảng thành tử đột nhiên gọi xích tinh tử lại sư đệ đừng công kích phía trước là phạm vi biên giới của tên đường xích tinh tử vốn dĩ muốn đánh hắn nghe thấy quảng thành tử nhắc nhở cảm giác trong lòng giống như bị dội một chậu nước lạnh thoáng cái thanh tỉnh lại nhanh chóng ngưng làm phép suy cho cùng nếu như trêu chọc đến tiên đường đắc tội nữ hoàng tiên đường vậy cũng không tốt chẳng lẽ cứ bỏ qua cho nó như vậy sao xích tinh tử nhìn giang lan chậm rãi tàn bộ vẫn còn ở đây có phần không cam lòng quảng thành tử nói dĩ nhiên không thể nào cứ bỏ qua như vậy con miêu yêu coi rẻ xiển giáo chúng ta thì không nói công pháp nàng tu luyện cũng cực kỳ không thể tin nổi nếu có thể học hỏi một chút không thể bỏ chỗ tốt xích tinh tử gật đầu trên mặt có vẻ vô cùng động lòng với phòng ngự thần thông giang lan tu luyện đây cũng là nguyên nhân sở dĩ bọn họ đuổi tận cùng miêu yêu không buông nhưng bây giờ con đưa yêu chạy tới bên trong tiên đường cảnh chúng ta lại không phá được phòng ngự của nàng bắt nàng thế nào được xích tinh tử có phần khó nói còn người quảng thành tử đào lòng vòng nói chuyện này còn phải đi thỉnh giáo sư phụ mới được giang lan chạy trốn một lúc thấy quảng thành tử và xích tinh tử không tiến hành đuổi theo nàng nữa lúc này mới thở một hơi thoải mái hai người này thật sự là quá phiền không chưa chọc bọn họ lại bị đuổi tận cùng không buông cũng may phòng ngự của ta lợi hại nếu không hậu quả thật sự không chịu nổi mà trải qua chuyện này Giang Lan càng đắc ý đối với quyết định điểm thuộc tính, thêm vòng ngự toàn bộ. Nếu không phải là quyết định của mình sáng suốt, sợ rằng hôm nay giữ nhiều lành ít rồi. Lần này Giang Lan chuẩn bị chạy xa một chút, tránh cho lại bị nhóm người Quảng Thành Tử phát hiện. Chạy chưa được một lát, Giang Lan đột nhiên phát hiện, địa thế trở nên càng ngày càng bằng phẳng. Sau đó, nàng nhìn thấy đường thôn gì đó, ruộng nhà con người. Tiếp theo, nàng lại nhìn thấy thành trấn, người đi đường nối nhau không dứt. Loại này hơi thở khói lửa đậm đặc, khiến Giang Lan rất hưng phấn. Hình như nàng lại tìm về cảm giác nhân loại sảng khoái ban đầu, đặc biệt là sau khi nàng nhìn thấy người bên đường bán các loại thức ăn ngon như mứt quả tượng người bánh bao bánh bò nước miếng đều sắp chảy ra đáng tiếc nàng không có tiền chỉ có thể trơ mắt nhìn bên kia hai người quảng thành tử và xích tinh tử tới ngọc hư cung nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn kể rõ chuyện miêu yêu với nguyên thủy thiên tôn sau khi nguyên thủy thiên tôn nghe thấy có một con miêu yêu có thể đàn hồi tất cả công kích như vậy hắn thật sự bất ngờ hắn lập tức thi triển bí thuật muốn suy tính ra lai lịch con miêu yêu tuy nhiên điều khiến nguyên thủy thiên tôn kinh ngạc là sau khi hắn suy tính một phen phát hiện giữa trời đất lại căn bản không có thông tin của con miêu yêu giống như là hồng hoang gần như không có con miêu yêu nào tồn tại nhưng quảng thành tử và xích tinh tử chắc chắn không nói dối điều này khiến nguyên thủy thiên tôn càng cảm thấy hứng thú đối với con miêu yêu này phải biết rằng ban đầu hắn từng thu nhận một đệ tử tên cố thành cũng không thể suy tính ra tất cả thông tin của cố thành rồi sau đó cố thành được chứng thực hắn có hệ thống chẳng lẽ con miêu yêu cũng có hệ thống thế nên lúc này mới đặc biệt như thế nghĩ tới đây trên mặt nguyên thủy thiên tôn không khỏi lộ ra một chút vẻ động lòng nếu như có thể có được hệ thống của con miêu yêu không phải năng lực ta áp được thánh nhân khác trở thành thánh nhân đứng đầu danh xứng với thực sao đến lúc đó xem thông thiên còn có thể không biết lớn nhỏ ở trước mặt ta chống đối lời của ta hay không nhìn hai con lừa ngốc tiếp dẫn và chuẩn đề còn dám tới dụ dỗ đệ tử xiền giáo ta hay không xem lão tử còn dám coi ta là công cụ công kích người khác không xem nữ oa và hậu thổ còn có thể ý vào sùng hạnh của lý tiền bối diễu võ dương oai ở trước mặt ta hay không ặc à, nữ oa và hậu thổ thật đúng là có thể tuy nhận được hệ thống nhưng cũng không thể mạo phạm lý tiền bối nguyên thủy thiên tôn hận không thể lập tức bay đến nhân giới thì chuyển thần thức đi bắt lại con miêu yêu chẳng qua hắn vẫn cố gắng nhịn xúc động trong lòng hắn tự nói với mình không nên manh động phải làm việc cẩn thận miễn nhắc tới những thánh nhân như lão tử thông thiên tây phương nhị thánh phát hiện hành vi dị thường của hắn từ đó khiến mấy vị thánh nhân chú ý suy tư một lúc đầu tiên là nguyên thủy thiên tôn đuổi quang thành tử và xích tinh tử khiến hai người không nên đi quấy rầy con miêu yêu để tránh đánh rắn động cỏ mà chính hắn lại sử dụng bí pháp ẩn giấu khí tức sau đó tạm thời ký sinh lên trên người một con tuần lộc sau núi dùng tuần lộc che chở len lén rời khỏi ngọc hư cung tuy hành động núp trên người tuần lộc có phần mất thể diện chẳng qua vì hệ thống mất thể diện thì mất thể diện bây giờ mất chút mặt mũi tương lai sẽ tìm lại gấp bội ở trên người lão tử thông thiên tây phương nhị thánh bởi vì núp ở trên người tuần lộc không thể bay nhanh thế nên mất mấy canh giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đi đến địa điểm theo lời quảng thành tử, dĩ nhiên, bây giờ, con Miêu yêu đã sớm không thấy bóng dáng, để tránh dẫn đến sự chú ý của các thánh nhân khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể thi triển thần trí của mình để tiến hành tìm tòi, nhưng điều này lại không làm khó được hắn, hắn lập tức đánh ra một thuật tìm tung tích linh thức, sau khi tìm ra khí tức sót lại của mèo trắng, hắn đuổi theo luồng khí tức này, tìm kiếm tung tích mấy canh giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện, hình như con Miêu yêu rất thích náo nhiệt, đều là đi dạo ở trong thành trấn náo nhiệt, phồn hoa còn thường xuyên không muốn rời khỏi ở trước vài quầy bán đồ ăn vặt thậm chí ở trước một vài quầy ăn vặt hắn còn cảm nhận được nước miếng của khí tức mèo trắng lưu lại điều này khiến hắn rất cạn lời men theo khí tức của miêu yêu nguyên thủy thiên tôn lại truy tìm tung tích một lúc hắn cảm giác khoảng cách bản thân cách miêu yêu càng ngày càng gần trong lòng càng trở nên có phần kích động xuyên qua một cánh rừng ở ngoại ô thành phố nguyên thủy thiên tôn đang muốn đi vào thành phố này thì hắn đã phát hiện miêu yêu núp bên trong thành phố này chẳng qua ngay vào lúc này nguyên thủy thiên tôn đột nhiên cảm thấy bên cạnh hư không truyền đến một trận dao động sau đó hắn nhìn thấy một bóng dáng màu sắc rực rỡ thướt tha chạy từ hư không ra ngoài sau khi hắn thấy rõ diện mạo người này trái tim không khỏi căng thẳng có vẻ rất chột dạ hỏng bét thế nào lại gặp bà cô này thì ra bóng dáng người mặc váy dài sặc sỡ không phải ai khác lại là đắc Kỳ. chỉ là giờ phút này dáng vẻ của đắc Kỳ có vẻ rất chật vật chỉ thấy sau khi nàng thoát khỏi hư không vội vàng dùng tay ngọc vỗ lồng ngực của mình ổn định khí tức một chút nàng thở hồn hền vù vù nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, cấm địa này quá nguy hiểm, suýt nữa đã ở lại bên trong rồi, thì ra Đắc kỷ vừa hay thám hiểm này cấm địa dưới đất trở về, chẳng qua là, nhìn nét mặt của nàng, hiển nhiên chuyến này không thuận lợi, nói trở về, ngược lại giống như chạy trốn. Đắc Kỷ đột nhiên chú ý tới bên cạnh có một con hươu sao thái ất kim tiên kỳ, ánh mắt không khỏi sáng lên, vừa hay pháp lực tiêu hao quá lớn, hay dùng ngươi bồi bổ. Nói xong, nàng lật tay, trong tay lập tức thêm một xe ngựa nhỏ tinh xảo đẹp đẽ, vứt xe ngựa nhỏ trên mặt đất, xe ngựa lập tức trở nên to lớn gấp mấy chục lần thấy đắc Kỳ cầm dây cương tới chỗ bản thân nguyên thủy thiên tôn có vẻ vô cùng do dự vậy thì ta nên chạy hay không có thể có tu vi của đắc kỷ nếu ta không dùng bản lĩnh thật sự chỉ sợ chạy không thoát nếu ta dùng bản lĩnh thật sự vậy không phải lộ ra sao nếu như đắc kỷ biết ta ký sinh ở trên người một con yêu thú ti tiện còn không cười đến dụng giang sao hơn nữa nhất định nàng sẽ nói chuyện này cho thông thiên giáo chủ sau này không phải là ta vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên nổi ở trước mặt thông thiên giáo chủ sao thế nên không thể để cho đắc Kỳ biết ta ký sinh ở bên trong con hiêu sao điều này thật sự mất thể diện nhưng nếu như ta không trốn đắc Kỳ coi mình thành vật cưỡi ta đường đường là thánh nhân giáo chủ xiển giáo tại sao có thể làm vật cưỡi cho người khác đây không phải là trí thức quét xác hoàn toàn không còn thể diện xấu hổ như vậy nếu như truyền đi ta nào còn mặt mũi đối mặt với chúng sinh đối mặt với địa tử của mình rốt cuộc nên làm thế nào cho phải khi nguyên thủy thiên tôn nôn nóng vạn phần đắc Kỳ đã cầm dây cương xe ngựa chụp lên trên người con hiêu sao nguyên thủy thiên tôn nhanh chóng né tránh ba tất kỳ không chút do dự đánh đầu con hiêu sao một cái trốn cái gì mà trốn kéo xe ngựa cho bổn tiểu thư không biết có bao nhiêu phúc phận ngươi lại còn trốn có chút mắt nhìn không nói xong lại là một cái tát trên đầu con hiêu sao đập đến mức mắt nguyên thủy thiên tôn hiện đầy sao não chấn động một trận nguyên thủy thiên tôn hắn sắp khóc phúc phận gì chứ đây là vô cùng nhục nhã nếu bị người đời biết ta kéo xe ngựa cho người khác ta còn có thể diện nào sống trên đời má nó ngay vào lúc này nguyên thủy thiên tôn đột nhiên cảm thấy một thứ gì bị nhét vào bên trong miệng hưu sao ngay sau đó một luồng ngọt ngào không thể dùng lời nói mà hình dung được nở rộ trong vị giác của hắn chỉ cảm thấy hưởng thụ không nói ra lời hơn nữa ngoài mỹ vị cực hạn còn có một luồng linh khi hỗn độn rất thuần khiết truyền vào kinh mạch của hắn đi khắp tứ chi bát cốt sau đó hắn phát hiện bản thân lại có thêm một lĩnh ngộ mới đối với lực pháp tác hủy diệt của thiên địa nguyên thủy thiên tôn không khỏi ngây dại bởi vì hắn ký sinh ở trong thể lực con hưu sao thế nên có vị giác của nó thì ra là đắc kỳ đã đút một quả hỗn độn vân táo ở trong miệng hô sao nàng thành thạo thuần hóa động vật bằng một gậy và quả táo ngọt sau này ngoan ngoãn làm vật kéo xe cho bồn tiểu thư không thể thiếu phúc lợi cho ngươi biết không đắc kỳ vừa nói đã bọc dây cương trên người con hưu sao nguyên thủy thiên tôn dãy rủa ở trong lòng một chút cuối cùng vẫn là không phản kháng tùy ý để đắc kỳ gọc dây cương trên người hắn dĩ nhiên hắn tuyệt nhiên không thừa nhận đây là bởi vì nguyên nhân hỗn độn vân táo mà là bởi vì hắn không muốn bại lộ thực tế bản thân ký sinh ở trên người yêu thú hắn quyết định chiếc làm vật kéo xe cho đắc kỳ một chút đợi một khi đắc kỳ không chú ý tới hắn hắn lén lén chạy trốn chỉ cần hạ mình làm việc sẽ không có người biết hắn từng ký sinh ở trên người yêu thú sẽ không mất mặt nếu như hắn nói đúng nếu như nếu như khi làm vật kéo xe có thể ăn thêm nhiều hỗn độn linh quả vậy thì càng hoàn hảo suy cho cùng đây cũng là hỗn độn linh quả bảo vật mà thánh nhân cũng khó có được hiển nhiên nguyên thủy thiên tôn tham ăn đắc kỷ không biết ý nghĩ của con hươu sao nàng nghĩ sau khi buộc dây cương lên con hươu ngồi lên phía sau xe ngựa sau đó dùng dây cương nhẹ nhàng đánh phía sau lưng con hưu sao một cái nào lên đường thôi hưu con nguyên thủy thiên tôn hắn mãnh liệt nhịn xuống cảm giác nhục nhã trong lòng không chế con hưu sao lập tức nhanh chân chạy không có gì dù sao không ai biết không mất thể diện mới vừa chạy mấy bước nguyên thủy thiên tôn đột nhiên phát hiện một vấn đề ta còn đi bắt miêu yêu sao nhưng bây giờ bị đắc kỷ bắt làm vật kéo xe miêu yêu làm thế nào bây giờ hệ thống của ta làm thế nào bây giờ giang lan hưng phấn một lúc ở trước thành thị loài người trong lúc đó nàng hỏi thăm được thủ đô trường an của vương triều tiên đường là nơi náo nhiệt nhất phồn hoa nhất cả hồng hoang hơn nữa chỗ kia nhân tộc yêu tộc có thể sống chung hòa bình chỉ cần tuân thủ luật pháp tiên đường cũng sẽ không lo lắng người khác vô duyên vô cớ công kích ngươi điều này khiến giang lan rất động lòng sau khi trải qua chuyện linh quả động phủ bị đoạt giang lan rất khát vọng đối với môi trường an toàn này cho nên nàng chạy trốn về phía thành trường an dùng thời gian vài ngày rút cuộc nàng đến thành trường an nhìn thấy thành trường an cao lớn gạch xanh ngói xanh nối tiếp Đám người qua lại không dứt, Giang Lan có vẻ vô cùng hưng phấn, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy có mấy người đầu thú mình người đi trong đám người yêu tộc, mà người đi đường xung quanh, sau khi thấy lại không thể trách, lập tức có vẻ càng thêm hưng phấn. Nàng đi vào bên trong thành, rất nhanh đã bị những quầy hàng bán các loại đồ ăn vặt, bánh ngọt ở hai bên đường phố hấp dẫn sức chú ý. "Oa, wow, bánh bò thơm quá, xì xụp, kẹo mạch nha này ăn rất ngon. Trời ạ, à, còn có thịt nướng vị, quá thơm. Ô ô ô, còn có sủi cảo, há cảo, đáng tiếc, ta không có tiền." nhiều thức ăn ngon như vậy cũng không ăn được giang lan nhìn những món ăn vặt này mà thèm tâm như móng vuốt mèo tham ăn nhưng không được cũng không biết bên trong thành phố này có công việc thích hợp mèo nhỏ hay không phải nghĩ được công việc kiếm được ít tiền mua đồ ăn vặt đợi sau khi có tiền ta nhất định phải ăn vặt tất cả mọi thứ của con phố này ăn toàn bộ một lần giang lan âm thầm thề ở trong lòng nàng chậm rãi đi dạo ở trong thành nhìn thấy mọi thưa ở bên trong thành đều có vẻ vô cùng tò mò bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim có vẻ đi dạo một canh giờ, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, nếu bản thân chuẩn bị cuộc sống ở nơi này, hẳn là tìm chỗ dừng chân, chẳng qua là bây giờ nàng không có tiền, không thể mua nhà, không thể ở khách sạn, mà bên trong thành cũng không có chỗ nào trống để nàng đào hang động, cuối cùng, Giang Lan quyết định tìm nhà có phòng trống ở trong thành, tạm thời ở một thời gian ngắn, đợi nàng kiếm được tiền, lần đầu tiên chuyển đi, Giang Lan ỷ vào thân phận mèo nhỏ của bản thân, trực tiếp chạy đến nóc nhà hai bên đường phố, bắt đầu tìm kiếm nơi ở tạm thời khiến nàng hài lòng, tìm một thời gian ngắn, Giang Lan phát hiện có một khách điếm vắng vẻ, trang trí vô cùng trang nhã, hơn nữa khách điếm còn được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, điều này khiến Giang Lan rất thích nơi này, mấu chốt nhất chính là nàng kinh ngạc lẫn vui mừng phát hiện, vườn sau trong khách điếm này lại trồng hai cây ăn quả, một cây nho tất cả cây ăn quả và nho đều kết quả mọng lung linh đẹp mắt, nàng vẫn ở nóc nhà, trong nháy mắt ngửi thấy cây xoài và cây vải tàn ra mùi thơm đặc biệt, khiến nàng không nhịn được muốn vươn tay hành động, nước bọt giàn rụa, Giang Lan lập tức quyết định, tạm thời nàng ở nơi này môi trường nơi này tốt, phòng chống nhiều, còn có trái cây ăn, thật sự là quá hoàn hảo. Giang Lan dò xét một vòng ở trong khách điếm, nàng phát hiện trong khách điếm chỉ có một ông chủ trẻ tuổi, không có những người khác, điều này khiến Giang Lan càng hài lòng, người ở đây ít, im lặng thanh nhàn thì không nói, nàng sống ở chỗ này càng không dễ dàng khiến người khác chú ý, chẳng qua, ông chủ lại rất đẹp trai, ôn văn như ngọc, ánh mắt như sao, một bộ trang phục công tử văn nhã, khí chất vô cùng nhã nhặn, lịch sự, chỉ là chớp mắt, Giang Lan không khỏi tăng thêm thiện cảm sinh ra một luồng cảm giác thân thiết lớn lên đẹp trai như vậy chắc chắn đáy rất lương thiện nếu như hắn biết ta ở nơi này chắc chắn cũng sẽ không đổi ta rời đi ta ăn mấy trái cây của hắn trước chắc chắn hắn sẽ không tức giận nhỉ suy cho cùng ta đáng yêu như thế hắn lại đẹp trai như vậy đột nhiên giang lan chú ý thấy ông chủ nhìn nàng trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng hình như thế giới cũng sắp bị nụ cười của hắn hòa tan mà giang lan đã bắt đầu hòa tan meo meo nàng không kìm lòng được nói một tiếng meo meo đối với ông chủ lý nguyên cười lại đưa ánh mắt đặt ở trên quyển sách, không hề để ý tới Giang An nữa. Qua một lúc lâu, Giang Lan mới phục hồi lại tinh thần, cầu khấn không thôi, đưa ánh mắt di chuyển khỏi trên người Lý Nguyên. Nàng trở về sân sau, dễ dàng bò lên trên cây xoài. Nàng đang chuẩn bị hái một quả xoài, ngay vào lúc này, đột nhiên nàng nhìn thấy một giải lụa bay đến trên cảnh trước người của nàng, sau đó xòe lông về phía nàng, còn nhếch miệng, một dáng vẻ không muốn để nàng hái xoài. Chi, Gi! Giang Lan lập tức nhe răng trợn mắt về phía chim thiên đường nuôi phướn, giơ móng vuốt của mình lên, muốn khiến chim thiên đường đôi phướn né tránh khanh khách tuy nhiên chim thiên đường đôi phướn lại phát ra tiếng cười khanh khách hình như đang cười nhạo giang lan không tự lượng sức điều này khiến giang lan vô cùng tức giận một con chim nho nhỏ lại dám thì thoảng cười nhạo chẳng lẽ ngươi không biết meo meo có thể bắt chim sao xì xì nàng vung móng vuốt lên khoa tay múa chân về phía chim thiên đường đôi phướn một chút nhưng chim thiên đường đôi phướn lại lướt mắt giang lan lại bị một con chim trợn trắng quá không biết coi trọng mình bá giang lan lắc mình một cái bất thình lình nhào về phía chim thiên đường đuôi phướn cố gắng đặt chim thiên đường đuôi phướn trong móng vuốt mèo xem nó còn dám trợn mắt khinh thường hay không tuy nhiên sau khi đợi giang lan bổ nhào qua nàng mờ mịt phát hiện lại không thấy con chim thiên đường đuôi phướn nàng vội vàng tìm kiếm xung quanh lập tức phát hiện chim thiên đường đuôi phướn lại đứng ở nhánh cây trên người nàng lại dùng lông vũ đường ngón giữa với nàng không cần nói cũng biết là ý khinh miệt phổi giang lan sắp tức điên lại dám khinh bỉ ta thỉnh thoảng bổ nhào thỉnh thoảng bổ nhào thỉnh thoảng bổ nhào bổ nhào, bổ nhào nàng lập tức không ngừng truy kích về phía chim thiên đường đuôi phướn thể phải bắt được con chim thiên đường đuôi phướn nhưng nàng mệt mỏi hô hấp cũng thở không được ngay cả lông con chim thiên đường đuôi phướn cũng không bắt được một cọng tốc độ của con ruồi uyển chuyển như quỷ mị chân chính làm được vô ảnh vô tung ngay cả ánh mắt giang lan cũng không bổ nhào bắt được Rốt của con chim thiên đường đuôi phướn là chủng loại gì tốc độ này quá biến thái đi sao sao chi thấy mèo trắng mệt mỏi le lưỡi chim thiên đường đuôi phướn lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui có vẻ vui vẻ không thôi hoặc là đang cười mèo trắng không tự lượng sức tinh khi giang lan đang hít thở hồng hộc đột nhiên nàng nghe thấy hệ thống của mình vang lên tiếng nhắc nhở hành vi của ký chủ đã kích hoạt điều kiện nhận thưởng thưởng cho ký chủ năng lực chuyển hóa lực phòng ngự thành tốc độ giang lan thấy hệ thống khen thưởng cho không khỏi vô cùng vui mừng vốn thân thể đang mệt mỏi trong nháy mắt khôi phục năng lượng lại lần nữa trong lòng nàng nhanh chóng phân phó cho hệ thống chuyển hóa phân nửa lực phòng ngự thành tốc độ hệ thống tinh đã chuyển hóa hoàn thành giang lan nghe vậy thân hình lóe lên nhào về phía một con chim thiên đường đôi phướn chim thiên đường đôi phướn cũng chính là văn đạo nhân lúc đầu cũng không có để giang lan trong lòng vẫn luôn trong tâm thái đùa bỡn đối phương trêu chọc một con mèo hoang không biết trời cao đất rộng dù sao trong toàn bộ hồng hoang tốc độ có thể vượt qua hắn số lượng đếm trên một bàn tay con mèo trắng này muốn bắt hắn lại căn bản là mơ mộng hão huyền hắn chọc con mèo này chỉ là ôm tâm thái chơi đùa đột nhiên văn đạo nhân kinh ngạc phát hiện tốc độ của mèo trắng này vậy mà thoáng cái đã tăng vọt hơn mấy tỷ lần đối phương lắc mình một cái Vậy mà trực tiếp vượt qua thời gian, xuyên thủng hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh về phía hắn, Văn Đạo Nhân bởi vì quá mức khinh địch, vẫn không đặt mèo trắng trong lòng, kết quả một lần không chú ý, dưới sự khinh thường, hắn lại bị mèo trắng chạm được vào thân thể, đồng thời bị đánh ngã, tuy là hắn đã kịp thời trốn vào bên trong thời không trường hà, mèo trắng trung quy cũng không bắt được hắn, nhưng mà điều này đối với Văn Đạo Nhân mà nói đã là vô cùng nhục nhã, con mèo trắng này quá âm hiểm, vậy mà lại cố ý giả trang thành dáng vẻ tốc độ như rùa, để cho ta buông lòng cảnh giác sau đó nàng lúc này mới nhân lúc ta không đề phòng mà sử dụng toàn bộ tốc độ hạ gục ta nếu như không phải ta có thể tùy ý phá vỡ thời không trường hà ta liền thực sự bị cánh này con mèo trắng âm hiểm này bắt được cả ngày đánh nhạn không nghĩ tới lại bị nhạn mổ mù mắt quá âm hiểm trong lòng văn đạo nhân tức giận không thôi hắn quyết định phải hung hăng giáo huấn cho con mèo trắng âm hiểm xào trá này một trận để cho nàng biết văn đạo gia của ngươi cũng không phải người dễ trêu chọc giang lan thấy sắp bắt được văn đạo nhân trong lòng rất là vui mừng kết quả Nàng còn chưa kịp vui vẻ đã phát hiện văn đạo nhân trực tiếp biến mất không thấy hình bóng dưới vút mèo của nàng, điều này làm cho nàng rất là kinh ngạc, dường như cái con chim thiên đường đuôi phướn này còn có chỗ bất phàm, Giang Lan đang thắc mắc chim thiên đường đuôi phướn đi đâu rồi, đột nhiên, nàng cảm thấy có người đang cắn lưng của mình, đương nhiên, bởi vì sức phòng ngự của nàng còn lại vài tỷ điểm, vậy nên nàng cũng không có cảm giác được chút đau đớn nào, nhưng mà việc này lại dọa cho Giang Lan nhảy dựng lên, nàng nhanh chóng đình chỉ chuyển hóa lực phòng ngự thành tốc độ rồi vận chuyển toàn bộ lực phòng ngự phòng hộ quanh thân tránh cho bản thân bị thương văn đạo nhân len lén dịch chuyển đến phía sau mèo trắng sau đó dùng miệng chim thật dài của hắn hung hăng mổ vào sau lưng mèo trắng chuẩn bị cho mèo trắng một bài học mỏ hắn nhọn thuận lợi mổ chúng mèo trắng nhưng mà khiến cho văn đạo nhân không kịp ứng phó chính là hắn đột nhiên cảm nhận được một phản lực vô cùng lớn chuyển đến từ phía sau mèo trắng khiến cho thân thể hắn té bay ra ngoài thì thôi đi ngay cả cái miệng cứng cũng bị chấn động đến mất cảm giác nếu không phải vì hắn muốn chậm rãi chưa đùa mèo trắng nên chỉ dùng một phần sức lực không phải vậy hắn cảm giác cái mỏ cứng của mình sẽ phải bị chấn động làm gãy cái con mèo trắng này có gì đó quái lạ tu vi của nàng nhìn qua rất yếu làm sao được phòng ngự có thể mạnh như vậy hơn nữa tốc độ thực sự ngay cả chuẩn thánh bình thường cũng không sánh nổi rất kỳ quái văn đạo nhân tuy có nghi ngờ trong lòng nhưng mà động tác trên tay của hắn lại không trần chờ thân hình lóe lên móng chim vung ra nhưng người hung hăng bắt mèo trắng đi hơn nữa lần này hắn không liêu tay nữa dùng toàn lực nhưng mà khiến cho văn đạo nhân kinh ngạc là tuy hắn đã dùng toàn lực đánh ra đồng thời cũng thành công chộp chúng mèo trắng nhưng mèo trắng lại cơm mẹ nấu không có chuyện gì ngược lại hắn cảm thấy một sức mạnh vô cùng lớn bắn ngược lại từ trên người mèo trắng chấn động đến thân thể hắn ở bên trong dòng sông thời không bay ngược mấy trăm triệu cây số mới có thể giữ thăng bằng thân thể một lần nữa đồng thời trong cơ thể hắn còn bị chấn cho khí huyết quay cuồng móng chim càng là đã bị gãy xương cốt làm cho văn đạo nhân đau đớn không thôi đương nhiên chút thương thế này hắn chỉ cần vận chuyển một lần công pháp là có thể khôi phục hoàn toàn ngoại trừ tốn chút tình lực ra thì cũng không nghiêm trọng lắm nhưng văn đạo nhân thực sự đã bị lực phòng ngự khủng bố của giang lan làm cho chóng váng hắn không nghĩ tới lực phòng ngự của một con mèo trắng tầm thường kia vậy mà lại kinh khủng như vậy cái con mèo trắng này rốt cuộc là loài hung thú nào cũng quá biến thái rồi nhưng mà lực phòng ngự mạnh mẽ của giang lan cũng khơi dậy lòng háo thắng trong văn đạo nhân hắn cũng không tin cái vỏ dù này có thể chống đỡ được tất cả công kích của hắn phải biết rằng coi như là tiên thiên linh bảo văn đạo gia ta cũng có thể coi như đồ ăn vặt mà ăn văn đạo nhân không do dự nữa hắn lập tức sử dụng toàn bộ thần thông của mình tấn công mèo trắng cái gì pháp tắc thời gian thiết cát không gian thôn vệ ma công tất cả đều giáng xuống mèo trắng bởi vì viện tử tự thành không gian văn đạo nhân cũng không cần lo lắng công kích của mình sẽ ảnh hưởng đến thành trường ăn cứ việc động thủ là được nhưng mà mặc kệ văn đạo nhân có tấn công như thế nào mèo trắng vẫn luôn không hao tổn một sợi lông tóc nào nhưng toàn bộ công kích của văn đạo nhân tất cả đều bắn ngược lại lên người văn đạo nhân văn đạo nhân mệt mỏi thở hồng hộc hồ không nói lại còn bị những công kích này bắn ngược, khiến cho hắn tay hoàng chân loạn, trên người còn bị mấy vết thương, ngay cả lông vũ cũng bị phá hủy tận mấy cái. Phải biết rằng, từ đầu đến cuối mèo trắng đều chưa từng ra tay, mà là tùy ý văn đạo nhân công kích, quá biến thái. Sau một hồi công kích, văn đạo nhân triệt để luống cuống, hắn không phải không thừa nhận, chính mình căn bản là không đánh tan được cái này chỉ mèo trắng phòng ngự, hắn nhớ không thông, cái này chỉ mèo trắng phòng ngự làm sao biến thái như vậy. Mèo trắng này nhìn qua thì cũng không phải hỗn độn dị thú, thiên địa kỳ chân gì mà, phì phò, văn đạo nhân mệt mỏi thở gấp rất là chật vật co quắp trên mặt đất giang lan thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình đắc ý tuy là lực công kích của con chim thiên đường đuôi phướn này có uy lực lớn hơn so với quảng thành tử xích tinh tử đã gặp trước đó nhưng mà vẫn không đánh tan được phòng ngự ha ha trong lòng giang lan một lần nữa biểu dương quyết định anh minh của bản thân dùng tất cả điểm thuộc tính toàn bộ tăng điểm phòng ngự hư nàng đắc ý hơn một tiếng rồi duyên dáng bước đi tiếp tục đi đến chỗ một quả xoài trên cây còn lớn hơn đầu của nàng đang định hưởng thụ hoa quả Văn đạo nhân thấy mèo trắng còn định trộm trái cây, lập tức giật mình một cái, từ dưới đất đứng lên, hắn đang định đi bắt mèo trắng, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe một thanh âm trực tiếp vang lên ở trong đầu hắn, quên đi, không cần phải để ý đến nàng. Văn đạo nhân nghe vậy, lập tức ngừng cánh, ánh mắt khi nhìn mèo trắng tràn đầy ước ao, vận may của con mèo trắng này cũng quá tốt rồi, vậy mà cung tử tùy ý cho nàng ăn hỗn độn linh quả, phải biết rằng, đây chính là hỗn độn linh quả đó, bình thường ta chỉ có thể ngửi chút mùi hương, hu hu hu, chênh lệch này cũng quá lớn rồi mèo trắng thấy chim thiên đường đuôi phướn lai bay về phía mình nàng đã làm tốt công tác phòng ngự nhưng mà nàng thấy đột nhiên chim thiên đường đuôi phướn tự mình ngừng lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút trừng mắt nhìn chẳng lẽ nó biết sợ nên mới bỏ qua hừ biết sợ là tốt rồi mèo trắng không để ý tới chim thiên đường đuôi phướn nữa lập tức hái một trái xoài lớn màu vàng kim xuống lửa lớp vỏ xoài ra nàng phát hiện quả xoài càng tỏa hương thơm ngào ngạt khiến cho nước bọt không ngừng tiết ra thèm ăn đến ngào rãi không kịp chờ đợi liền cắn một cái thiên a mèo trắng suýt chút nữa ngây ngất đến bay lên nàng phát hiện quả xoài này ăn ngon quá rồi so với linh quả quỳnh tương ngon nhất mà nàng ăn trong mấy năm nay còn ngon hơn 100 triệu lần nàng không nghĩ tới một cái trái cây thôi lại có thể ăn ngon đến mức này nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình cũng sắp bị hòa tan thể xác và tinh thần tràn đầy say mê dường như bản thân đang đắm chìm trong đại dương quả xoài hưởng thụ không hết meo 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 giang lan lập tức cầm quả xoài cắn một miếng lớn như là sợ có người tranh với nàng chỉ chốc lát sau nàng đã ăn sạch quả xoài còn lớn hơn đầu mình. nàng tuy đã cảm thấy có hơi no rồi, nhưng mà vẫn không nhịn được cảm giác muốn ăn, lại hái xuống một quả xoài nữa, ăn như hồ đói. a a a, ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon, thơm quá, vừa thơm vừa ngọt, giang lan vừa nhai nuốt ngấu nghiến, vừa gật cù đắc ý cảm thán không thôi. ực ừ, ực, ừ, đột nhiên, nàng nghe được một tiếng nuốt nước, nước miếng. theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy con chim thiên đường đuôi phướn đang nhìn nàng không chớp mắt, nước bọt làm ướt hết mặt đất, sáng vẻ thèm nhưng không ăn được. văn đạo nhân đúng là thèm không nhịn được bởi vì hắn bị phạt thế nên mới bị lý nguyên biến thành chim thiên đường đuôi phướn chăm sóc hậu viện chớ nhìn hắn đã ngây người ở chỗ này mấy triệu năm nhưng ngay cả một trái hỗn độn linh quả hắn cũng không ăn được lúc này thấy giang lan ăn say sưa ngon lành hắn đương nhiên thấy thèm giang lan lại có chút nghi hoặc nếu con chim thiên đường đuôi phướn này muốn ăn nhìn ta làm cái gì tự mình hái trái cây ăn đi còn chảy nhiều nước miếng thế làm gì bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ta cũng không keo kiệt như ngươi không cho người hái thực sự là một con chim ngốc ở, ờ, Giang Lan ăn xong hai trái xoài, nhất thời ở một tiếng vang dội, nàng cảm giác hơi thở của mình đều có hương vị ngọt ngào, không khỏi thoải mái duỗi lưng, sau đó cuộn người trên quả xoài, thần sắc rất là thích ý, nàng cảm thấy cái chỗ này thật tốt quá, hoàn cảnh sạch sẽ gọn gàng, còn có hoa quả ngon miệng, hoàn mỹ, đinh, ngay lúc Giang Lan đang âm thầm hài lòng, đột nhiên nàng nghe thấy hệ thống trong đầu có phản ứng, lần đầu tiên ký chủ ăn được cực phẩm hỗn độn linh quả, kích hoạt điều kiện ban thường, thưởng cho ký chủ 100 triệu triệu điểm thuộc tính tự do. Thường cho ký chủ năng lực phòng ngự phản lực tăng gấp hai công kích có thể chịu được nghe thấy hệ thống giang lan rất mơ hồ nàng không nghĩ tới bản thân tùy tiện ăn hai trái xoài vậy mà lại là hỗn độn linh quả gì đó phải biết rằng 100 triệu triệu điểm thuộc tính tự do đây là lần nhận thưởng nhiều điểm thuộc tính nhất từ trước đến nay của nàng hỗn độn linh quả không phải là trí bảo trong truyền thuyết sao không thể gặp không thể cầu sao lại xuất hiện trong một khách sạn bình thường cái này cái này cũng thật quá khó tin rồi chẳng lẽ là vận may của ta thật sự quá tốt Trách không được nơi đây sẽ có một con chim thiên đường đuôi phướn thực lực phi thường khủng bố. Con chim thiên đường đuôi phướn liệu có phải là linh thú bảo vệ của cây xoài kia không? Giang Lan nhìn cây xoài toàn quả là quả, hai mắt sáng như sao, lóe lên tinh quang sáng chói. Nhiều như vậy hỗn độn linh quả, giàu to rồi, giàu to rồi. Nhưng mà, cùng với kích động, Giang Lan cũng có chút nghi hoặc. Không phải đều nói sau khi dùng hỗn độn linh quả sẽ có tác dụng không thể tưởng tượng nổi sao? Vì sao ta ăn hai trái hỗn độn linh quả, ngoại trừ cảm thấy ăn ngon vô cùng ra thì cũng không có gì thay đổi, linh khí cũng không có tăng lên, thể chất cũng không có mạnh mẽ hơn, tinh thần lực cũng không có gì biến hóa. Đây thật sự là hỗn độn linh quả sao? Nhưng mà hệ thống chắc chắn sẽ không gạt ta, quên đi, quản hắn làm gì, coi như trái hỗn độn linh quả này không thể tăng thêm linh khí và tu vi, nhưng nó chỉ cần một điểm là ăn ngon siêu cấp vô địch cũng đã đủ rồi. Hiện tại, hệ thống còn thường cho ta 100 triệu triệu điểm thuộc tính tự do, cũng tăng lên hai lần phản lực, đã kiếm bộn rồi, nghĩ tới đây, Giang Lan lập tức hài lòng dùng toàn bộ điểm thuộc tính tăng lực phòng ngự lên. Nguyên thủy thiên tôn ký sinh trên mai hoa lộc, kéo xe ngựa dưới sự điều khiến của đắc kỳ đi tới đông hải lạc thâm lần trước bạch lăng dùng điện thoại di động gửi tin nhắn cho nàng nói giao nhân tộc gặp phải khó khăn cần giúp đỡ chỉ là trước đây đắc kỳ bị giam cầm trong một cấm địa đặc biệt không cách nào thoát thân cho nên liền bảo bạch lăng đi tìm ca ca của nàng hỗ trợ đắc kỳ không biết khó khăn của giao nhân tộc đã giải quyết xong chưa cho nên sau khi nàng thoát khỏi giam cầm liền lập tức đi tới lạc thâm kiểm tra tình hình ở giao nhân tộc sau khi đi tới lạc thâm rất nhanh đắc kỳ liền gặp bạch lăng hai người đều vô cùng vui vẻ kéo tay nhau cùng kể lại những điều mình gặp phải trong khoảng thời gian này đi đến trước cung điện của giao nhân tộc đắc kỷ tùy tiện dừng xe trên một khoảng đất trống rồi không để ý tới nữa nguyên thủy thiên tôn thấy đắc kỷ rốt cuộc cũng không quan sát không khỏi quá đỗi vui mừng hắn lập tức thi triển pháp thuật chuẩn bị rời khỏi thân thể mai hoa lộc nhưng mà khiến cho hắn ngỡ ngàng chính là hắn nghĩ muốn bay ra khỏi cơ thể mai hoa lộc một tầng cấm chế của dây cương sen ngựa trên người mai hoa lộc lại đột nhiên sáng lên cấm chế trực tiếp phong bế nhục thân của mai hoa lộc khiến cho nguyên thủy thiên tôn căn bản là không có cách nào chạy trốn Bất luận Nguyên Thủy Thiên Tôn nỗ lực mở thời gian trường hà hay là không gian trường lang, nhưng chỉ cần là thời không chi lực tiếp xúc với dây cương trên người Mai Hoa Lộc liền bị một tầng đạo ấn ngăn cản, không thể gây ra chút biến hóa nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng các loại thủ đoạn, muốn thoát khỏi phong ấn của dây cương sen ngựa, nhưng lại đều không làm nên chuyện gì. Hắn phát hiện cái dây cương này, vậy mà lại là một cái hỗn độn trí bảo, bên trên dây cương có khắc họa đạo văn, giống như thiên đạo pháp liên vậy, không thể phá, không có cách nào tránh thoát được, không hề nghi ngờ, bộ dây cương sen ngựa này nhất định là đắc kỳ lấy được từ chỗ lý tiền bối chuyện này nhất thời khiến cho nguyên thủy thiên tôn gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng bối rối nếu như không có cách nào có thể thoát khỏi dây cương chẳng lẽ về sau cũng chỉ có thể ở lại trong cơ thể Mai hoa lộc làm thú kéo xe cho đắc kỳ cả đời cái này ta không muốn đâu mà nếu như việc này mà truyền đi ta còn có mặt mũi nào để đối mặt với các thánh nhân còn lại ta còn có mặt mũi nào đối mặt với đệ tử dưới trướng ta còn có mặt mũi nào đối mặt với chúng sinh hồng hoang không bằng ta ta chết đi cho xong nghĩ đến chết nguyên thủy thiên tôn không khỏi sáng mắt lên đây cũng là một ý kiến hay dù sao sau khi chết ta cũng có thể không chút hao tổn nào mà lập tức trọng sinh vì vậy nguyên thủy thiên tôn tự mình trả đứt sinh mệnh trường hạc của mình vì thoát khỏi khốn cảnh vậy mà hắn thực sự tự sát chỉ có điều điều khiến nguyên thủy thiên tôn sụp đổ là cho dù sau khi hắn tự sát trùng sinh nhưng chỉ có thể trùng sinh trong thân thể con mai hoa lộc này căn bản không thể rời bỏ thân thể mai hoa lộc hu 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 sao ta lại xui xẻo như vậy hết lần này tới lần khác gặp phải đắc kỷ nguyên thủy thiên tôn tuyệt vọng nghĩ mấy ngày nay giang lan cảm thấy đây là mấy ngày sống vui vẻ thoải mái nhất của nàng từ mấy đời tới nay mỗi ngày đói bụng thì có hỗn độn linh quả mỹ vị mọng nước ngọt ngào ngon miệng ăn buồn ngủ thì chạy tới phòng trọ chống đánh rất khò khò mà chuyện làm ăn của khách điếm này có thể dùng lạnh xuyên tim để hình dung giang lan tới nhiều ngày như vậy lại không thấy một khách hàng nào thấy cửa nàng ngược lại không cần lo lắng có người sẽ làm phiền nàng nghỉ ngơi chỉ là trong lòng vì ông chủ đẹp trai của khách điếm này mặc niệm ba giây làm ăn kiểu này sợ rằng không bao lâu nữa ông chủ đẹp trai phải chết đói mất xem ra lúc nào đó phải âm thầm giúp ông chủ đẹp trai một tay để tránh khách điếm của ông chủ đẹp trai sụp đổ ảnh hưởng đến cuộc sống thoải mái của bản miêu làm cho giang lan cảm thấy cực kỳ đáng nhắc tới là chăn trong phòng trọ thật sự quá mềm mại quá thoải mái nàng sống mấy đời đều chưa từng được ngủ với chăn mềm như thế chăn này giống như dùng mây làm nằm lên trên giang lan đều không muốn ngồi dậy điều này cũng làm giang lan càng thêm nghĩ không ra khách điếm tốt như vậy vì sao lại không có khách không biết hàng à sống ở khách điếm mấy ngày Giang Lan còn phát hiện một việc, đó chính là chủ nghệ của ông chủ đẹp trai. Thật sự quá tốt, mỗi lần, đủ loại món ngon ông chủ đẹp trai nấu ra, đều là sắc hương vị đều đủ, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật, người mà khiến mèo thèm nhỏ dãi, miệng lưỡi tiết nước bọt, cũng không biết ăn thế nào. Tuy rằng, Giang Lan đặc biệt muốn nếm thử chủ nghệ của ông chủ đẹp trai, xong, nàng cũng không dám hiện thân tiếp xúc với ông chủ đẹp trai. Nếu không, nếu như ông chủ đẹp trai không thích mèo, biết trong nhà tới một con mèo hoang, muốn đuổi nàng đi thì làm sao đây, nơi tốt như này. Nàng không muốn rời khỏi đâu, cho nên mấy ngày nay nàng đều trốn Lý Nguyên, còn có tiểu cô nương giống như Búp Bê, tiểu cô nương đó là tiểu cô nương xinh đẹp nhất Giang Lan từng gặp, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại cực kỳ trầm ổn đại khí, tư thế hiên ngang, không hổ là nữ nhi của ông chủ đẹp trai, ghen đúng là tốt, chỉ tiếc, tiểu cô nương này, tuổi không lớn lắm, lại phải bắt đầu gánh chịu gánh nặng của gia đình, mỗi ngày đều phải ra ngoài đi làm kiếm tiền, chỉ khi ăn cơm và ngủ vào buổi tối, mới trở về một chuyến, nhất định là vì khách điếm làm ăn không tốt cho nên tiểu cô nương nhỏ như vậy đã phải gánh vác trách nhiệm của gia đình hai nghiệp chướng điều này khiến giang lan càng thêm quyết định phải nhanh giúp đỡ đôi cha con đáng thương này hôm nay giang lan cảm thấy hơi đói bụng nàng vốn lại muốn đi hái xoài nhưng đúng lúc này nàng chợt nghĩ bản thân trong khoảng thời gian này liên tục ăn xoài mà bên cạnh còn có một cây vải ra đầy quả vải chính mình còn chưa từng ăn thử quả vải đâu hôm nay có nên nếm thử quả vải không nhỉ cũng không biết phải có ngon không nữa nghĩ tới đây giang lan lập tức leo lên cây vải kia nàng có phần thận trọng nhìn thoáng qua chim thiên đường đuôi phướn đứng trên cây vải tuy trong khoảng thời gian này chim thiên đường đuôi phướn chưa từng công kích nàng xong giang lan vẫn không buông lòng đề phòng với chim thiên đường đuôi phướn thấy chim thiên đường đuôi phướn không công kích mình giang lan tức khắc vội vàng giật xuống mấy quả vải sau đó dùng móng vuốt đột vỏ vội vàng thử một quả "Ối mẹ ơi thật ngọt đều ngọt đến trong lòng và linh hồn một quả vào miệng giang lan không tự chủ được trợn lớn mắt tỏ ra đặc biệt ngạc nhiên lần vui mừng và ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới mùi vị quả vải này lại không phân cao thấp với quả xoài ăn ngon đến mức khiến nàng suýt nữa nuốt luôn đầu lưỡi nếu như sớm biết quả vải cũng ngon như vậy trong khoảng thời gian này nàng cũng sẽ không chỉ ăn mãi quả xoài nhăm nhăm giang lan lập tức miệng lớn ăn ngấu nghiến rất nhanh nàng đã ăn hơn 10 quả vải lúc nàng đang đắm chìm trong mỹ vị của quả vải không cách nào tự kềm chế bất thình lình nàng lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống Tinh, ký chủ lần đầu ăn được hỗn độn linh quả cực phẩm hỗn độn bàn long lệ kích phát điều kiện khen thưởng khen thưởng chủ 100 triệu điểm thuộc tính tự do, khen thưởng cho ký chủ 9 lần mãn huyết phục sinh thuật sau khi chết. Bịch, cầm giang lan tức khắc bị rớt xuống, vẻ mặt tỏ ra rất ngơ ngác, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mấy quả vải này lại giống như quả xoài, cũng là hỗn độn linh quả, không phải hỗn độn linh quả cực kỳ hi hữu hả? Vì sao ta thoáng cái là gặp được hai loại? Nơi đây, thật sự là một vùng phong thủy bảo địa mà. Giang Lan suy nghĩ suốt thần một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần một xíu, nàng bỏ một quả vải còn trắng nõn mọng nước hơn ra thịt vào trong miệng, lúc ngẩng đầu, đột nhiên chú ý tới chim thiên đường đuôi phướn đang một mặt tha thiết mong chờ nhìn nàng phải nói là nhìn quả vải trong tay nàng nước bọt chảy xuống tí tách thấy bắt thèm cực kỳ giang lan thật không hiểu nổi con chim thiên đường đuôi phướn này ta ăn xoài mắt người tha thiết mong chờ ta ăn vải mắt người cũng tha thiết mong chờ nếu người muốn ăn tự mình hái là được cần gì thấy bắt thèm nhìn ta hoa quả nơi này nhiều như vậy hay không bao lâu là trên cây lại mọc ra đầy quả lớn ta lại không dành với người người khách khí cái gì suy nghĩ một hồi giang lan cảm thấy nếu mình chuẩn bị ở đây lâu dài vẫn nên làm tốt quan hệ với con chim thiên đường đuôi phấn này, để tránh con chim thiên đường đuôi phấn này lòng mang ý xấu với nàng. Vì vậy, Giang Lan cầm lấy một quả vải, đút cho văn đạo nhân, coi như là chủ động lấy lòng. Meo meo nàng kêu với chim thiên đường đuôi phướn một tiếng, ý bảo văn đạo nhân ăn. Văn đạo nhân cầm lấy quả vải, trên mặt có vẻ tâm động, cũng có do dự, tỏ ra rất dối rắm Rốt cuộc có ăn hay không đây? Chính mình là phạm nhân, bị nghiêm phạt trong coi sân nhỏ, mọi thứ trong sân nhỏ, hắn đều không thể ăn, ăn vụng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhưng hỗn độn linh quả này là mèo trắng chủ động cho ta cũng không phải là ta hái ăn cũng không sao đâu nhỉ do dự một hồi văn đạo nhân cuối cùng vẫn không thể vượt qua dụ hoặc của hỗn độn linh quả trực tiếp bỏ quả vải có cả vỏ và hạt vào trong miệng đây chính là hỗn độn linh quả vỏ và hạt đều là trí bảo không thể lãng phí oẻ nhưng mà quả vải vừa rơi vào trong miệng văn đạo nhân văn đạo nhân lại bỗng nhiên cảm thấy một mùi hôi thối khó có thể dùng lời nói hình dung được từ quả vải truyền đến đầu lưỡi hắn sau đó nháy mắt truyền khắp lục phủ ngũ tạng ba hồn bảy vía nguyên thần thức hải của hắn mùi hôi thối này giống như thi thể hư thối giống như phân và nước tiểu lên men giống như độc chứng yêu quái phát ra thối đến mức văn đạo nhân gần như muốn nôn ra hết nguyên thần và lục phủ ngỗ tạng của mình nhưng ngoài quả vải kia ra hắn lại không nôn ra gì nữa chuyện này lại làm hắn càng thêm khó chịu quả thực so với dùng hồng liên nghiệp hòa thiếu đốt còn đau đớn hơn vạn lần mấu chốt là tuy hắn đã nhả quả vải ra nhưng mùi thối buồn nôn đến cực điểm này lại vẫn đang lan ra trên đầu lưỡi và linh hồn hắn làm cho hắn khổ không thể tả sống không bằng chết Giang Lan thấy chim thiên đường đuôi phướn đột ngột từ trên cây rơi xuống đất, sau đó nôn thốc nôn tháo, tỏ vẻ cực kỳ ngây ngốc, không hiểu chim thiên đường đuôi phướn đang bị gì vậy, dù sao quả vải siêu cấp vô địch mỹ vị như thế, sao sau khi ăn lại nôn, tuy là chim thiên đường đuôi phướn ăn luôn cả vỏ, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Giang Lan cũng thử bỏ một quả vải cả vỏ lẫn hạt vào trong miệng nàng, ừm, ngoài vỏ vải và hạt vải làm sao cũng nhai không nát ra, cũng đâu có gì đặc biệt, thịt vải vẫn ngọt ngào mọng nước, mỹ vị chân mềm, ăn ngon vô cùng, quái văn đạo nhân liên tục nôn một canh giờ lúc này mới dần ngăn chặn được mùi hôi thối trong lòng nhưng mà lúc này hắn đã hoàn toàn không còn khí lực cả chim trực tiếp mệt làn nằm bẹp trên mặt đất mắt chim trắng dạng khí như tơ nhện tinh thần hốt hoảng nhìn như là sắp chết thấy dáng vẻ này của chim thiên đường đôi phướn giang lan càng nhìn càng không hiểu có phải là bản thân đối phương có bệnh gì đó vừa rồi là bệnh nặng tái phát vừa nghĩ nàng vừa ném một quả vải vào trong miệng Ưm thật thơm thật ngọt quá ngon khách điếm này thật quá hoàn mỹ đúng rồi quả xoài và quả vải ngon như vậy, sao lại không thấy ông chủ đẹp trai và nữ nhi của ông chủ tới hái? Chẳng lẽ bọn họ không biết quả xoài và quả vải là hoa quả ngon nhất thiên hạ sao? Tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng Giang Lan cũng không nghĩ nhiều. Lại qua mấy giờ, Phan Đạo Nhân mới thoáng lấy lại một chút tinh thần, có thể từ dưới đất ngồi dậy. Chỉ là, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới mùi vị vừa rồi, thì cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể run rẩy, ghê tởm buồn nôn. Mùi vị đó, cả đời hắn cũng không muốn ngửi lại lần thứ hai bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim giang lan thấy chim thiên đường đuôi phướn tỉnh táo lại lập tức hái một quả xoài đặt bên cạnh chim thiên đường đuôi phướn meo 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 nàng ra hiệu cho chim thiên đường đuôi phướn ăn xoài giải khát nhưng mà văn đạo nhân nhìn thấy quả xoài lại sợ đến liên tiếp lui về sau nhanh chóng dùng cánh che mỏ chim của mình còn lộ ra biểu cảm vô cùng hoảng sợ giống như nhìn thấy chuyện kinh khủng gì đó giang lan nhìn thấy phản ứng của chim thiên đường đuôi phướn vẻ mặt càng thêm mờ mịt con chim thiên đường đuôi phấn này có bệnh à rõ ràng lúc trước còn thấy mà bắt thèm với quả xoài sao bây giờ lại làm ra dáng vẻ sợ hãi tránh không kịp thế này thôi bỏ đi người không ăn ta ăn ưm ừ, ưm ưm thật là quá ngon ăn thế nào cũng không đủ trải qua một khoảng thời gian tìm kiếm giang lan vớt cuộc ở trong một cổ trạch bỏ hoang tìm được một bình gốm sâu chôn dưới đất trong bình gốm đựng 18 thỏi vàng mỗi thỏi vàng nặng chừng năm lượng chuyện này khiến giang lan vui mừng khôn cùng rốt cuộc có thể giúp đỡ ông chủ đẹp trai sắp phá sản ông chủ đẹp trai có bình thỏi vàng này cũng không cần để nữ nhi của hắn nhỏ như vậy mà đã đi làm chuyện này có hiểm nghi ngược đãi lao động trẻ em đó trạng vạng một ngày nọ giang lan chờ lúc ông chủ đẹp trai đi làm cơm tối nàng lặng lẽ đặt bình gốm đựng thỏi vàng trên quầy rượu sau đó bèn lén lút nấp ở chỗ quạo cầu thang lầu hai chờ xem dáng vẻ sau khi ông chủ đẹp trai phát hiện thỏi vàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại nghi hoặc chờ chừng 20 phút giang lan nghe thấy ở cửa truyền đến một hồi tiếng chuông sau đó nàng nhìn thấy nữ nhi xinh đẹp của ông chủ đi vào cha ta về rồi này tiểu tê tử đi vào huyền quan lập tức hô lên một tiếng sau đó nàng nhìn thấy cha bưng một mâm đồ ăn từ hậu viện đi đến rửa tay ăn cơm ngay nào lý nguyên vừa dọn sẵn chén đũa vừa gọi nữ nhi giang lan bất chợt người thấy một mùi cá thơm nước mũi truyền đến nàng chỉ cảm thấy con sâu tham ăn trên cả người mình từ trong tới ngoài đều như bị kích hoạt khiến nàng nước bọt tung bay nước bọt chảy ròng ròng thèm ăn không thôi meo meo thật là thơm quá mùi thơm hoàn toàn không giống với mùi của quả xoài quả vải nếu như có thể ăn một miếng thì tốt rồi chủ nghệ của ông chủ đẹp trai thật sự là không nói nên lời tiểu tây tử đang muốn đi rửa tay chợt chú ý tới trên quầy rượu đặt một bình gốm dính bùn đất mới nàng không nhịn được tò mò hỏi cha cái bình bùn này bình thường mà dưới quan sát thánh đồng tầng chín của nàng bình bùn này chỉ là một bình bùn bình thường không có đạo văn quanh quẩn không có pháp tắc bao phủ không có khí tức đặc biệt tỏa ra chỉ chứa hơn mười thỏi vàng bình thường mà một chiếc bình bùn bình thường lại xuất hiện trong khách điếm của cha chuyện này có chút kỳ quái dù sao đồ đạc cha dùng sẽ không có món nào là vật bình thường giang lan nghe tiểu hủy tử vậy mà cảm giảm đây chỉ là bình bùn bình thường không khỏi trận trắng mắt phải biết rằng bên trong bình bùn này chứa mười mấy thỏi vàng đó sao lại bình thường chứ được chờ ngươi thấy thỏi vàng ngươi sẽ biết bình bùn cũng không bình thường giang lan đắc ý nghĩ lý nguyên liếc mắt nhìn bình bùn quả thực đủ bình thường giang lan hai tên đại ngốc không biết hàng này vàng đặt trước mắt mà cũng không nhìn thấy tức chết bản miêu tiểu tây tử khó hiểu nói sao cha lại đặt bình bùn trên quầy rượu lý nguyên không phải ta đặt tiểu tây tử nghe vậy không khỏi sững sờ một lúc sau đó nàng nhìn thoáng qua chỗ quạo lầu hai lại có vẻ bừng tỉnh con mèo trắng này còn rất có lòng ở nơi này lại biết trả tiền phòng nàng bình tĩnh nói một câu rồi đi rửa tay mà giang lan âm thầm trốn ở lầu hai lại không nhịn được kinh ngạc mở rộng miệng mèo toe vẻ vô cùng ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới tiểu tây tử vậy mà thoáng chốc đoán được bình bùn là nàng đặt hơn nữa còn biết nàng lén lút ở trong khách điếm trong khoảng thời gian này ta đều tránh bọn họ mà sao bọn họ biết sự tồn tại của ta chẳng lẽ trong lúc ta lơ đãng bị bọn họ phát hiện còn có vừa rồi nữ nhi của ông chủ nhìn thoáng qua về hướng ta dường như biết ta đang trốn ở chỗ này nhưng một người bình thường như nàng làm sao biết chứ mèo trắng vô cùng hoang mang suy nghĩ một lúc nếu nữ nhi của ông chủ đã phát hiện nàng vậy nàng cũng không cần tiếp tục trốn nữa vì vậy giang lan từ góc cầu thang đi ra sau đó nhảy lên tay vịn cầu thang theo tay vịn cầu thang trượt xuống đến đại sành nàng dùng hai mắt xanh thầm mắt không chớp nhìn hai người lý nguyên và tiểu tê tử lý nguyên nhìn mèo trắng không khỏi cười nói trốn ở khách điếm lâu như vậy ăn trộm nhiều hoa quả như vậy cuối cùng cũng chịu đi ra giang lan càng thêm ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới ông chủ đẹp trai hình như đã sớm biết nàng ở trong khách điếm hơn nữa thậm chí ngay cả chuyện nàng ăn trộm hoa quả cũng biết bọn họ không phải người bình thường à làm sao phát hiện được ta người phát hiện ta khi nào giang lan hỏi lý nguyên nhưng mà sau khi hỏi nàng mới chợt nhớ tới chính mình chỉ biết kêu meo 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 căn bản không thể nói tiếng người ngay cả quảng thành tử và xích tinh tử đều nghe không hiểu tiếng mèo của nàng sao ông chủ đẹp trai lại nghe hiểu được giang lan đang âm thầm mất mát bỗng nhiên xảy ra một chuyện khiến lông mèo của nàng đều dựng thẳng lên chỉ thấy lý nguyên ăn một miếng cá nướng trả lời giang lan lúc ngươi tới một tháng thì đã biết bịch giang lan rất ngẩn ngơ nàng không nghĩ tới ông chủ đẹp trai lại trả lời vấn đề của nàng nói cách khác ông chủ đẹp trai có thể nghe hiểu được tiếng mèo của nàng chuyện này cũng quá nằm ngoài dự liệu của nàng nhất thời có chút không tiếp nhận được sừng sốt một hồi chờ sau khi giang lan vốt cuộc mới phản ứng nàng vội vàng không kịp chờ hỏi lý nguyên sao ngươi có thể nghe hiểu lời ta lý nguyên chỉ cần có thể cảm nhận tinh thần lực của ngươi là có thể nghe hiểu giang lan nghe vậy không nhịn được càng thêm kinh ngạc phải biết rằng nàng có thần thông miễn dịch tinh thần lực đấy nói cách khác bất cứ ai cũng không thể dò xét tinh thần lực của nàng thậm chí dùng tinh thần lực công kích nàng còn có thể bị bắn ngược nhưng vì sao ông chủ đẹp trai có thể chẳng lẽ hắn cũng không phải người bình thường giang lan có chút hậu chi hậu giác nghĩ tiểu tê tử hơi ngoài ý muốn liếc mắt nhìn mèo trắng nói với cha con mèo trắng này có chút cổ quái rõ ràng thực lực thoạt nhìn không mạnh nhưng tinh thần lực lại giống như một màn sương mù vô biên vô tận làm cho không ai có thể dò xét thế này rất không xứng đôi lúc trước tuy nàng đã sớm phát hiện ra con mèo trắng này nhưng cũng không tiến hành thâm nhập dò xét với mèo trắng chỉ coi đây là một con mèo trắng bình thường vô ý xông vào khách điếm nhưng hiện tại xem ra con mèo trắng này thực ra cũng không bình thường lý nguyên giải thích với nữ nhi bởi vì nàng có hệ thống tiểu tê tử bừng tỉnh gật đầu thì ra là hệ thống mà giang la bên cạnh cả mèo nàng đều sắp nứt ra nàng làm sao cũng không nghĩ tới ông chủ đẹp trai vậy mà lại nói ra hai chữ hệ thống sao hắn biết ta có hệ thống chuyện này theo lý thuyết ngoài ta ra thì cũng không có ai biết nợ chứ dù sao ta xuyên việt đến thế giới này tuy không ít năm nhưng tổng cộng cũng không tiếp xúc với mấy người rốt cuộc làm sao hắn biết được còn có nhìn vẻ mặt của nữ nhi ông chủ hiển nhiên nàng cũng biết hệ thống chẳng lẽ hệ thống không phải là duy nhất các loại nghi hoặc tràn đầy trong đầu răng lan khiến nàng cảm thấy loạn xạ ngầu nhất thời không biết nên nói gì cho phải thình lình nàng nghĩ tới ông chủ đẹp trai có cướp hệ thống của mình không đây giang lan có phần lo lắng nghĩ đồng thời nàng vẫn một mặt cảnh giác nhìn lý nguyện và tiểu tây tử lo lắng hai người sẽ bất chợt triển khai công kích tới nàng xong lý nguyên và tiểu tây tử chỉ bình tĩnh ăn cơm hoàn toàn không có ý định muốn cướp đoạt hệ thống của nàng điều này làm cho giang lan thoáng thở phào nhẹ nhõm đương nhiên nàng vẫn không thả lòng cảnh giác vẫn phòng bị lý nguyên và tiểu tây tử ưm cá nướng thật thơm quá đi thật muốn ăn một miếng Giang Lan vốn âm thầm phòng bị Lý Nguyên và Tiểu Tê Tử, nhưng lại dần bị hương vị cá nướng hấp dẫn lực chú ý. Ưng ừ ực, ừ, thậm chí, nàng không nhịn được, còn nuốt nước miếng, tiếng vang rõ ràng, khiến cho Giang Lan cũng không nhịn được đỏ mặt một hồi, chính mình thật sự là quá tham ăn rồi, nhưng mà, ta nhịn được, nói không chừng, bọn họ đã hạ độc trong đồ ăn, cố ý dùng mỹ thực dụ dỗ ta để mưu đoạt hệ thống của ta, cho nên, ta sẽ không ăn đồ ăn của bọn họ. Hừ, mơ tưởng dùng mỹ thực mê hoặc ta, ngươi muốn ăn không? Tiểu Tê Tử hỏi Giang Lan. Giang Lan không hề nghĩ ngợi, tức khắc như gà con mổ thóc, vội vàng gật đầu không ngừng. Còn về lời đồ ăn có độc nàng từng nói, đã sớm đừng nàng quên đến ngoài chín tầng mây, bỏ đi, vì mỹ thực, không có cốt khí thì không có cốt khí, dù sao bây giờ ta là mèo, cũng không sợ mất mặt, hơn nữa ta có miễn dịch với độc, cũng không sợ bọn họ hạ độc. Ồ, nói sai rồi, không phải ta không nhịn được dụ hoặc của mỹ thực, thực ra ta chỉ muốn lấy thân nghiệm chứng, xem thần thông miễn dịch với độc hệ thống khen thường, có phải thật không thôi, chính là như vậy đó đây thuần túy là thâm nhập nghiên cứu về học thuật thôi tiểu tê tử thấy dáng vẻ liên tục gật đầu của mèo trắng không khỏi cảm thấy buồn cười nếu muốn ăn tự ngươi đi phòng bếp lấy một đôi chén đũa tới ăn đi giang lan lập tức chuyển hóa toàn bộ lực phòng ngự thành tốc độ trong nháy mắt nàng đã lấy một đôi chén đũa ngồi trên bàn cơm sau đó vẻ mặt mong chờ nhìn tiểu tê tử trong mắt tu sĩ bình thường căn bản không cảm giác được giang lan từng rời đi thậm chí cảm thấy giang lan đã sớm ngồi trên bàn cơm tiểu tê tử kinh ngạc nói tốc độ của nàng thật nhanh đều đạt tới cảnh giới nhất nghiệm vượt qua hồng hoang của thánh nhân một ý niệm của thánh nhân là có thể đồng thời đi đến mỗi nơi của hồng hoang tốc độ kia và tốc độ tu sĩ bình thường lý giải hoàn toàn không cùng một khái niệm con mèo trắng này lại có thể có tốc độ này tiểu tê tử tự nhiên cực kỳ ngoài ý muốn dẫu sao con mèo trắng này lại không phải là thánh nhân không biết hệ thống của mèo trắng này có năng lực gì mèo mèo giang lan dơ chén đũa kêu hai tiếng với tiểu tê tử ra hiệu cho tiểu tê tử gắp đồ ăn cho nàng vẻ mặt tiểu tê tử có phần bất đắc dĩ những năm gần đây đều là cha chiếu cố nàng, nàng còn chưa từng chiếu cố người khác đâu. Nhưng mà thấy dáng vẻ đáng yêu của mèo trắng, tiểu tê tử vẫn gắp một cái đầu cá lớn cho mèo trắng. Giang Lan thấy đầu cá, người mùi thơm đầu cá tỏa ra, chỉ cảm thấy mỗi tế bào trên khắp người đều cùng giãn ra, toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị ngây ngất. Thật sự rất thơm, nàng không chờ đợi được nữa bắt đầu ăn. Đầu tiên là ăn một miếng thịt cá, lớp da cháy xém thơm ngon, xốp giòn, bên trong lại tươi non mọng nước, mùi vị cay tươi vừa phải. Trời ạ, à, quá ngon luôn. Sao thịt cá có thể ngon như vậy? Giang Lan lập tức ăn như hổ đói, giống như rất sợ có người giành với nàng. Đến nỗi phòng bị Lý Nguyên, sớm đã bị nàng quên ra ngoài chín tầng mây. Giang Lan phát hiện, ngay cả xương cá cũng được nướng xốp giòn tỏa hương, ăn vào giòn rụm, không hề bị mắc vào kẽ răng. Trong chốc lát, Giang Lan đã ăn sạch một cái đầu cá, sau đó lại tha thiết mong chờ nhìn tiểu tê tử. Bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Tiểu tê tử không thể làm gì khác hơn là lại gắp cho mèo trắng một miếng thịt cá lớn, còn có đồ ăn kèm trong cá nướng như khoai tây lát diếp cá, miến khoai lang, vân vân. Nàng cũng không biết mèo có ăn rau dưa không, có thịt cá, Giang Lan vốn không muốn ăn đồ ăn khác nữa. Xong, sau khi nàng trong lúc vô ý ăn một cọng diếp cá, nàng giống như phát hiện được đại lục mới, thì ra, rau dưa cũng có thể ngon như vậy, mùi vị không hề kém cạnh cá nướng, hơn nữa còn có một mùi thơm dịu đặc biệt, yêu quá đi mất, ăn như hổ đói, ăn ngấu ăn nghiến một lúc lâu, mãi đến sau khi toàn bộ đồ ăn trên bàn đều bị ăn sạch, cái bụng Giang Lan đã biến thành một quả bóng da, lại vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, còn muốn ăn cuối cùng tiểu tây tử lại đem một muỗng cơm còn sót lại dưới đáy nồi bốc cho giang lan giang lan vốn không muốn ăn cơm nhưng nghĩ đây cũng là một mảnh hào tâm của tiểu tây tử không ăn thì phí vì vậy nàng ngạc nhiên phát hiện thì ra chỉ ăn cơm không cần đồ ăn kèm cũng có thể mỹ vị ngon miệng như vậy làm cho mèo muốn ngừng mà không được nàng thực sự hoài nghi đây là cơm hả sao cơm có thể ngon như vậy được vì sao trước đây ăn nhiều cơm như vậy mà ngay cả mùi vị cũng không bằng một phần vạn cơm hôm nay ăn chứ chẳng lẽ cơm cũng có kỹ xảo nấu nướng phức tạp gì đó chờ sau khi ăn sạch toàn bộ đồ ăn giang lan mới mặt đầy thỏa mãn giơ bốn cái chân ngắn nhỏ nằm liệt trên bàn vẻ mặt sư vị vô cùng mà hình thể của nàng trở nên lớn hơn vừa rồi ước chừng một vòng giang lan có một loại cảm giác sau khi ăn bữa cơm này cuộc đời này hoàn toàn không gì nối tiếc nàng cảm thấy so với ông chủ đẹp trai chủ nghệ của ông chủ đẹp trai càng đẹp trai hơn cực kỳ lợi hại luôn tiểu tê tử thấy mèo trắng mộc ú nằm trên mặt đất tức khắc bất đắc dĩ lắc đầu lại là một kẻ tham ăn nhưng mà con mèo này so với người có hệ thống khác lại tỏ ra cực kỳ vô hại trách không được cha mặc nàng ở trong khách điếm sau khi đắc kỷ ở tộc giao nhân chơi vài ngày bèn điều khiển mai hoa lộc lại tới đảo chỉ sơn u minh giới tìm tam tiêu ôn chuyện tam tiêu thấy đắc kỷ tỏ vẻ cực kỳ ngoài ý muốn bích tiêu quan sát xe ngựa mai hoa lộc tò mò hỏi đắc kỷ đắc kỷ sao ngươi tìm được tọa giá này thế mai hoa lộc kéo xe ngựa cảm giác không quá hài hòa quỳnh tiêu cười nói vừa rồi thần thức cảm nhận được con mai hoa lộc này còn tưởng rằng là nam cực tiên ông tới nợ chứ đắc kỷ giải thích lúc trước trong lúc vô tình gặp được con mai hoa lộc này phát hiện tốc độ của nó còn rất nhanh cho nên bèn dùng thai đi bộ bạch bạch bích tiêu đột nhiên vỗ vào mông mai hoa lộc xem thường nói con mai hoa lộc này chỉ mới có tu vi thái ất kim tiên tốc độ có thể nhanh được bao nhiêu nguyên thủy thiên tôn bây giờ hắn ký sinh trong cơ thể mai hoa lộc cảm nhận của mai hoa lộc chính là cảm nhận của hắn cho nên bích tiêu đánh mông mai hoa lộc cũng như là đang đánh mông hắn cảm nhận được bàn tay trên mông biểu cảm của nguyên thủy thiên tôn thoáng chốc ngây ngần tâm trạng muốn phức tạp bao nhiêu thì phức tạp bấy nhiêu còn có loại xúc động muốn học máu mãnh liệt đã lớn đến nhường này hắn còn chưa từng bị người khác đánh mông đâu cũng không có ai dám đánh mông hắn đặc biệt bích tiêu vẫn chỉ là đệ tử của thông thiên một cái tiểu bối mà thôi lại dám đánh mông hắn thật sự là trí thức quét rác không còn thể thống quá không ra gì hắn thật muốn tát một cái đánh bích tiêu thành bột mịn xem nàng còn dám mục vô tôn trưởng bất kính với hắn hay không mông thánh nhân cũng dám đánh xong nghĩ đến đắc kỷ bên cạnh nguyên thủy thiên tôn vẫn cố nén xúc động trong lòng đánh chết bích tiêu là việc nhỏ nhưng nếu vì vậy mà đắc tội đắc kỷ thì sẽ mất nhiều hơn được dù sao đắc tội với đắc kỷ chính là đắc tội với lý tiền bối bỏ đi nể mặt lý tiền bối ta nhịn bóp đúng lúc này bích tiêu lại vỗ lên đầu mai hoa lộc nguyên thủy thiên tôn ta 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 vẫn nhịn chỉ là mọi người cũng không biết nghẹn khuất trong lòng nguyên thủy thiên tôn đắc kỷ thấy bích tiêu nghi ngờ tốc độ của mai hoa lộc vội vàng cãi lại nó thực sự rất nhanh chuẩn thánh bình thường cũng không sánh nổi nếu không ta đã sớm thả nó nguyên thủy thiên tôn Hắn nghe thấy lời của Đắc Kỳ, lập tức có xúc động muốn khóc, nếu như hắn sớm biết ý nghĩ của Đắc Kỳ thì hắn sẽ không bay nhanh như vậy, nhưng mấu chốt là rõ ràng ta cũng bay không nhanh mà, ngược lại còn liên tục tiêu cực biến nhác. Hai, thánh nhân làm lâu, đều không biết tốc độ của tu sĩ bình thường, sơ suất, sơ suất quá. Tam Tiêu nghe nói tốc độ của Mai Hoa Lộc, vậy mà còn nhanh hơn chuẩn thánh, đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Vân Tiêu xem xét cẩn thận Mai Hoa Lộc, ngờ vực hỏi: "Thật hay giả? Tốc độ của con Mai Hoa Lộc này nhanh như vậy à?" phải biết rằng đại la kim tiên có thể dễ dàng vượt qua không gian còn chưa nói đến chuẩn thánh một yêu thú thái ắt kim tiên làm sao có thể sao được quỳnh tiêu cũng gật đầu nói đúng vậy con mai hoa lộc này thoạt nhìn đần độn bình thường cũng không phải dị thú hung trùng gì làm sao tốc độ có thể nhanh như vậy nguyên thủy thiên tôn nàng không phải đang nói ta nàng không phải đang nói ta ta mới không phải đần độn đâu nguyên thủy thiên tôn ở trong lòng tự mình thôi miên đắc kỷ nó nhanh như vậy thật mà nếu các ngươi không tin có thể ngồi lên xe ngựa đi thử là biết ta có nói ngoa không nguyên thủy thiên tôn nghe thấy đắc kỷ để tam tiêu đi thử xe ngựa trong lòng cực kỳ không nguyện ý vì vậy vội vàng cầu nguyện tuyệt đối đừng đồng ý tuyệt đối đừng đồng ý kéo đắc kỷ tuy rằng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng dù sao đắc kỷ cũng là muội muội của lý tiền bối vì vậy tuy hắn không thể tiếp nhận nhưng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận dù sao ngay cả thiên đạo cũng muốn làm tùy tùng cho lý tiền bối ta kéo xe cho muội muội lý tiền bối so ra không tính là quá mất mặt nhỉ nhưng tam tiêu có tài đức gì làm sao có thể xứng để ta kéo xe chuyện này hoàn toàn không thể tiếp nhận quá mất mặt nếu như bị chuyển đi tương lai còn mặt mũi nào đối mặt với thông thiên há chẳng phải sẽ bị thông thiên chế nhạo cả đời sao nghĩ tới đây nguyên thủy thiên tôn chợt cảm thấy sợ hãi không thôi nhưng mà tam tiêu lại không biết ý nghĩ của nguyên thủy thiên tôn bọn họ cũng tò mò con mai hoa lộc chỉ có tu vi thái ất kim tiên này có phải tốc độ thực sự như lời đắc kỷ nói có thể so với chuẩn thánh vì vậy ba người vội vàng ngồi lên xe ngựa muốn thể nghiệm tốc độ của mai hoa lộc đắc kỳ cũng ngồi lên chỉ là bích tiêu giành ngồi vị trí đánh xe chuẩn bị tự mình điều khiển xe ngựa không đúng phải gọi xe lộc giá bích tiêu hô lên một tiếng với mai hoa lộc chỉ có điều mai hoa lộc hoàn toàn không di chuyển hừ muốn để ta kéo mấy tiểu bối các ngươi không có cửa đâu nguyên thủy thiên tôn kiên cường nghĩ ủa sao con mai hoa lộc này lại không đi bích tiêu nghi hoặc nói quỳnh tiêu suy đoán nói người nói giá là từ đánh xe ngựa mới dùng mà chúng ta ngồi xe lộc cho nên nó nghe không hiểu bích tiêu trợn trắng mắt con mai hoa lộc này dù sao cũng là yêu thú thái ất kim tiên sẽ không đần như vậy chứ quỳnh tiêu tu vi của nó lại không thể đại biểu cho sự thông minh của nó bích tiêu cảm thấy lời nhị tỷ có chút đạo lý bích tuyết bất đắc dĩ nói đánh xe ngựa nói giá vậy đánh xe lộc xe nên nói gì quỳnh thử dò xét nói xùi tắc kỳ thực sự là hai kẻ dở hơi nàng vội vàng cắt ngang đối thoại của hai kẻ dở hơi này nói các ngươi đừng xùi nữa cẩn thận nó tiểu ra đất con mai hoa lộc này có lúc không nghe lời lắm các ngươi dùng dây cương đánh một cái là nó nghe thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn thực sự nghi ngờ, bản thân rốt cuộc đã làm chuyện người người oán trách gì, mới có thể rơi vào kết cục hôm nay. Chát, đúng vào lúc này, hắn chợt cảm nhận được phía sau truyền đến một trận đau đớn trái ra trái thịt, thì ra là Bích Tuyết dùng dây cương quất lên lưng hắn. Dây cương bình thường, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy đau, nhưng mà, chiếc xe ngựa này chính là hỗn độn trí bảo, dây cương đương nhiên cũng không bình thường. Hai sợi dây cương quất lên, tuy sẽ không có bất kỳ vết thương ngoài da nào, nhưng lại có thể đau đớn vào trong linh hồn, truyền khắp quá khứ tương lai cho dù là thánh nhân cũng không chịu nổi nhưng mà ta phải nhịn xuống ta là thánh nhân ta không thể để ba tiểu bối mới đánh một cái mà đã bỏ chạy như vậy cũng quá mất mặt chát bích tuyết thấy mai hoa lộc vẫn không bay lập tức lại dùng dây cương đánh vào sau lưng mai hoa lộc nguyên thủy thiên tôn không còn cách nào chỉ đành vươn móng bay lên các nàng là đánh hai cái ta mới chạy ta cũng không có nuốt lời nguyên thủy thiên tôn tự an ủi mình không còn cách nào thật sự quá đau sống không bằng chết trong truyền thuyết chính là loại cảm giác này có thể kiên trì hai cái cũng đã cực kỳ giỏi rồi ấy thực sự rất nhanh nè bích tuyết thấy mai hoa lộc cuối cùng bay lên không khỏi vui vẻ kêu lên vân tuyết cảm nhận được tốc độ của mai hoa lộc có phần kinh ngạc nói tốc độ của con mai hoa lộc này quả thực không bình thường quỳnh tiêu xem ra con mai hoa lộc này đúng là có chút đặc biệt bích tuyết cảm giác hình như nó không dùng toàn lực không biết nếu nó dùng toàn lực có thể chạy nhanh bao nhiêu các kỷ thuận miệng nói thử rồi sẽ biết chát 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 bích tuyết nghe vậy lập tức vùng vẩy dây cương trong tay không ngừng đánh vào mai hoa lộc nguyên thủy thiên tôn đau đến mức khuôn mặt đều sắp vặn vẹo hắn cảm thấy từ trước tới nay sợ rằng không có thánh nhân nào nghẹn khuất như hắn lại bị ba tiểu bối bắt nạt thực sự là ức hiếp thánh nhân quá mức ba người các ngươi chờ đó cho ta chờ sau này khi ta thoát vây nhất định sẽ báo mối thù hôm nay chẳng qua chuyện tương lai tương lai lại nói hiện tại để tránh đau đớn ra thịt vẫn là chạy nhanh hơn chút vậy vì vậy nguyên thủy thiên tôn thoáng chốc thêm nhanh tốc độ đương nhiên hắn không dám dùng tốc độ chân thực của thánh nhân để tránh giấy nên nghi ngờ của tam tiêu và đắc kỷ nếu không nếu như đám người tam tiêu biết hắn là nguyên thủy thiên tôn vậy hắn thực sự là một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không có tam tiêu thấy tốc độ của mai hoa lộc thực sự trở nên nhanh hơn tỏ ra càng thêm phấn khích rất có cảm giác ngồi tờ bay không nghĩ tới con mai hoa lộc này lại có thể chạy nhanh như vậy thế mà có thể chạy băng băng trên thời gian vân tiêu vô cùng cảm khái đúng vậy quá ngoài ý muốn luôn quỳnh tiêu nhìn không gian và thời gian không ngừng biến hóa xung quanh kêu to trả lời bích tuyết cũng không biết nó còn có thể nhanh hơn hay không cùng lúc nói chuyện bích tuyết lần nữa vung vẩy dây cương trong tay tâm trạng muốn chết của nguyên thủy thiên tôn cũng đều có hắn thật hối hận trước đây vì sao muốn ký sinh trên người mai hoa lộc nếu như không ký sinh trong thân thể mai hoa lộc không phải chuyện gì cũng sẽ không xảy ra sao cũng không cần chịu nhục lớn như thế nếu như lý tiền bối có thể cho hắn thêm một cơ hội lại có một hệ thống bày ra trước mặt hắn hắn thể hắn nhất định sẽ không động tâm nữa so sánh với khuất nhục cả phải trước mắt hệ thống lại tính là gì hu 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 ta muốn tự do ta muốn về nhà nguyên thủy thiên tôn vừa rơi lệ vừa chạy nhanh ở trong dòng sông thời gian chạy thật nhanh một lúc lâu đám người trở lại đào chỉ sơn tam tiêu kinh ngạc phát hiện tuy rằng bọn họ đã chạy nhanh một lúc lâu nhưng thời gian hồng hoang lại không có gì thay đổi vẫn là lúc trước khi bọn họ rời đi xuống xe ngựa nhớ lại tốc độ nhanh như trước vừa rồi tam tiêu vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động vân tiêu cảm khái nói cũng không biết con mai hoa lộc này là dị chủng gì tốc độ kia còn nhanh hơn ta gấp mấy lần quá không thể tưởng tượng nổi quỳnh tiêu phụ họa nói quả thực không thể tưởng tượng nổi trước đây mọi người thường nói tốc độ của côn bằng và ô sao trong cung cấp là nhanh nhất nhưng so sánh với mai hoa lộc bọn chúng vẫn kém không ít chẳng lẽ đây là dị thú hồng mông ca ca ngươi nuôi bích tiêu hỏi đắc kỷ đắc kỷ đắc ý nói con mai hoa lộc này không phải dị thú ca ca ta nuôi là ta trong lúc vô tình gặp phải ta cũng không nghĩ tới tốc độ của nó lại nhanh như vậy vận khí này của ngươi cũng quá tốt rồi bích tuyết hâm mộ nói đắc kỷ bất chợt lộ ra dáng vẻ thần bí nhìn tam tiêu nói nhắc đến vận khí ta còn gặp được một chuyện vận khí tốt hơn chuyện gì tam tiêu chăm miệng một lời hỏi đều tỏ ra vô cùng tò mò ngay cả nguyên thủy thiên tôn cũng tò mò dựng tay lộc lên nghe có thể để đắc kỷ cũng nói là vận khí tốt chắc chắn không đơn giản đắc kỷ lại không lập tức trả lời câu hỏi của tam tiêu trước mà là vẻ mặt thần bí từ trong túi chữ vật lấy ra một vật sau khi tam tiêu thấy vật này không khỏi hít ngược một hơi nguyên thủy thiên tôn cũng kinh ngạc trợn lớn hai mắt đồ vật đắc kỷ từ trong túi chữ vật lấy ra lại là một hung thú to lớn vô cùng dáng dấp giữa tận đáng sợ hình thể của hung thú ít nhất trăm vạn trượng nhìn như bạch tuộc có rất nhiều xúc tua, nhưng mà còn có cánh, lân giáp, sừng, đồng thời trên xúc tu còn mọc đầy mắt, thoạt nhìn hết sức tà ác, hung tàn, quái dị. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.